Cầm lấy những thứ đó xong, Trần Đức rời khỏi hội trường. Giao du với người thông minh như Trương Thiên Dương, anh rất rảnh việc, cũng bớt lo nhiều, không cần nhiều lời vô ích, cũng không cần giải thích dài dòng, chỉ cần một động tác, một ánh mắt, đối phương đã hiểu mình nên làm gì, làm thế nào. Người có khả năng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, vươn lên địa vị cao hơn hết thảy không phải không có lý do. Hội trường nhanh chóng bị phong tỏa, những vị tinh anh trong giới kinh doanh được Trương Thiên Dương giữ lại, về phần Hồ Thái Minh, số phận của ông ta chỉ có rất ít người được biết. Nói chung là thê thảm, vô cùng thê thảm hơn cả Khổng Hoàng Nghĩa, bởi vì ông ta là chủ mưu giết Trần Đức, cho nên nói gì đi nữa Trương Thiên Dương cũng sẽ không tha cho ông ta. Trần Bát Hoang. Anh vừa ra khỏi hội trường, Tống Ngữ Yên liền theo sát phía sau, cô mặc trang phục công sở, vô cùng nhã nhặn lịch sự, không kém phần sang trọng, gương mặt thoạt nhìn có cảm giác lạnh lùng, cao ngạo như tiên nữ. Cô bước ra ngoài hội trường, không khí chung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh, ánh mắt của đám đàn ông bên ngoài vô thức nhìn sang, ai nấy đều bị đôi chân dài thẳng tắp đến phụ nữ cũng phải ghen tị cùng khuôn mặt trắng xinh đẹp động lòng người ấy hấp dẫn. Thời gian vừa qua, cảm ơn anh, dù cũng không vui vẻ gì cho cam, thế nhưng Tống Ngữ Yên vẫn nói câu cảm ơn tử tế. Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long, nhà họ Hàn, và cả nhà họ Hồ ngày hôm nay, hết thảy đều chĩa mũi dùi vào cô, nhằm nhè cơ nghiệp cha cô để lại. Thời gian vừa qua, nếu không có Trần Bát Hoang, không biết cô đã lưu lạc đến vực thẳm nào rồi. Không cần đâu, anh đã hứa với bố em sẽ bảo vệ em, hơn nữa, là anh phải cảm ơn bố con em mới đúng, Trần Đức chân thành đáp lại. Lúc đó, nếu không có 500.000 của Tống Thiên Vũ, thì với loại bệnh đặc thù, Tử Hàm sẽ không được bệnh viện cứu chữa kịp thời, mặc dù cuối cùng cũng do anh đích thân điều trị cho cô bé, nhưng trong lòng anh vẫn rất cảm kích Tống Thiên Vũ. Có ơn trả ơn, có oán báo oán, đây là nguyên tắc làm người của Trần Đức xưa nay. Huống chi, điều quan trọng nhất chính là, nếu như không có tập đoàn sát thủ kia, Trần Đức cũng sẽ không thể thấu hiểu được âm dương kinh một cách triệt để. Lĩnh ngộ được truyền thừa thật sự ẩn chứa trong đó. Thời gian tu luyện càng lâu, Trần Đức càng cảm thấy sự truyền thừa của âm dương kinh giống như ký ức của một tiên hiền, của một tiền bối vậy. Cần phải đạt đến một cấp độ nhất định thì mới có thể mở ra được, mà việc Trần Đức có thể đạt được sự truyền thừa này có mối liên hệ trực tiếp với chuyện tiêu diệt tập đoàn sát thủ đó. Nếu không có Tống Thiên Vũ, anh cũng không gặp phải tất cả những chuyện này, càng không thể lĩnh ngộ được thế giới tu hành hoàn toàn mới. Huống hồ, anh cũng đã hứa với Tống Thiên Vũ sẽ bảo vệ Tống Ngữ Yên trong 3 tháng. Bây giờ, kể từ khi Tống Thiên Vũ qua đời cũng chỉ mới 1 tháng trôi qua. Trần Bát Hoang, tôi vẫn luôn thắc mắc, với thực lực của anh, rõ ràng có thể đạt được rất nhiều thứ. Ít ai có thể ngăn cản được anh, nhưng tại sao anh lại đồng ý ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi? Tống Ngữ Yên hỏi một câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cô ấy. Cô ấy thực sự không thể nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này. Lời hứa với bố em, lời hứa với Tống Thiên Vũ, Trần Đức cười đáp. Trên thực tế, còn có một lý do khác mà anh không nói. Tống Ngữ Yên thực sự rất giống An Nhã Hi. Người con gái đó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh, có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được. Mặc dù hai người này chỉ giống nhau về ngoại hình, còn tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Nhưng anh cũng không muốn Tống Ngữ Yên bị thương dù chỉ là một chút. Chỉ vì lời hứa thôi sao, đôi mắt trong veo của Tống Ngữ Yên hiện lên một tia thất vọng, sau khi lẩm bẩm một câu, cô ấy đột nhiên đổi giọng, Lâm Giao muốn gặp anh. Lâm Giao, khi nhắc đến cái tên này, trong đầu Trần Đức liền hiện bộ ngực cỡ lớn khiến người khác nhức mắt, anh luôn có ấn tượng tốt về cô gái đó. Anh nhớ Lâm Giao là cô gái duy nhất ở học viện thương mại không ghét anh. Thậm chí anh còn nhận ra cô gái này có một chút gì đó gọi là sùng bái anh, cô ấy tìm anh có chuyện gì sao? Vâng. Tống Ngữ Yên gật đầu, trong khoảng thời gian rời khỏi học viện thương mại, cô ấy vẫn luôn liên lạc với Lâm Giao. Từ khi Tống Thiên Vũ ra đi đến giờ, người mà cô ấy liên lạc nhiều nhất chính là Lâm Giao. Nhờ có sự giúp đỡ và động viên rất lớn của Lâm Giao nên cô ấy mới có thể thoát ra khỏi sự mù mịt và bắt đầu đối mặt với hiện thực. Cô ấy và Lâm Giao thực sự là bạn thân, chị em thân thiết của nhau. Giữa Tống Ngữ Yên và Lâm Giao không có bất kỳ bí mật nào cả. Nửa tháng trước cô ấy đã biết chuyện Trần Đức chính là anh hùng năm xưa cứu Lâm Giao khiến cô vẫn nhớ mãi không quên. Thật ra, cô ấy đã biết anh từ lâu, anh đã từng cứu cô ấy, có lẽ anh cũng nhớ, Tam Giác Vàng, một cô bé. Hóa ra là cô ấy. Trần Đức vân vê cằm,
Dựa vào những từ khóa này, anh nhanh chóng tìm được một vài thông tin, nhiệm vụ giải cứu ở vùng tam giác vàng, anh nhớ tới cô bé khoảng 16-17 tuổi năm đó. Suốt những năm nay cô ấy vẫn luôn nhớ đến anh, đợi anh xuất hiện làm bạn trai của cô ấy, Tống Ngữ Yên nói, vốn dĩ, anh và tôi đã đăng ký kết hôn, cô ấy không muốn làm phiền anh, chỉ có điều, cô ấy sắp rời khỏi thành phố Tần, trước khi đi muốn gặp anh một lần, cô ấy đang đợi anh ở quán cà phê phía trước, anh có thể đến đó trò chuyện và tạm biệt cô ấy không? Sắp rời đi rồi sao? Được, bây giờ anh sẽ qua đó, là bạn bè với nhau, Trần Đức cảm thấy tạm biệt nhau là chuyện cần thiết. Huống hồ còn là cô bé năm đó anh từng cứu. Chỉ có thể cảm thán là thời gian thay đổi mọi thứ. Lúc đó ở học viện thương mại vậy mà anh lại không nhận ra. Được rồi, tôi không đi đâu, anh đi gặp cô ấy đi. Tống Ngữ Yên vẫn lạnh lùng và nho nhã, từ khi Tống Thiên Vũ ra đi, cô ấy gần như không hề cười. Đưa thứ này cho Diệp Khánh Ngôn, nói với cô ấy trong này là thuốc để uống, còn lại thuốc dạng lỏng thì dùng làm mặt nạ, đắp lên mặt có thể chữa lành vết thương. Trần Đức lấy ra một cái hộp vuông nhỏ. Chữa lành vết thương, Tống Ngữ Yên liếc nhìn chiếc hộp nhỏ, cô ấy biết rất rõ thương tích của Diệp Khánh Ngôn, vết thương trên mặt gần như không thể lành được, nhưng cô ấy cũng không nhiều lời, cầm lấy chiếc hộp nhỏ, tôi sẽ đưa cho chị ấy. Nhìn Tống Ngữ Yên rời đi, lúc này Trần Đức mới đi về phía quán cà phê cách đó không xa. Vừa bước vào, Trần Đức liền chú ý tới Lâm Dao đang ngồi trước cửa sổ, cũng hết cách, cô thực sự quá xinh đẹp, quá hấp dẫn. Mái tóc dài bồng bềnh, ăn mặc đơn giản kín đáo, nhưng dáng người đẫy đà kia thực sự là quá thu hút ánh nhìn người khác. Một số người đàn ông trong quán cà phê thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Lâm Dao không chỉ có dáng người tinh xảo hấp dẫn mà còn có một đôi mắt thông minh, trang điểm vừa phải, nét mặt thanh tú xinh đẹp, ngồi trước cửa sổ cô giống hệt một nữ thần. Bát Hoang. Vừa nhìn thấy Trần Đức, Lâm Dao cũng nhận ra anh ngay, cô nở một nụ cười ngọt ngào và vẫy tay với anh. Xung quanh, một nhóm đàn ông đều cực kỳ ghen tị. Lâm Dao đã ngồi ở đó một mình rất lâu, trong khoảng thời gian đó không phải là không có ai đến bắt chuyện với cô, chỉ đáng tiếc, bất kể người đàn ông đến bắt chuyện là ai cô cũng đều không để ý. Nhưng bây giờ lại chủ động chào hỏi một người đàn ông ăn mặc đơn giản, không, không chỉ đơn giản mà phải nói là quê mùa. Bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cũng may là Trần Đức có vẻ ngoài không tệ. Nếu không e là những người đó sẽ không phục mà nhảy dựng lên phản đối. Trần Đức nhận thấy đôi mắt của những người đàn ông này như muốn bùng cháy. Anh cũng bất lực, sức hút của phụ nữ đẹp, bất luận ở đâu cũng đều lớn đến mức kinh ngạc. Dao Dao, đã lâu không gặp, Trần Đức mỉm cười chào hỏi, tự nhiên ngồi trước mặt Lâm Dao. Anh uống gì, có thể gặp Trần Đức, tâm trạng Lâm Dao vô cùng vui vẻ. Tôi uống cái này là được rồi. Trần Đức cầm bầu rượu được ủ hơn trăm năm trên tay lắc lắc, tôi không quen uống cà phê. Cũng được, Lâm Dao sống chung nhà với Trần Đức một thời gian nên cô biết anh thích uống rượu, nếu đã như vậy, hay là anh đi mua sắm cùng tôi nhé? Được, tôi sao cũng được. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của mọi người, Lâm Dao đứng dậy khoác tay Trần Đức, bước ra ngoài. Trần Đức khá bất ngờ trước hành động như vậy, có điều anh nghĩ Lâm Dao sắp rời khỏi thành phố Tần. Cô là con gái còn không để ý thì anh để ý gì chứ? Lâm Dao như chú chim sơn ca, líu lo kể hết những việc mình đã gặp trong khoảng thời gian ở học viện thương mại. Cô như là cô bạn gái nhỏ của Trần Đức, gương mặt luôn tươi cười, hai má lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, trông vừa xinh xắn, ngọt ngào, dễ thương. Dọc đường đi đã rước lấy vô số ánh nhìn hâm mộ. Đằng trước có một tiệm quần áo nam, đi, tôi tặng anh một bộ. Lâm Dao trực tiếp kéo Trần Đức vào một tiệm quần áo xa xỉ. Có điều, vừa bước vào đã có một tiếng nhạc chuông vang lên từ điện thoại của Lâm Dao. Lâm Dao nhìn số điện thoại khẽ cau mày rồi cúp máy. Chỉ là, chưa đến nửa phút nó lại vang lên lần nữa. Bát Hoang, anh đứng đây chờ tôi chút, tôi đi nghe điện thoại cái đã, Lâm Dao nói với Trần Đức. Ừ, đi đi, Trần Đức đáp. Lâm Dao cầm lấy điện thoại, rời khỏi Trần Đức. Nụ cười trên mặt cũng biến mất, không kiên nhẫn bắt máy, Tạ Phương Kiệt, anh cứ gấp gáp thế à? Tôi đã nói là đừng có hối mà, tôi đang nói tạm biệt với bạn. Anh đừng gọi tôi như vậy, tôi tên Lâm Dao, không phải Tiểu Dao. Còn nữa, nếu không đợi được thì anh có thể đi trước, máy bay tư nhân của anh không đợi được anh thì mua nó làm gì? Một lúc lâu sau, Lâm Dao cúp điện thoại, chưa đến 5 giây đã có một tin nhắn đến. Tiểu Dao,
anh sẽ đợi em thêm nửa tiếng, anh lo bố vợ ở nhà chờ sốt ruột. Những người bạn của em ở thành phố Tần có thể không liên lạc nữa thì sớm tạm biệt đi, anh chỉ vì tốt cho em thôi. Trong đôi mắt của Lâm Giao toát ra sự tủi thân và tức giận, trực tiếp xóa tin nhắn đi. Trước đó nói là 3 tiếng. Giờ mới được 20 phút, đối phương đã gọi 10 cuộc. Cô cảm thấy thật phiền, càng nghĩ lại càng tủi, khóe mắt ướt át, chảy xuống hai giọt nước mắt, trông hết sức đáng thương. Không được, không thể để Bát Hoang thấy dáng vẻ này của mình, phải để lại ấn tượng tốt nhất cho anh ấy mới được. Lâm Giao lau nước mắt, hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra tươi cười, rồi chạy về phía Trần Đức. Làm sao vậy, ai gọi thế? Trần Đức thấy Lâm Giao có hơi lạ, bèn tò mò hỏi. Một người bạn thôi, Lâm Giao kéo cánh tay Trần Đức đi vào trong tiệm quần áo rực rỡ muôn màu, xa xỉ kia. Hai người vừa vào đã có nhân viên phục vụ nhiệt tình tiếp đón. Qua, Bát Hoang, anh xem, tôi cảm thấy bộ quần áo này hợp với anh lắm đó. Còn có bộ này nữa. Bộ này cũng ok. Lâm Giao chăm chú lựa vài bộ đồ cho Trần Đức, trong lúc ấy, điện thoại của cô lại vang lên hai lần, xong đều bị cô tắt máy. Đương nhiên Trần Đức có chú ý tới chi tiết ấy, nhưng cũng không nói gì, đi theo Lâm Giao thử hết bộ này đến bộ khác. Lâm Giao cảm thấy hết sức thỏa mãn mua cho Trần Đức ba bộ quần áo giá trị xa xỉ, lại đi dạo qua tiệm trang phục nữ, thử hết cái này đến cái khác. Bát Hoang, cái này đẹp không? Đẹp. Còn cái này? Cũng đẹp. Lâm Giao phát huy bản chất đi dạo phố của con gái đến mức tối đa, không có chút nào là mệt mỏi, trái lại trông còn rất vui vẻ. Chỉ là, khi cô đang thử chiếc váy trắng xinh đẹp thì bên ngoài tiệm bỗng có một chiếc Porsche màu xanh không để ý quy định mà dừng ngay trước cửa. Sau đó, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước xuống xe, vẻ ngoài và dáng của cô ta rất đẹp, quần áo, trang sức trên người không có mác, nhưng nhìn một cái là có thể nhận ra nó tuyệt đối xa xỉ. Nhẫn kim cương, khuyên tai, vòng cổ, mỗi một kiện trang sức đều là kim cương hột xoàn chân chính. Cô ta lập tức đi vào. Liếc nhìn Trần Bát Hoang, sau đó lạnh nhạt quay đi, bước về phía Lâm Giao, nói. Em gái Lâm này, em trai tôi đã chờ cô rất lâu rồi. Cô, vì cậu ta mà cúp nhiều cuộc gọi của em trai tôi như vậy sao? Là một người chị của nó, tôi cảm thấy rất tức giận. Có điều, nể mặt cô sắp gả cho em trai tôi làm vợ bé, tôi sẽ không so đo với cô, mau đi cùng tôi đi. Người phụ nữ nói xong, trực tiếp kéo lấy tay Lâm Giao. Tạ Lan, tôi đã nói là cho tôi 3 tiếng, Lâm Giao hết sức khó chịu, quăng tay cô ta ra, ai cho mấy người đến. Cô, Tạ Lan híp mắt, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Xong, cô ta cũng không tức giận với Lâm Giao, mà quay sang nhìn Trần Đức một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ liếc một cái đã đoán được lai lịch của Trần Bát Hoang. Cậu ta chỉ là một người hết sức bình thường mà thôi. Quần áo và trang sức trên người cậu ta cực kỳ rẻ tiền. Còn không bằng cái rẻ lau chân và quần áo của đám người hầu nhà cô ta. Ở trong mắt cô ta, người như vậy chỉ là một tên ăn mày. Cô ta tin rằng với thân phận của Lâm Giao, chắc chắn sẽ không nhìn chúng một người như vậy. Người đàn ông này, chắc là Lâm Giao bao nuôi. Tạ Lan cười ha ha đi đến trước mặt Trần Đức, chẳng trách em gái Lâm Giao lại vì cậu cúp vài cuộc gọi của cậu ta. Trai bao như cậu cũng được đấy chứ, dù là tôi còn thích nữa là... Lâm Giao cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu gấp 3, đến phục vụ cho chị nhé, sao nào? Làm chó của chị đây sướng hơn làm chó của con bé rất nhiều. Trần Đức nhíu mày, không đáp. Lâm Giao cho cậu 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu. Cái giá của tôi đưa ra với cậu chắc cũng mê người chứ. Thấy Trần Đức vẫn mãi không nói gì, Tạ Lan nghĩ rằng anh đã chấp nhận. Dù sao, một tên ăn mày mà thôi. Đối mặt với sự cám dỗ của cái giá gấp 3 lần giá gốc, có thể nhịn nổi chắc. Cô ta đã từng gặp được rất nhiều gã đàn ông tồi vì tiền mà từ bỏ lòng tự trọng, không biết xấu hổ cúi đầu làm chó cho người khác. Người trước mặt cũng khác gì họ cơ chứ. Tạ Lan đắc ý liếc Lâm Giao, khẽ cười nói với Trần Đức, nếu chịu thì phải nghe theo lời tôi, giờ đi ra khỏi đây đi. Nhớ là đi giống mấy con chó đó, biết không? Tạ Lan, cô nói chuyện chú ý một chút cho tôi. Lâm Giao tức giận, Trần Đức là bạn, là người có ơn cứu mạng, cũng là người cô cực kỳ quý trọng, là anh hùng trong lòng cô. Cô không cho phép bất cứ ai sỉ nhục anh ấy. Tạ Lan, mời cô đi ra khỏi đây ngay. Đây là nơi công cộng, không phải tiệm nhà cô, tôi thích ở đây thì ở.
Hơn nữa, tôi đang nói chuyện với chó nhà mình thì cần chú ý gì chứ? Tạ Lan lộ vẻ khó hiểu nói, em gái Lâm à, dù cô là vợ bé của em trai tôi, cũng không thể nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy đúng không? Giọng nói của Tạ Lan rất chói tai, nhân viên và mấy vị khách khác trong cửa hàng đều chú ý tới phía này. Một số người đàn ông còn nhíu mày, nhìn chằm chằm Tạ Lan, người phụ nữ kia đúng là khó ưa. Gì mà kiêu ngạo như vậy trời? Vợ bé, sinh vậy mà làm vợ bé của người khác ư? Tiếc ghê. Xung quanh truyền đến tiếng xì xào bàn tán. Cô, ai là vợ bé của anh ta, cô đừng nói lung tung, Lâm Giao tức đến mức mặt mày trắng bệch. Giao Giao, người phụ nữ này là bạn của cô à? Trần Đức bỗng mở miệng. Không phải, Lâm Giao lắc đầu, sao cô có thể làm bạn với loại người như Tạ Lan được? Chẳng trách, tôi bảo mà, sao cô lại có thể là bạn với loại người miệng đầy mùi hôi như này được? Giây trước, Trần Đức còn đang cười, kế tiếp, một cái tát đã tát thẳng lên mặt Tạ Lan. Chát! Một tiếng tát tai giòn tan vang lên, trên mặt cô ta lập tức hiện lên một dấu tay đỏ ửng. Đây là bài học dành cho cô, sau này nói chuyện chú ý chút, biết không? Đừng suốt ngày chó này chó nọ, mẹ cô sinh cô ra không dạy cô cách nói chuyện và làm người hả? Một cái tát này Trần Đức ra tay không nặng, mà cũng đúng, với anh đây chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi. Đánh hay! Mẹ nó hả giận ghê! Loại phụ nữ kiêu ngạo như này có thể sống được đến 30 mấy tuổi đúng là kỳ tích. Mọi người vây xem xung quanh đều cảm thấy hả giận, ngay cả họ cũng thấy Tạ Lan hơi quá đáng, ở nơi công cộng sỉ nhục người khác, chẳng có chút xíu lễ phép gì hết. Lâm Giao có chút há hốc mồm, cô thật sự không ngờ Trần Đức lại dứt khoát như vậy, nói đánh là đánh. Đó chính là Tạ Lan đấy. Một cái tát này không chỉ là đánh lên mặt Tạ Lan. Với tính cách kiêu ngạo ngang ngược của cô ta thì sẽ kêu rất nhiều người đến. Đến lúc đó, mạng sống của Trần Đức sẽ gặp nguy hiểm. Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Giao tràn ngập vẻ lo lắng. Cậu! Đôi mắt xinh đẹp của Tạ Lan biến đổi, bụng mặt, không tài nào tin nổi. Cô ta không tin nổi một tên ăn mày mà lại dám đánh mình. Trong một nơi nhỏ bé như thành phố Tần lại có người dám đụng tới cô ta. Nhóc con, mày dám đánh tao? Dám đánh tao ư, mày chán sống rồi hả? Mày có biết tao là ai không hả? Hả? Không biết, Trần Đức bình tĩnh đáp, rồi có chút thú vị hỏi, nói nghe xem cô là ai? Tao là ai á? Ha ha, mày hãy nghe cho kỹ. Tao đến từ nhà họ Tạ gia tộc đứng đầu trên bảng tỷ phú ở thành phố Tần. Tạ Cường Đông là bố tao, tao là con gái duy nhất của ông ấy, Tạ Lan nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói ra lai lịch của mình. Nhà họ Tạ. Tạ Lan con gái duy nhất của Tạ Cường Đông tỷ phú đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng tỷ phú ở thành phố Tần. Tạ Lan vừa báo ra lai lịch, sắc mặt của những vị khách đang hóng hớt xung quanh lập tức thay đổi. Có thể tới đây mua quần áo đều là người có tiền, đa số cũng có chút hiểu biết về những ông lớn đứng đầu thành phố Tần. Thế nên, sao họ có thể không biết Tạ Cường Đông người đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú nơi đây được? Trong giới giàu có. Ai cũng biết Tạ Lan là con gái duy nhất của Tạ Cường Đông, được chiều chuộng từ nhỏ, kiêu căng ngạo mạn, ai bị cô ta chỉnh sửa đều rất thảm. Gần như cả thành phố Tần đều không có ai dám chọc cô ta. Nói cô ta là người hống hách nhất trong giới nhà giàu cũng chẳng sai. Nhà họ Tạ ư? Trần Đức nhíu mày, suy nghĩ về gia tộc này. Giờ đang ở tại thành phố Tần nên đương nhiên là anh có nghe nói và cũng biết đôi chút về địa vị của họ. Như Trương Thiên Dương. Đừng thấy thân phận của ông ta rất cao, song ở trước mặt gia chủ nhà họ Tạ, ông ta cũng chỉ xứng là đàn em. Thế nào, biết tao là ai chưa? Tạ Lan thấy Trần Đức nhíu mày, nghĩ rằng anh sợ, cười gằn, tao nghĩ mày rất cứng cổ, rất trâu bò, ai ngờ chỉ là một thằng ẻo lả. Giờ bà đây đang rất tức giận, theo lý mày đánh tao, tao cũng có thể đánh mày. Nhưng tao lại có một thói quen rất tốt đẹp, sẽ không đánh thú nuôi, hoặc có thể nói là chó. Nếu giờ mày mà biết điều thì quỳ xuống, học chó sủa mấy tiếng, sau đó tự đánh mình đến khi tao hài lòng thì thôi. Gương mặt Tạ Lan âm u, yêu cầu cực kỳ quá đáng. Nhưng, thân phận của cô ta cũng bày ra đó, người xung quanh thế mà lại cảm thấy cô ta chẳng có gì sai. Cho dù có, cũng không dám nói. Bát hoang, đừng, Lâm Giao lắc đầu với Trần Đức, sau đó bước lên trước, Tạ Lan, chẳng phải cô muốn dẫn tôi đi theo mình sao? Tôi đi theo là được, cô bỏ qua cho anh ấy đi. Tôi không hiểu,
Tên trai bao này có gì tốt mà cô lại bảo vệ cậu ta như thế? Tạ Lan cười lạnh, vốn nghĩ cô rất trong sáng, hóa ra cũng chẳng khác những người phụ nữ khác, đều là kỹ nữ. Bảo vệ cậu ta như vậy, không biết em trai tôi mà biết sẽ nghĩ thế nào. Vèo, bỗng, một tiếng xé gió vang lên, Trần Đức bất ngờ giơ tay lên tát một cái lên mặt Tạ Lan, vừa hay ở ngay vị trí lúc nãy. Song lần này, anh lại dùng sức hơn. Á, Tạ Lan hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, một bên má đã hoàn toàn chết lặng, một mùi máu tươi sộc lên miệng, hộc ra một cái răng cửa. Đù, không biết ai trong đám đông vây xem không kiềm nổi văng tục. Cả đám đều trợn to hai mắt nhìn. Biết thân phận của Tạ Lan rồi còn dám ra tay đánh cô ta. Tên nhóc kia chán sống rồi à. Cả đám trợn tròn mắt nhìn, bọn họ còn tưởng sau khi biết được thân phận của Tạ Lan, chàng trai kia sẽ sợ hãi, nghĩ cách tránh thoát một kiếp này. Ai ngờ, anh lại tàn nhẫn và quyết đoán như vậy. Anh là thằng ngu hả? Mọi người hoảng sợ, giờ chỉ muốn rời khỏi tiệm quần áo. Khỏi nghĩ cũng biết sau đó Tạ Lan sẽ tức giận, hơn nữa còn là nổi khùng. Đến lúc đó, chưa biết chừng họ còn bị liên lụy ấy chứ. Tạ Lan bụng mặt, khóe miệng run rẩy, cực kỳ khó chịu, đau đến nỗi chảy nước mắt. Cô ta hoàn toàn không ngờ chàng trai kia sẽ đánh mình, nên không phòng bị. Một cái tát ấy đánh cho cô ta chết lặng, ngồi xổm trên mặt đất, hoa mắt chóng mặt. Giao Giao, chúng ta đi thôi, Trần Đức không để ý đến Tạ Lan, khẽ nói với Lâm Giao. Lâm Giao vẫn còn ngơ ngác, nghe thấy tiếng Trần Đức truyền đến, cô mới giật mình tỉnh lại, đúng vậy, đi, Bát Hoang, chúng ta đi thôi. Nếu giờ không đi sẽ không còn kịp rồi, đừng thấy nơi này không có người của Tạ Lan. Nhưng chắc chắc sẽ có người báo tình hình nơi này cho nhà họ Tạ. Đến lúc đó, nhà họ Tạ sẽ hành động, vậy Trần Đức chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Giờ, phải đi ngay. Vài giây sau, khi ra khỏi cửa hàng, Lâm Giao mới lo lắng nói, Bát Hoang, anh đi trước đi, tôi sẽ ở đây chờ người nhà họ Tạ. Bọn họ không dám đụng đến tôi đâu, tôi sẽ thuyết phục họ không tìm anh gây chuyện. Ặc, Trần Đức biết Lâm Giao hiểu lầm lời mình nói. Anh muốn Lâm Giao đi dạo phố tiếp, nhưng cô lại nghĩ anh muốn chạy, đi về tránh né nhà họ Tạ. Cô ngốc, Trần Đức có hơi cạn lời, giải thích, ý tôi là đi dạo phố tiếp chứ sao có thể để cô lại một mình đối mặt với nhà họ Tạ. Có điều, trông dáng vẻ của cô cũng không đi được nữa, vậy chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi. Anh dẫn theo Lâm Giao đi đến một chiếc ghế ngồi trước trung tâm mua sắm, ngồi xuống. Trần Đức kéo Lâm Giao ngồi xuống, khẽ nói, Giao Giao, đừng lo. Tôi không sao đâu, Ngư Yên nói cô phải rời khỏi thành phố Tần, trông vẻ mặt của cô thì hình như không phải tự nguyện. Tạ Lan kia và em trai của cô ta là ai vậy? Có liên quan gì đến chuyến đi này của cô ư? Vừa nhắc tới vấn đề này, Lâm Giao bèn siết chặt bàn tay trắng muốt, ánh mắt có chút chần chờ, khó chịu. Vốn cô không định nói cho Trần Đức, nhưng giờ cô quả thật cần một người để chút bầu tâm sự, cùng lúc đó, cũng hy vọng Trần Đức biết được sự thật. Biết đối phương rất mạnh mà chạy đi, rời khỏi đây. Anh cũng biết được thân phận của Tạ Lan rồi đó, thực ra em trai của cô ta không phải là em trai ruột, xem như là em họ, có chút huyết thống với nhà cô ta. Lâm Giao ngừng một lát, không nói tiếp, mà bỗng hỏi, Trần Đức, tôi nghe chân dài nói anh cũng là võ giả. Ừ, có lẽ cũng có thể coi là như vậy, Trần Đức cũng không xác định, dù gì đến giờ mới thôi, những võ giả anh thấy đều quá yếu. Toàn một đám vô dụng. Trình độ và cảnh giới giữa anh và họ cũng không giống nhau. Cái này thì dễ giải thích rồi, Lâm Giao nói, em trai Tạ Lan Tạ Phương Kiệt cũng là võ giả, gia tộc sau lưng anh ta có móc nối với giới võ giả. Mấy ngày trước, anh ta đến học viện thương mại, gặp được tôi, nói muốn cưới tôi về làm vợ bé của anh ta. Lâm Giao nói đến đây, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đôi tay siết chặt lấy quần áo, lúc ấy, tôi không để ý, ai biết ngày hôm qua, bố tôi gọi điện tới, giọng điệu hy sinh vì gia tộc, bảo hôm nay về nhà gặp ông ấy với Tạ Phương Kiệt. Bố nói, nếu tôi không về thì nhà họ Lâm sẽ hóa thành cát bụi. Cái bụi? Khóe miệng Trần Đức giật giật, lợi hại như vậy hả? Cô nói xem giới võ giả là gì, chẳng phải nó chỉ là một mặt của xã hội thôi sao? Tôi cũng không biết, tóm lại, giọng nói của bố rất nghiêm trọng, từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên ông ấy ra lệnh cho tôi. Tôi có thể nhận ra sự sợ hãi trong giọng nói của ông ấy. Nhà của cô có địa vị như thế nào? Trần Đức hỏi.
biết nhà họ Hàn ở Giang Bắc không? Chính là gia tộc bị người lạ diệt, vẫn luôn ầm ĩ trên mạng mấy ngày nay đó, Lâm Giao hỏi. Biết, Trần Đức gật đầu đáp. Nhà họ Lâm chúng tôi ở Giang Bắc có chút quan hệ về lợi ích với họ. Trước kia có nhà họ giúp, giữa hai nhà vẫn liên lạc với nhau, nên cũng coi như xếp thứ hai ở đấy. Nếu nhà họ Hàn không bị diệt thì có lẽ bố sẽ không bị động như vậy. Cái này, Trần Đức có hơi ngạc nhiên, nói vậy, khiến Lâm Giao rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh cũng có một chút trách nhiệm. Anh đã có thể hiểu sơ về tình hình của Lâm Giao rồi. Nói đơn giản chính là một người tên Tạ Phương Kiệt nhìn chúng cô ấy, bá đạo muốn trực tiếp dẫn cô về làm vợ bé. Nếu Lâm Giao không nghe theo thì sẽ tiêu diệt nhà họ Lâm. Hơn nữa, hôm nay anh ta đã đến thành phố Tần và muốn đón Lâm Giao rời đi. Mà Tạ Lan kia là con gái của Tạ Cương Đông gia chủ nhà họ Tạ ở thành phố Tần, phụ trách tiếp đón, chăm sóc Tạ Phương Kiệt. Bát Hoang, anh mau đi đi, người nhà họ Tạ sẽ đến đây nhanh thôi. Vả lại, Tạ Phương Kiệt còn đang ở trong thành phố Tần, nếu không đi sẽ không kịp đâu, Lâm Giao nói, nơi này giao cho tôi là được, nhà họ Tạ sẽ không làm gì tôi, anh yên tâm. Giờ đã không còn kịp rồi, người nhà họ Tạ đến rồi, khóe miệng Trần Đức khẽ cong. Cùng lúc đó, Lâm Giao cũng phát hiện, không biết khi nào khách du lịch trên quảng trường đã vội vàng rời khỏi, khoảng sân to như vậy chỉ còn lại hai người họ. Giờ phút này, khu vực ồn ào này đã trở nên im lặng đến đáng sợ. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao hãng Mercedes-Benz chậm rãi, dùng tốc độ 200 km/h chạy tới. Bánh xe ma sát với nền xi măng phát ra tiếng chói tai. Nó chạy đến trước mặt Trần Đức và Lâm Giao khoảng 5 mét thì dừng lại. Đầu xe nhắm ngay Trần Đức. Trên xe, có một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, hắn ta không xuống xe mà chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt như rắn rết nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Là mày đánh em gái tao à? Anh, cuối cùng anh cũng đến, Trần Đức còn chưa kịp trả lời, Tạ Lan đã chạy ra khỏi cửa hàng, anh, mau giúp em trả thù, cậu ta đánh em tận hai bạt tai. Ừ, anh biết rồi, Tạ Dư Ba nói, em lui sang bên đi, anh sẽ giúp em chút giận. Vâng. Tạ Lan bụng mặt đứng sang bên. Bát Hoang, Lâm Giao có chút kích động, là cô hại Trần Đức, sớm biết chuyện sẽ phát triển thành như vậy, cô sẽ không gọi anh ra gặp. Đừng lo. Đối mặt với xe thể thao và Tạ Dư Ba trên xe, Trần Đức vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như không thấy họ, tự tin nói, Giao Giao, nhà họ Hàn bị tiêu diệt là lỗi của tôi. Nếu nhà họ Lâm không thể dựa vào nhà họ Hàn nữa, vậy từ nay về sau cứ dựa vào tôi đi. Anh chỉ nhàn nhạt nói ra một câu như vậy, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đúng thế, là tao đánh em gái mày đó, Trần Đức đứng trước mũi xe, mặt đối mặt với Tạ Dư Ba đáp. Không muốn chết thì quỳ xuống dập đầu, sau đó dùng con dao này chặt đứt bàn tay mà mày đánh người đi. Tạ Dư Ba ném cây đao dài nửa mét ra khỏi xe thể thao. Một tiếng keng vang lên, cây đao rơi xuống dưới chân Trần Đức. Hoặc là, bị tao đâm chết. Sau đó, Tạ Dư Ba cười gằn, ngồi xuống trong chiếc xe thể thao, một tiếng động cơ lớn rú lên giống như một con dã thú đang ẩn náu, chuẩn bị sẵn sàng lao vụt ra cắn người bất cứ lúc nào. Mày muốn dùng nó đâm chết tao? Trần Đức không hề nhìn cây đao dưới chân mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tạ Dư Ba như cũ, chiếc xe thể thao này của mày chắc cũng phải hơn chục triệu nhỉ. Mày có thể thử xem nó có thể đâm chết tao không? Ha ha ha, được lắm nhóc, đủ ngông cuồng, đủ kiêu ngạo. Đủ ngang tàng, đáng tiếc, mày đụng phải tao, đụng phải Tạ Dư Ba này, Tạ cuồng nhân, xét về độ điên cuồng thì ở thành phố Tần, ai có thể so sánh với tao. Tạ Dư Ba đột nhiên cười ha hả. Lớn đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp một người kiêu ngạo như vậy. Đây có phải là đang thử thách sự nhẫn nại của hắn ta đến đâu không? Xin lỗi, đối với con kiến, hắn ta không có chút gì gọi là nhẫn nại. Giây tiếp theo. Tạ Dư Ba đạp mạnh chân ga. Nhóc con, chết đi. Rừng. Tiếng động cơ của chiếc xe thể thao đột ngột tăng tốc, vang dội khắp cả con đường. Bốn bánh xe ma sát với mặt đất mạnh mẽ, bắt đầu chuyển động. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe lao vùn vụt về phía Trần Đức với tốc độ nhanh nhất, giống như một con dã thú khổng lồ trên núi, gầm rú vang trời. Không. Lâm Giao trợn tròn mắt, cô muốn ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Tốc độ của chiếc xe đó thực sự là cực kỳ nhanh. Khoảng cách 5 mét, lao đến trong nháy mắt. Nghiền nát hắn, ở bên cạnh, Tạ Lan kích động hét lớn,
nghiền hắn thành bột đi. Tạ Dư Ba giống như đã nhìn thấy Trần Đức bị nghiền nát, ánh mắt hung dữ, điên cuồng, chằng chịt đường tơ máu, hắn ta đạp chân ga hết cỡ, đạp mạnh hết sức có thể. Lâm Dao tuyệt vọng trợn tròn hai mắt. Tuy nhiên, đối mặt với chiếc xe thể thao đang lao nhanh về phía mình, vẻ mặt và ánh mắt của Trần Đức lại không chút thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng. Đúng lúc chiếc xe thể thao lao tới trước mặt anh, một bàn tay vươn ra. Động tác của anh trông có vẻ rất chậm, nhưng thực ra lại nhanh đến cùng cực, trong tích tắc đầu của chiếc xe thể thao đang lao tới dường như đụng phải tảng đá nào đó, phát ra tiếng động cực lớn. Giây tiếp theo. Bùm! Chiếc xe thể thao vốn dĩ đang lao nhanh hết cỡ thì bây giờ đột ngột dừng lại sau tiếng động lớn đó. Không, không phải dừng lại, bốn bánh của chiếc xe thể thao vẫn đang điên cuồng quay vòng vòng, tiếp xúc và cọ sát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ, vô cùng khó nghe. Nhưng thân xe, ngoài sự chấn động dữ dội thì không hề di chuyển về phía trước thêm chút nào. Ngay lúc đó, sắc mặt của Tạ Dư Ba trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta ngồi ở ghế lái trợn trừng hai mắt, thật sự không dám tin cảnh tượng trước mắt. Có thể thấy rõ phần đầu xe thể thao của hắn ta, một mảng thép lớn bị móp sâu. Còn một tay của Trần Đức nằm ở chính giữa phần móp đó, năm ngón tay dang rộng ấn vào đó. Phải biết rằng chiếc xe thể thao của hắn ta đã được cải tiến, không có hộp để đồ, toàn bộ phía trước của chiếc xe là một tấm thép vừa cứng vừa nặng. Nhưng bây giờ, tấm thép đó lại bị móp sâu. Thậm chí còn xuất hiện những vết nứt. Hắn ta đạp ga mạnh hết cỡ, xe thể thao gầm rú vang dội, nhưng cuối cùng vẫn không hề chạy về phía trước chút nào. Mặc dù không dám tin, nhưng Tạ Dư Ba biết, tất cả đều do bàn tay đó. Bởi vì, cả chiếc xe thể thao không đụng phải vật gì ngoài bàn tay của Trần Đức. Để làm được điều này cần bao nhiêu sức mạnh? Sắc mặt của Tạ Dư Ba đã u ám đến mức không thể u ám hơn, mí mắt giật giật, chân cũng đang run. Dân chơi xe thể thao lâu năm như hắn ta hiểu rất rõ sức mạnh của một chiếc xe thể thao lớn đến chừng nào, càng hiểu rõ sức mạnh của một chiếc xe thể thao khi đang tăng tốc nhanh đến mức nào. Chiếc xe thể thao đã được cải tiến này của hắn ta, cho dù có một con voi ở ngay trước mặt cũng có thể bị đâm chết. Con voi nặng bao nhiêu? 5 tấn. Một con ít nhất cũng phải 5 tấn. Có nghĩa là, ở giai đoạn đang vận hành, chiếc xe thể thao của hắn ta có sức mạnh gần 5.000 kg. 5.000 kg sức mạnh, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại. Môi Tạ Dư Ba khô khốc, hắn ta hoảng sợ đạp chân ga, nhất định phải nghiền nát tên này, nhất định phải nghiền nát hắn. Brum brum, tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao càng ngày càng lớn. Lốp xe cọ sát xuống đất, bốc khói nghi ngút, bánh xe dường như đang bốc cháy, chuyển sang màu đỏ và động cơ bắt đầu bốc khói. Sức mạnh của toàn bộ chiếc xe thể thao đã được nâng đến cực điểm. Song thân xe vẫn ở nguyên vị trí cũ, không hề nhúc nhích chút nào. Ánh mắt hoảng sợ của Lâm Dao dần dần chuyển thành kinh ngạc, ngơ ngác, một lúc lâu sau, khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ hưng phấn. Cô không quan tâm tại sao Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy, sao có thể có sức mạnh lớn đến vậy. Lúc này, cô chỉ biết Trần Bát Hoang vẫn ổn, không chết, rất an toàn. Như vậy là đủ rồi. Tạ Lan đứng ở phía nhìn chằm chằm làn khói. Thanh niên kia dùng một tay đấm móp chiếc xe đang chạy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hoảng sợ kinh hãi, cả người run bần bật, không, đây là người sao? Một tay đấm móp một chiếc xe đang chạy. Chuyện này thật khó mà tin được. Mặc dù biết trên thế giới có sự tồn tại của võ giả, nhưng giờ phút này cô ta vẫn hoảng sợ tột cùng, cả người ngồi sụp xuống đất, trong lòng dấy lên từng đợt sóng kinh hoàng. Cảm nhận được sức mạnh của chiếc xe thể thao đang nỗ lực di chuyển, sau vài nhịp thở. Trần Đức ngẩng đầu nhìn Tạ Dư Ba trên ghế lái, lúc nãy mày nói gì ấy nhỉ, mày tên là gì? Tạ Cuồng Nhân. Xin lỗi, mày đặt cái tên này là không biết như thế nào mới là sức mạnh thực sự phải không? Trong khi nói, bàn tay còn lại của Trần Đức đã nâng lên, uốn cong siết chặt thành nắm đấm, giáng về phía bảng điều khiển của chiếc xe thể thao. Choang! Kinh chắn gió vỡ tan tành, tay của Trần Đức cắm sâu vào trong thân xe. Giây tiếp theo. Chiếc ô tô đang gầm rú trực tiếp tắt máy, bốn bánh xe mất điện bỗng trở nên vô lực, hoàn toàn dừng hẳn. Sau đó, Trần Đức bước đến bên cạnh Tạ Dư Ba. Túm chặt tóc của hắn ta. Rầm, rầm, rầm rầm rầm. Dứt lời, Trần Đức đột nhiên dùng sức, đầu của Tạ Dư Ba đập liên tiếp vào thân xe,
trán bị đập nát, máu chảy ròng ròng. Tạ Dư Ba dùng mình một cái, hai hàm răng trên dưới run lên, trong miệng phát ra một thanh âm kỳ quái, tựa như đang nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thật ngại quá, xe của mày không đụng chết được tao, Trần Đức Lôi hắn ta từ trong xe thể thao ra, ném thẳng xuống nền xi măng. Tạ Dư Ba nằm sóng xoài trên mặt đất, trong miệng và trên mặt đều là máu, hắn ta nhìn về phía Tạ Lan, cứu, cứu. Á, không, Tạ Lan ngồi bệch trên đất, vô cùng sợ hãi, cô ta liên tục lui về sau, không dám đối mặt với Tạ Dư Ba. Trần Đức từ trên cao nhìn xuống, anh dùng một chân dẫm mạnh lên ngực Tạ Dư Ba, nhìn hắn và nói, đúng rồi đấy, tao ngang ngược thế đấy, hung hăng thế đấy, cũng đủ điên cuồng, mày có thể làm khó được tao à? Một chữ cuối cùng vừa dứt, chân Trần Đức dùng sức, cả người Tạ Dư Ba run lên, ngay sau đó, hắn ta chết trong vũng máu. Bát Hoang, anh có sao không? Lúc này, Lâm Dao lao đến, vẻ mặt cô tràn đầy quan tâm. Tôi không sao, Trần Đức dịu dàng cười với cô, không hề có một chút nào giống với kẻ vừa giết người, nhìn thấy tôi như vậy, cô có sợ không? Lâm Dao sững sờ. Hiển nhiên, cô không ngờ Trần Đức lại hỏi vấn đề này. Không, ngập ngừng vài giây, Lâm Dao lắc đầu, tôi sợ người chết, nhưng tôi không sợ anh, còn có hắn, đáng chết. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Dao đối mặt với cái chết, lúc ở khu Tam Giác Vàng, khi Trần Bát Hoang cứu cô đã thấy rất nhiều thi thể. Từ lâu, cô đã hiểu rõ một điều, trên đời này có một số người rất đáng chết, nếu để bọn họ sống, trên đời này sẽ càng có thêm nhiều người phải chết. Lại nói, nếu Tạ Dư Ba không chết thì người chết chính là Trần Đức. Cô chưa bao giờ là thánh mẫu, đối với Tạ Dư Ba, cô không hề có chút cảm xúc thương tiếc nào. Không sợ là tốt rồi, trái tim đang treo cao của Trần Đức rốt cuộc cũng buông xuống, anh lo lắng vì chuyện này sẽ khiến Lâm Dao sợ anh. Xem ra, là anh nghĩ nhiều rồi. Vậy thì cô ở đây chờ tôi, vẫn còn rắc rối chưa giải quyết, cô cứ chờ đó, nhìn xem, tôi sẽ gánh chịu hết rắc rối của cô và nhà họ Lâm. Trần Đức mỉm cười, không đợi Lâm Dao đáp. Anh đã đi về phía Tạ Lan. Tạ Lan ngồi dưới đất, tay nắm chặt điện thoại, trên màn hình điện thoại hiển thị cô ta đang gọi đi, và người được gọi là bố. Thoạt nhìn, có vẻ như là cuộc gọi video. Thấy Trần Đức đi qua, cô ta không ngừng lui về sau, anh không được qua đây, tôi đã gọi điện cho bố tôi, nếu anh dám động vào tôi, chắc chắn anh sẽ chết rất thảm. Cô có biết vì sao lúc ở cửa hàng, tôi chỉ tát cô hai cái, nhưng không giết cô? Cũng không làm khó dễ cô không, Trần Đức không để tâm đến cô ta, cũng không quan tâm người ở đầu dây bên kia có tiếp điện thoại hay không. Vì sao, Tạ Lan cũng rất muốn biết đáp án. Đồng thời, cô ta muốn kéo dài thời gian, đợi bố cô ta bắt máy. Bố Tạ Lan đang ở bên cạnh Tạ Phương Kiệt, chỉ cần ông ta nhận điện thoại, cô ta mới có con đường sống. Hai lý do. Thứ nhất, thật ra tôi không thích giết người, cô xem. Máu trên tay của tôi tanh quá, tôi đã sớm chán ghét việc giết người, huống chi còn là một phụ nữ. Thứ hai, lúc đó cô còn chưa thật sự làm tôi tức giận, tôi chỉ muốn giúp Dao Dao xả giận mà thôi, nên mới quyết định cho cô một cơ hội, thả cô rời đi. Đáng tiếc, cô không biết quý trọng, tên kia là gì nhỉ? Tạ Cuồng Nhân, là cô gọi đến à? Tạ Lan thoáng giật mình. Nghe được hai lý do, cô ta không khỏi sững sờ. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác hối hận. Đúng vậy, Tạ Dư Ba quả thật do cô ta gọi đến. Sau khi bị Trần Đức tát hai bạt tai, cô ta không phục cho nên muốn lấy mạng Trần Đức. Không ngờ vốn dĩ đối phương có ý định bỏ qua cho mình. Bây giờ còn có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi sai rồi, chỉ cần anh chấp nhận bỏ qua, tôi bằng lòng trả giá tất cả. Tạ Lan đau khổ cầu xin, nói với giọng điệu thê lương. Ngại quá. Tôi không thích cho người khác cơ hội thứ hai, Trần Đức nói. Vậy, vì sao anh, còn chưa ra tay, Tạ Lan dò hỏi. Hiện tại, cô ta thầm nghĩ kéo dài thời gian, liếc nhìn điện thoại, trong lòng cô ta gào thét, bố, mau bắt máy đi. Con gái của bố, đứa con duy nhất này sắp chết rồi. Mau lên. Ngay khi cô ta đặt câu hỏi và đang gào thét trong lòng thì, rốt cuộc, điện thoại cũng rung lên, màn hình xuất hiện màn đen. Đây là dấu hiệu có người đã nhận cuộc gọi video. Còn chưa ra tay là vì tôi và cô có cùng mục đích, đợi người ở đầu dây bên kia bắt máy, Trần Đức thờ ơ nói, sau đó anh giật phát điện thoại trên tay Tạ Lan.
Sau vài giây màn hình tối đi, một khuôn mặt bỗng xuất hiện. Đó là một ông lão độ khoảng 60 tuổi, vẻ ngoài được chăm sóc rất tốt, da mặt trơn bóng, đầu tóc đen thẫm. Khi nhìn thấy Trần Đức, ông ta lập tức cau mày, lên tiếng chất vấn, mày là ai? Con gái tao đâu? Tôi là Trần Bát Hoang. Trần Đức tự báo tên họ, rồi thờ ơ nói, con gái của ông đang ở trong tay tôi. Điện thoại xoay một vòng, camera chiếu thẳng vào Tạ Lan. Bố, cứu con, Tạ Lan ngồi dưới đất, tóc tai tán loạn, vẻ mặt thấp thỏm lo âu, cô ta điên cuồng nhoài người về phía điện thoại, hắn ta đã giết Tạ Dư Ba, giờ muốn giết con, bố mau cứu con. Bên kia, mặt người đàn ông sầm xuống, sau vài giây, ông ta lạnh giọng nói, Trần Bát Hoang à. Tao là Tạ Cường Đông, nếu như mày từng nghe qua tên tao, thì lập tức đưa con gái tao về cho tao, sau đó nhận tội. Từ giây phút này trở đi, nếu con gái tao thiếu một sợi tóc nào, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Trần Đức nhìn chằm chằm vào màn hình, anh không nói gì, mà đưa tay chộp lấy búi tóc của Tạ Lan, hung hăng kéo một cái. Á! Tạ Lan đau đớn thét lên, đầu cô ta thoáng cái thiếu đi một mảng tóc lớn. Trần Đức làm tất cả những điều này là để dằn mặt Tạ Cường Đông. Trong màn hình, Tạ Cường Đông không khỏi hít sâu một hơi. Một tên nhóc dám đụng đến con gái ông ta ngay trước mặt ông ta, quả thật không xem ông ta ra gì. Mặt Tạ Vương Đông vô cùng khó coi. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa một ai dám không nể mặt ông ta như vậy. Càng quan trọng hơn nữa chính là, con của ông ta Tạ Dư Ba đã chết. Hiện tại còn gì để nói nữa chứ? Tạ Cường Đông nhìn chằm chằm vào Trần Đức, mãi một lúc lâu sau mới nói, con gái của tao đến để tìm Lâm Giao, tao để nó đi một mình. Lâm Giao từng nói với cậu Tạ rằng cô ta đang chào từ biệt bạn của mình, chắc hẳn mày chính là người bạn đó. Giết con trai tao, nhưng lại không giết con gái tao, khiến tao phải suy nghĩ. Chắc mày định đợi tao tới tìm mày rồi giết tao luôn một thể, đúng không? Trần Đức không đáp, chỉ lặng lặng nhìn màn hình. Anh vốn không thích nhiều lời với kẻ địch. Tuy nhiên, Tạ Cường Đông đã đoán đúng ý anh. Mày nghĩ hay lắm, nếu như tao là người bình thường thì hiện tại tao sẽ lập tức bỏ hết mọi việc, chạy đến cứu con gái mình. Chỉ tiếc là, Trần Bát Hoang, mày còn trẻ lắm, chưa từng được gặp những nhân vật máu mặt thật sự, thôi thì, xem như mày may mắn, trước khi chết còn có thể gặp một lần. Để tao cho mày biết thế nào là cao nhân, hạng phàm phu tục tử như mày thì làm sao mà hiểu được tư duy của những nhân vật lớn. Bây giờ tao đang ở cùng cậu Tạ, không rảnh đi tìm mày. Muốn giết đồ sâu kiến như mày không cần đến tao đâu, chỉ tội cho đứa con trai liều lĩnh của tao, hai. Không khó để nghe ra sự tức giận và khinh thường trong từng câu nói của Tạ Cường Đông. Vốn là một kẻ ngạo mạn, nên khi vừa nói xong chữ cuối cùng, ông ta liền chủ động cắt đứt cuộc gọi video. Cùng lúc đó, trên quảng trường khu trung tâm thương mại, tiếng còi xe liên tục vang lên. Tin. Ngay sau đó, hơn 10 chiếc xe con từ 4 phương 8 hướng lao về phía quảng trường với tốc độ nhanh nhất. Tiếp đó, cửa xe đồng loạt mở ra, mỗi chiếc xe đều có 3-4 người nhảy xuống. Thoáng chốc, 4-50 người đã xuất hiện tại quảng trường. Trên mỗi chiếc xe vừa đỗ lại đều có một nhân vật lớn. Tất cả bọn họ đều là người nhà họ Tạ, hoặc do nhà họ Tạ đào tạo. Chính Tạ Cường Đông đã gọi điện thoại cho đám người này. Bọn họ toàn là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí, có vài người đã từng tham gia buổi đấu giá của Trương Thiên Dương lúc trước. Ví dụ như ông lão đã đấu giá được món đồ áp trục, còn có chủ tịch tập đoàn Viễn Thông Long Nguyên người giàu xếp hạng thứ tư tại thành phố Tần, Điền Ngưu chủ tịch tập đoàn rượu Thiên Niên lão tử người đã đấu giá được chai rượu trăm tuổi, và đối thủ một mất một còn của ông ta Trường Giang Vân Ba, chủ tịch tập đoàn rượu Giang Tiểu Hắc. Ngoại trừ những ông lớn này, còn có một số vị là con ông cháu cha. Trong đó có vài người mà Trần Đức quen biết ở Học viện Thương mại, như Lôi Long, Tôn Nhạc Dương, Tiền Bình. Bất kể là thế hệ nhà giàu thứ nhất hay thứ hai thì mỗi một người trong số đó cũng đều là nhân vật tai to mặt lớn tại thành phố Tần. Bọn họ đứng gần nhau tương đương với việc 80% tài sản của thành phố Tần tụ chung lại một chỗ. Thường thì công chúng có rất ít cơ hội gặp được nhóm người này, mọi người chỉ có thể nhìn thấy họ trên báo chí, truyền hình hoặc là Internet mà thôi. Nhưng lúc này, những nhân vật này lại tề tụ về đây, trong mắt mọi người, sau khi dùng tốc độ tên lửa để chạy đến, những ông lớn của thành phố Tần đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy thi thể của Tạ Dư Ba. Kế đó, bọn họ hoảng hốt chạy đến chỗ Tạ Lan.
Cô Tạ, cô sao rồi? Cô Tạ, cô uống chút nước đi. Cô Tạ, đã có chuyện gì xảy ra? Những giọng nói lo lắng và bối rối liên tiếp vang lên, một phút trước, đám người này gần như nhận được mệnh lệnh từ nhà họ Tạ cùng một lúc, cho nên mới gấp rút chạy đến đây. Trước đó, bọn họ cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, tình hình cụ thể như thế nào, nhưng không ngờ, vừa chạy đến thì đã thấy thi thể của Tạ Dư Ba. Người này là con trai của Tạ Cường Đông đấy. Tuy Tạ Cường Đông có đến 7, 8 đứa con trai, lại nói, Tạ Dư Ba là đứa bất tài nhất, nhưng nói gì đi nữa thì hắn ta cũng là con trai của Tạ Cường Đông, người giàu nhất thành phố Tần. Hắn ta thực sự đã chết. Cả đám sợ ngây người, tuy nhiên, bọn họ không rảnh để tâm đến Tạ Dư Ba, hắn ta đã chết rồi, người chết cũng không thể sống lại được, mấy vị tai to mặt lớn này hiểu rất rõ, lúc này, sự an toàn của Tạ Lan mới là điều quan trọng nhất. Cô ta là con gái duy nhất của Tạ Cường Đông và cũng là đứa con mà ông ta xem trọng nhất. Khi nhìn thấy những người này, cảm xúc bất an, hoảng hốt cùng sợ hãi trong lòng Tạ Lan dần biến mất, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó, ánh mắt Tạ Lan lóe lên sự nham hiểm, tàn nhẫn cùng kiêu ngạo. Mẹ kiếp, đầu các người có vấn đề hay mắt các người bị mù hả? Thấy bà đây ổn lắm hả? Anh tôi bị giết rồi đấy, các người không thấy hay sao hả? Tạ Lan tức giận mắng, cô ta không chút kiêng nể, cứ thế mắng chửi đám người được gọi là, những ông lớn của thành phố Tần, má nó, ai biết thằng khốn này. Tôi muốn hắn chết, không, muốn hắn sống không bằng chết. Được, được, cô Tạ cứ yên tâm. Cô Tạ, cứ giao cho chúng tôi. Cô Tạ, xin cô yên tâm. Đám nhân vật lớn vô cùng hoảng sợ, bọn họ húm núm nghe Tạ Lan răn dậy hệt như đàn em của cô ta. Cũng đành thôi. Có thể nói, nhà họ Tạ chính là ông trời của thành phố Tần. Ở nơi này, có ai dám chống đối bọn họ cơ chứ? Người nhà họ Tạ rất ít khi xuất hiện, ngoại trừ những nhân vật có máu mặt thật sự thì không ai biết được bọn họ đáng sợ cỡ nào. Ngay cả người của chính phủ ở thành phố Tần cũng phải nể mặt bọn họ vài phần. Đúng vậy, nhà họ Tạ rất mạnh, có thể nói, nếu không được nhà họ Tạ cho phép thì những nhân vật đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư, tại thành phố Tần mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu. Trong giới nhà giàu ở thành phố Tần có một câu nói được lưu truyền. Nhà họ Tạ chính là ông trời của thành phố Tần. Nhà họ Tạ đáng sợ không phải vì bọn họ có nhiều tiền, càng không phải vì bọn họ đã giúp một số ông trùm trong giới kinh doanh vùng lên và phát triển, mà là vì bọn họ có mối quan hệ mật thiết với một vài thế lực võ giả. Việc này chỉ có những nhân vật hàng đầu ở thành phố Tần mới biết được. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến nhà họ Tạ hoành hành ngang ngược ở thành phố Tần. Trong bảng thống kê tài sản của đại gia thành phố Tần, từ nhân vật thứ hai trở xuống đều là thống kê tài sản chung của gia đình, chỉ duy nhất người đứng đầu bảng Tạ Cường Đông là chỉ thống kê tài sản của riêng mình ông ta. Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Bát Hoang, tia nhìn gườm gườm như sói đói, chỉ muốn cắn xé anh ra. Danh con, cho dù mày là ai, hôm nay mày cũng chết chắc. Trần Bát Hoang, thì ra là mày, mày cũng gan lắm, dám chọc giận cả chị Tạ cơ đấy. Trần Đức, rốt cuộc mày cũng có ngày này, mày chọc giận người không nên chọc vào rồi có biết không? Trần Bát Hoang, mày còn không chịu quỳ xuống nhận tội, tự chặt đứt hai chân đi, may ra tao tha cho mày. Trong đám người, những kẻ từng đụng độ Trần Đức như lôi long, Tôn Nhạc Dương ở Học viện Thương mại vừa nhìn thấy Trần Đức lập tức kinh ngạc tột độ, hôm nay thấy anh rơi vào thế bí. Liền rộ lên cười cợt. Đúng là liều ăn nhiều, ngay cả chị Tạ cũng dám trêu vào, lần này mày chết chắc rồi. Mau quỳ xuống. Tiếng quát thét vang dậy bốn phía, cả đám người có máu mặt ở thành phố Tần, từ đời cha cho đến đời con đều nổi giận với Trần Đức. Trần Đức vẫn đứng yên. Không thốt ra một tiếng nào. Lâm Giao đứng ngay cạnh anh, gương mặt nhợt nhạt, cô đã hạ quyết tâm phải bảo vệ Trần Đức bằng mọi giá, nếu không cô sẽ chết ở đây. Bốn bề nhao nhao lên, có ra lệnh, có chỉ trích, mắt ai nấy dữ tợn nhìn Trần Bát Hoang chằm chằm, chờ đợi anh khuỵu gối, quỳ mọp, cầu xin được tha thứ. Mấy chục ông trùm giới kinh doanh, rồi cả đám trai trai con cháu vây anh vào giữa. Hiện trường gần như đóng băng. Tránh ra hết coi. Bất chợt từ bên ngoài đám đông vang lên tiếng quát, mười mấy người rẽ đám đông chạy đến, dẫn đầu là một tên chột mắt, thoạt nhìn chừng hơn 50 tuổi. Theo sau có 13 người, ai nấy đều vạm vỡ khôi ngô, trên người tỏa ra ý sát phạt rõ ràng. Trong tay bọn họ đều cầm đao kiếm đủ các hình dạng,
trên thân vũ khí bén nhọn tỏa ra ánh sáng sắc lạnh kinh người. Là võ giả. Tính cả người trốn mắt kia là 14 người, hết thảy đều là võ giả. Từ bọn họ toát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, rất đáng sợ, dù có vài tay đại gia không biết sự tồn tại của võ giả, song đều bị họ làm cho thất kinh hồn vía. Mười mấy người này, tuy số lượng chẳng có bao nhiêu. Thế nhưng mức độ đáng sợ lại ăn đứt đám đông mấy chục người bình thường, chẳng khác nào một ngọn núi đè lên trái tim từng người, khiến họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ cần là người có mắt nhìn đều nhận ra 14 người này tuyệt đối không tầm thường chút nào. Độc nhãn tiết. Trong đám doanh nhân tinh anh có người nhận ra kẻ dẫn đầu, tất nhiên cũng nhận ra 13 người theo sau đều là võ giả, đám doanh nhân ai nấy đều biến sắc. Độc nhãn tiết là võ giả rất mạnh dưới trướng nhà họ Tạ, có thể nói là một thủ hạ cực kỳ mạnh của Tạ Cường Đông. Bình thường hắn không cần phải ra mặt. Không ngờ lúc này hắn lại đích thân đến đây. To chuyện rồi. Độc nhãn tiết hớt hải chạy đến chỗ Tạ Lan, cung kính hành lễ, thưa cô chủ, tại tôi đến chậm, xin tha lỗi. Hừ, còn biết là đến chậm, còn không biết tự trừng phạt hả, nhìn thấy độc nhãn tiết, thái độ của Tạ Lan càng kiêu ngạo, mặt hất lên trời, nhìn người bằng hai lỗ mũi. Biết, độc nhãn tiết cúi đầu, tự tát mình hai cái thật mạnh không chút nể nang, cả máu mũi cũng rỉ ra. 13 võ giả còn lại cũng đều đứng vây quanh. Ánh mắt bọn họ đều nhìn chòng chọc vào Trần Đức, chỉ cần có người ra lệnh, bọn họ lập tức ra tay ngay. Ha ha ha, không phải vừa rồi mày nói với anh tao là mày rất ngông cuồng, rất kiêu ngạo, không ai bắt được mày sao? Ánh mắt Tạ Lan tràn ngập độc ác, căm ghét, hận thù, cô ta khinh khỉnh nhìn từ trên cao xuống, khàn giọng nói, không phải mày kiêu ngạo sao, ngông cuồng sao? Bây giờ mày kiêu ngạo thử lần nữa xem, ngông cuồng thử lần nữa xem nào. Tạ Lan nhìn chằm chằm Trần Đức, lúc này cô ta rất muốn thấy Trần Đức sợ hãi, run rẩy, quỳ mọp dưới đất cầu xin cô ta tha thứ, sau đó cô ta sẽ dùng giày cao gót của mình nhét vào mồm anh, bẻ sạch răng anh, cạo chọc đầu anh, phanh bụng anh, khiến anh muốn sống không được muốn chết không xong. Trần Đức im lặng. Trong những trường hợp thế này, xưa nay anh không thích lắm lời. Đám doanh nhân tinh anh chung quanh cùng với những người trước đây từng đụng độ với anh, hoặc từng bị anh dạy dỗ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn anh, vài người trong số đó còn cảm thấy tiếc cho anh, ghẹo ai không ghẹo, hết lần này tới lần khác ghẹo vào con gái duy nhất của Tạ Đông Cường. Lúc này họ hẳn là cho rằng anh đang sợ vãi ra quần, sợ đến nỗi sắp quỳ gối xuống. Cả đám đều là những kẻ có máu mặt, thậm chí có người còn máu mặt hơn cả máu mặt, thằng nhãi danh mới 20 tuổi đầu kia lúc này còn đứng được, coi như không tệ. Vốn Tạ Lan vẫn còn hơi lo lắng và sợ hãi. Dù sao cô ta cũng từng thấy Trần Bát Hoang chỉ một tay vừa ngăn trở kẻ địch vừa thoát thân, thế nhưng bây giờ Trần Đức im lặng không nói gì, khiến cho cô ta vững tâm hơn hẳn. Chắc chắn nó đang sợ hãi, phải đối mặt với nhiều người như thế, dù nó có mạnh hơn nữa thì sao chứ? Đôi lúc, có những thứ không phải cứ vũ lực là có thể giải quyết. Huống hồ, độc nhãn tiết và đồng bọn đang ở đây. Nghĩ đến đó, Tạ Lan càng thêm không coi ai ra gì, Trần Bát Hoang. Mày là cái thá gì chứ, bà đây nói rồi, trong mắt tao mày chỉ là một con chó, biết không hả? Cái mồm Tạ Lan chẳng khác nào đại bác đang nã đạn tới tấp, cô ta liên tục làm nhục anh, nước bọt văng tung tóe lên mặt Trần Đức, dí ngón tay vào mũi Trần Đức, hệt một mụ hàng cá hàng tôm, bà mẹ nó, thứ chó hoang nhà mày mà cũng dám cắn bà hả? Sao bây giờ câm miệng hến rồi? Không phải cho sao, sủa một tiếng tao nghe, nổi điên thử tao coi. Liều ăn nhiều thử tao xem nào. A, à, Trần Đức đột nhiên nhếch mép cười, cùng lúc với nụ cười lạnh lùng ấy, cánh tay bất thần giơ cao lên, nắm lấy ngón tay Tạ Lan đang chỉ vào mình, dùng sức vặn. Rắc rắc, âm thanh của tiếng khớp xương gãy vang lên, ngón tay Tạ Lan, khớp xương, máu và thịt cùng lúc bị anh bẻ xuống. Đồng thời, anh trở tay cho cô ta một cái tát. Chát, âm thanh cái tát đanh gọn như tiếng sấm giữa trưa hè. Tạ Lan bị tát lệch mặt, từ thái dương xuống tới quai hàm bấy nhảy máu và thịt, không cần nói nhiều, xương nửa bên mặt của Tạ Lan, kể cả hàm răng đều gãy nát. Lặng phắc như tờ. Thứ im lặng chết chóc. Một cái tát bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho hiện trường nín thở. Không biết như vậy có tính là nổi điên, là liều ăn nhiều không nhỉ, trong không gian im lặng, Trần Đức nãy giờ không lên tiếng rốt cuộc cũng mở miệng. Không ai ngờ nổi. Trần Bát Hoang lại một lần nữa dám ra tay ngay trước mắt đám doanh nhân tinh anh, trước mắt 13 võ giả cùng với độc nhãn tiết.
hiện trường vẫn tiếp tục lặng phắt như tờ. Mãi đến khi Trần Bát Hoang lên tiếng, trong đầu bọn họ vẫn còn ong ong. Bắt lấy nó cho tao, Tạ Lan ăn một cái tát, lúc này cô ta như hóa điên, nhìn thấy máu me nhoe nhoét trên tay, ánh mắt vằn lên dữ tợn, điên cuồng, lên hết cho tao, băm vằm nó, xé nó thành trăm mảnh, nếu nó không chết thì chúng mày chết. Khoan đã, không được ra tay. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng kêu hốt hoảng. Đột nhiên, ai nấy vô thức dõi mắt ra ngoài. Liền thấy bên ngoài có một đám người đang hớt hải chạy đến. Một đám vệ sĩ mặc âu phục, mang giày da, rất đông, nhìn sơ sơ cũng 200-300 người, trong nháy mắt đã vây chặt quảng trường thương mại. Dẫn đầu là một người trung niên hơn 50, thoạt nhìn có vẻ gầy gò, nhưng tinh thần sung mãn, tỏa ra hơi thở bá đạo. Trương Thiên Dương. Nhìn thấy người mới tới, trong đám có kẻ kêu lên ngạc nhiên. Người dẫn đầu đó chính là Trương Thiên Dương, vốn là nhân vật lớn đứng hàng thứ ba bảng xếp hạng đại gia thành phố Tần, đương nhiên ông ta cũng nhận được lệnh triệu tập từ nhà họ Tạ. Có điều là, bởi vì gần đây diễn ra ngày hội đấu giá của Trung tâm Thế Kỷ, cho nên ông ta phải thu dọn tàn cuộc. Vì vậy mà không kịp đến đây, mà chỉ cho người sang tìm hiểu tình hình. Khi biết người đang bị vây là Trần Đức, ông ta đầu tiên là kinh ngạc hoảng hốt, sau đó không nói gì lập tức dẫn người đến. Ông ta và Trần Đức đang ngồi chung một chiếc thuyền, quan hệ giữa hai người cũng không khó để điều tra được. Cho nên, giữa nhà họ Tạ và Trần Đức, ông ta chỉ có thể chọn vế sau. Hơn nữa, tính mạng của ông ta là nhờ Trần Đức nhặt về. Bất kể ra sao, ông ta cũng phải đứng về phía Trần Đức, bảo vệ anh. Trương Thiên Dương, ông mang nhiều người như vậy đến đây làm gì hả, trong đám có kẻ quát to. Trương Thiên Dương không thèm để tâm, xăm xăm bước đến chỗ Trần Đức, đứng song song với anh, trầm giọng, không có gì, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu Trần thôi. Chỉ bằng ông, Độc Nhãn Thiết nhíu chặt con mắt duy nhất, âm trầm nói, ông cho rằng mấy người ông dẫn đến dùng được sao? Biết thời biết thế thì cút qua một bên. Cậu Trần đã cứu mạng tôi phải bảo vệ cậu ấy. Thưa cô Tạ, tôi biết hôm nay cô không giết người không được, nếu đã như vậy, chỉ bằng giết tôi đi. Nếu cô cứ khăng khăng muốn giết cậu Trần, vậy thì hôm nay, cho dù Trương Thiên Dương tôi và nhà họ Tạ các cô cá chết lưới rách, tôi cũng phải đền đáp tính mạng cho cậu Trần. Trương Thiên Dương quát lên, giọng nói hào sảng. Ông ta biết Trần Đức rất mạnh, thế nhưng vẫn rất lo lắng, dù sao ông ta vẫn chưa từng tận mắt chứng kiến. Còn thực lực của nhà họ Tạ, ông ta lại biết rất rõ, có Độc Nhãn Tiết và 13 tên võ giả ở đây, 300 người ông ta dẫn đến chưa chắc đủ đối phó. Một khi đã dẫn người đến, ông ta không định sống sót rời khỏi nơi này. Ông ta tin rằng, chỉ cần Trần Bát Hoang còn sống, thì cho dù ông ta có chết, hương khói nhà họ Trương cũng sẽ không đứt đoạn. Trương Thiên Dương, một cái mạng già của ông mà đủ à, Tạ Lan nghiến răng nghiến lợi, đã có người sơ cứu vết thương trên mặt cô ta nhìn Trương Thiên Dương, mặt đầy oán độc. Vậy thêm tôi vào thì sao? Bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên, là của một người phụ nữ, nhìn theo hướng phát ra giọng nói, mọi người thấy một cô gái bước xuống khỏi chiếc bó, khoan thai bước về phía này. Cô mặc âu phục, khuôn mặt băng giá. Đôi chân thon dài thẳng tắp, luôn luôn thu hút ánh mắt của người khác. Tống Ngư Yên. Cô đi một mình, nhưng trước một đám đông như vậy vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, thản nhiên. Chân dài. Giao Giao, cậu sao rồi? Tống Ngư Yên chào Lâm Giao, hai hoa khôi trường học đứng sóng vai bên nhau. Không biết thêm cái mạng ân thập nương này nữa đã đủ chưa nhỉ? Lại bất thình lình. Phía ngoài vang lên tiếng thắng xe khét lẹt. Một chiếc Land Rover cùng với hơn chục chiếc xe khác vây quanh, một người phụ nữ phong thái mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt vô số đàn ông ung dung bước xuống chiếc Land Rover. Bước xuống theo cô cũng phải hơn 10 người, phía sau xe còn hơn 300-400 người, những người này thoạt nhìn rất tầm thường, ăn mặc mỗi người mỗi kiểu, nhìn giống như dân lưu manh đường phố vậy. Cô gái đi đầu chính là Ân Thập Nương, Tiêu Mạn Y. Bên cạnh cô chính là Phỉ Tứ. Cùng vài thủ hạ đắc lực do chính các cô lựa chọn, đề bạt. Cô dẫn theo nhiều người như vậy, khiến cho cả một quảng trường rộng lớn lập tức bị vây chật cứng. Người của Tiêu Mạn Y không thích nói chuyện quy củ như Trương Thiên Dương, mặc xác cái quái gì doanh nhân tinh anh, máu mặt, hết thảy đều bị xô ra một bên nhường đường cho Tiêu Mạn Y bước vào. Tiêu Mạn Y mặc đầm dài đen từ đầu đến chân,
dáng vẻ 10 phần là của một chị đại thế giới ngầm, ngôn hành cử chỉ thận trọng, cô liếc nhìn Trần Đức, không nói gì thêm, rồi lại quay đầu nhìn Tạ Lan. Ân Thập Nương. Danh con này là ai vậy, mà ngay cả Ân Thập Nương, Trương Thiên Dương rồi cả Tống Ngữ Yên đều muốn bảo vệ nó. Lâm Giao, Tống Ngữ Yên, Ân Thập Nương, ba vị nữ thần đấy, cô nào cũng đều là người trong mộng của đám đàn ông, thế quái nào Trần Bát Hoang đều được hưởng hết vậy. Có một cậu ấm nói nhỏ, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người ba cô gái. Đây là ba người đẹp với ba phong cách hoàn toàn khác nhau. Tống Ngữ Yên là người đẹp chân dài, lạnh lùng băng giá. Lâm Giao, nhan sắc khó ai bì, hoạt bát đáng yêu, vóc dáng yêu kiều, ngay cả phụ nữ nhìn cũng phải mê mẩn ao ước. Còn Ân Thập Nương, nhan sắc tuy không bằng hai cô kia, nhưng cũng hơn hẳn 90% phụ nữ bình thường. Hơn nữa trên người cô toát ra phong thái của nữ hoàng, cao sang quý phái, thứ khí chất trời cho ấy hoàn toàn bù đắp được sắc đẹp còn thiếu. Ba cô gái cùng đứng với nhau, khung cảnh bất chợt sáng bừng lên. Ha ha ha, được, rất được, Tạ Lan nhìn ba cô gái, trong lòng vừa ước ao vừa ganh ghét, song song đó là căm hận, cười nhưng trong lòng giận dữ, không khác gì phát rồ. Đông người thì giỏi lắm à, độc nhãn tiết, xông lên bắt thằng chó chết đó. Để tôi xem con mẹ nó đứa nào dám cản, đứa nào dám ngăn. Vâng. Độc nhãn thiết đáp lại, liếc mắt nhìn mấy trăm người chung quanh, cười gằn, tiện tay chỉ vào hai người. Mày, đi dọn cỏ chỗ này cho tao, tống cổ bọn vệ sĩ này hết đi, đứa nào không phục, giết đứa đó. Vâng. Hai tên võ giả hét lên một tiếng, sau đó lao về phía đám vệ sĩ của Trương Thiên Dương. Bọn họ không nói một lời nào, trực tiếp ra tay. 20, 30 tên vệ sĩ cùng xông lên, có điều, còn chưa đến 10 nhịp thở, tất cả đã bị đánh bay. Trong đó có 3 người chết ngay tại chỗ, máu chảy ròng ròng. Cút! Một võ giả thét to, giọng của hắn ta vô cùng chói tai. Vệ sĩ do Trương Thiên Dương dẫn đến liếc nhìn nhau, sắc mặt bọn họ tái nhợt, đám người đứng gần hai tên võ sĩ kia vô thức lùi bước. Đành chịu thôi. Ba đồng nghiệp đã chết ngay trước mặt bọn họ. Tuy biết rằng hai tên kia muốn giết gà dọa khỉ, thế nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, đã khi nào trải qua trận chiến đáng sợ như thế này đâu chứ. Cảm giác sợ hãi ập đến khiến chân bọn họ bất giác run lên. Những vệ sĩ mà Trương Thiên Dương dẫn đến vẫn chỉ là người bình thường. Bọn họ có cuộc sống bình thường, trong một thế giới bình thường. Đối với bọn họ, giết người là phạm pháp, đó là chuyện mà chỉ những kẻ cực kỳ hung ác mới làm ra được. Vậy mà bây giờ đã có 3 người chết trước mắt bọn họ. Sao bọn họ có thể không sợ cho được? Lại nói, bọn họ cũng không biết sự tồn tại của võ giả, bản lĩnh cùng sự tàn nhẫn của hai người trước mắt đã vượt khỏi tầm hiểu biết của những người này. Cả đám bàng hoàng lo sợ, mặt mày trắng bệch, nhìn thấy máu chảy lên láng trên mặt đất, một vài người nhìn không được nôn thốc nôn tháo. Hai tên võ giả cầm vũ khí nhìn chằm chằm đám vệ sĩ từ trái qua phải, không ai dám ngăn bước bọn họ. Tất cả đều hoảng hốt lui về sau. Không, tôi không làm được nữa. Đi, chúng ta đi thôi, điên hết rồi, đám người này đều là kẻ điên. Cuối cùng, có vài người không chịu nổi áp lực lập tức quay đầu bỏ chạy. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Binh bại như núi đổ. Ban đầu, Trương Thiên Dương dẫn theo 300 người đến, nhưng thoáng cái chỉ còn lại 10 người, tất cả đều đã bỏ trốn. Phía ngoài. Bởi vì đứng quá xa, cho nên đám lưu manh đi theo Tiêu Mạn Y bà trùm thế lực ngầm không hề hay biết chuyện vừa xảy ra. Đối mặt với gần 300 người đột ngột xông đến, cả bọn rơi vào hỗn loạn. Để bọn họ đi đi, Tiêu Mạn Y lạnh lùng nói với đám người phỉ tứ. Sau khi nhìn thấy thực lực của hai tên kia, cô ta hiểu rõ một điều, có nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng, chỉ khiến mọi việc càng thêm phức tạp mà thôi. Mấy người phỉ tứ không chút do dự. Lập tức ra hiệu cho đám du côn bên ngoài tản ra. Quảng trường vốn đang ồn ào náo nhiệt thoáng cái đã quay về trạng thái lúc đầu, chỉ còn lại mười mấy vị tai to mặt lớn. Bọn họ cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì tình huống vừa xảy ra vốn nằm trong dự liệu. Nhà họ Tạ xét cho cùng vẫn là nhà họ Tạ, dù hai võ giả kia không tê. Ra tay thì đám vệ sĩ và du côn cũng không dám tiến lên một bước. Thử hỏi, nhà họ Tạ triệu tập nhiều ông lớn như vậy để làm gì? Trấn nhiếp. Chỉ để trấn nhiếp. Tài sản mà bọn họ nắm trong tay gần như chiếm 80% thành phố Tần, có bao nhiêu người không biết bọn họ. Không nghe kể về bọn họ.
người bình thường có thể không biết Độc Nhãn Tiết, nhưng không ai là không biết những vị đại gia này, ở thành phố Tần này, có ai dám đụng đến bọn họ chứ? Trừ phi kẻ đó không muốn sống nữa. Ai dám đắc tội nhiều nhân vật lớn như vậy, chấp nhận hủy hoại tương lai của mình chỉ vì một tên Trương Thiên Dương? Không một ai làm được điều đó, đó chính là nhân tính. Thằng nhóc kia, mày rất may mắn, ông chủ và cậu Tạ đều muốn tận mắt nhìn thấy mày chết, đó chính là phúc phận của mày. Độc Nhãn Tiết không chút để tâm đến những chuyện vừa xảy ra, hắn mở laptop ra và bắt đầu thực hiện cuộc gọi video. Kế đó, hai tên võ giả khiêng một cái ghế đến, hắn liền đặt laptop lên đó. Một lát sau, trên màn hình laptop xuất hiện hai người. Một trong số đó là Tạ Cường Đông, người mà Trần Đức đã gặp trước đó. Người còn lại là một thanh niên độ khoảng 20 tuổi, mặc một thân Âu phục màu xanh da trời. Hai người cùng ngồi trên sofa, gã thanh niên mặc Âu phục kia ngồi ở giữa, còn Tạ Cường Đông thì ngồi chếch sang một bên. Ông chủ, cậu Tạ. Cách màn hình, Độc Nhãn Tiết cùng 10 tên võ giả cúi chào, chúng tôi đã tìm được tiểu thư. Tốt lắm, để tôi xem hôm nay kẻ nào dám không tuân theo mệnh lệnh của tôi, không đến cứu viện. Tạ Cường Đông hút xì gà, chiếc nhẫn càn long màu vàng trên ngón cái vô cùng bắt mắt. Nghe Tạ Cường Đông nói vậy, hai tên võ giả lập tức nhấc cái ghế lên, hướng camera về phía đám đông, chiếu thẳng vào mặt những ông trùm của giới kinh doanh. Tạ Cường Đông rít một hơi thuốc rồi bật cười ha hả, tốt lắm, xem ra Tạ Cường Đông này vẫn có chút mặt mũi, tên Trần Bát Hoang kia đâu. Camera lập tức hướng về phía Trần Đức. Thế nào, biết cái gì gọi là nhân vật lớn chưa? Tạ Cường Đông liếc nhìn Trần Đức và những người bạn của anh, nói, tuy nhiên, mày cũng khiến tao cảm thấy bất ngờ đấy, không ngờ Trương Thiên Dương lại đứng về phe mày. Trần Đức không lên tiếng. Anh chẳng muốn nhiều lời. Bố, Tạ Lan chạy đến trước camera, bố nhất định phải báo thù cho con gái, tay và mặt con đều bị hắn hủy hoại. Con gái, con cứ yên tâm, bố sẽ báo thù cho con, thoáng cái, Tạ Cường Đông sầm mặt, ông ta không ngờ Tạ Lan lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Tạ Cường Đông âm trầm nói, Độc Nhãn Tiết, anh biết nên làm gì rồi chứ? Ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ để ông tận mắt nhìn thấy đám người này chết, sau đó quay về tạ tội, Độc Nhãn Tiết đáp. Kế đó, hắn ta quay đầu nói với 11 tên võ giả phía sau, ngoại trừ cô Lâm Lâm Giao, không tha cho bất kỳ kẻ nào, chém hết cho tôi. 11 tên võ giả cầm trong tay đủ loại vũ khí đồng loạt ra tay. Thân hình bọn họ uyển chuyển, linh hoạt như rồng như hổ, bước chân vững chãi, vũ khí lóe lên tia sáng lạnh, phút chốc, cả đám phân ra, tập trung vào 4 người Trần Đức, Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên. Bọn họ chia ra 2 người một tổ, xông về phía Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y và Tống Ngữ Yên, 5 người còn lại đối phó toàn bộ. 11 tên võ giả khát máu tập trung tấn công vào những nơi chí mạng như tim, thận, cổ, đỉnh đầu. Nhớ kỹ, là băm, băm, băm chúng ra, Độc Nhãn Tiết gầm lên một tiếng, kế đó, hắn ta cũng ra tay. Lòng bàn tay vốn rỗng tuếch bỗng xuất hiện một cây dao găm màu xanh, hắn bổ nhào về phía Trần Đức. Cùng lúc đó, 11 tên thủ hạ cũng đồng loạt xông về phía mấy người Trần Đức, thế như trẻ tre, từng món vũ khí lóe lên tia sáng lạnh lẽo, xẹt qua không trung, phát ra âm thanh rít gào chói tai. Loan câu, dao găm, trường đao, lang nha thứ, đoạn kiếm, đủ loại vũ khí với nhiều hình dạng khác biệt từ 4 phương 8 hướng lao đến. Có thể thấy được, thế công của mỗi một tên võ giả đều là chí mạng, có sức công phá khủng khiếp. Nhất là Độc Nhãn Tiết, thực lực của hắn ta mạnh nhất, đoạn đao trong tay xẹt qua không trung khiến không khí xung quanh dường như bị biến dạng. Mũi đao lao đến như viên đạn, nhắm ngay đầu Trần Đức. Trong phút chốc, tia sáng lạnh lẽo bắn ra khắp nơi, sát ý ngập trời, 12 võ giả như chiếc lồng vây chặt 4 người Trần Đức, Tống Ngữ Yên, Tiêu Mạn Y cùng Trương Thiên Dương. Trận chiến này khiến không khí dường như bị đóng băng, quảng trường rơi vào tĩnh lặng và tràn đầy kinh hãi. Ngay cả những ông trùm giới kinh doanh đứng ngoài quan sát cũng tê cả da đầu, mồ hôi lạnh túa ra, có cảm giác ngạt thở. Mười mấy người trước mặt quả thật rất đáng sợ. Sự khát màu cùng tàn nhẫn của bọn họ khiến những nhân vật lớn có mặt tại hiện trường những kẻ tự nhận mình là mạnh nhất, tàn nhẫn nhất, mỗi năm thu về hàng chục triệu tệ cũng phải thay đổi sắc mặt. Đám người này thầm cảm thấy may mắn, may mà bọn họ không trêu chọc nhà họ Tạ, không chọc vào Tạ Lan, nếu không, sợ là cũng phải đối mặt với cục diện thế này. Chỉ nhìn thôi mà chân bọn họ đã nhũn ra. Trần Bát Hoang, lần này mày chết chắc rồi,
chọc ai không chọc lại chọc nhà họ Tạ, mà còn là cô công chúa được yêu thương nhất nữa chứ. Lôi Long nhìn chằm chằm vào Trần Đức với vẻ mặt vô cùng hưng phấn, những nhục nhã mà cậu ta phải chịu cuối cùng cũng được hoàn trả rồi. Trong mắt cậu ta, dù Trần Bát Hoang có mạnh, có hung hăng hơn nữa thì khi đối mặt với 6, 7 tên cường giả, bị bọn họ bao vây công kích, anh cũng chỉ có một con đường chết. Ánh mắt Tạ Lan vô cùng dữ tợn, cô ta phấn khích tột độ, gần như sắp sống lên. Cứ như cô ta đã thấy được cảnh tượng Trần Đức bị băm nát, máu me đầm đìa, nằm dạp trên mặt đất rồi vậy. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của cô ta. Ha ha, ngay lúc đó, bỗng nhiên Trần Đức bật cười. Nụ cười của anh vô cùng hờ hững. Bất chợt, anh nhảy vọt lên trước, ngăn trước người Tiêu Mạn Y, Trương Thiên Dương, Tống Ngữ Hiên và Lâm Giao. Một mình anh đối mặt với 12 tên võ giả. Một lũ rác rưởi. Ngay khi Trần Đức đứng ra, 12 món vũ khí đồng loạt đâm về phía anh, thế nhưng, sắc mặt anh chẳng hề thay đổi, hai tay vung lên, phút chốc, 11 món vũ khí dường như bị cuốn vào một cơn lốc quái đản, không thể giải thích nổi. Kể cả những bàn tay đang cầm vũ khí cũng bị hai tay Trần Đức nắm chặt. Răng rắc, rắc rắc, á. Tiếp theo đó, tay Trần Bát Hoang rung lên, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, tay của 11 người kia bị bẻ cong theo một góc độ quái dị, sau đó gãy lìa. 11 món vũ khí gần như rơi xuống cùng một lúc, phát ra một loạt âm thanh loảng xoảng. Cũng ngay khoảnh khắc đó, Độc Nhãn Thiết kẻ duy nhất còn sống đã lao đến trước mặt Trần Đức, đoạn đao trong tay hắn đâm thẳng vào mi tâm anh. Khoảng cách cực kỳ gần, chỉ còn không đến 0.01mm mà thôi, dù là thần tiên giáng thế cũng khó mà thoát được. Hắn ta tin tưởng 200% rằng mình có thể giết được Trần Bát Hoang, lập công đầu trong hành động lần này. Có thêm người cũng chẳng có tác dụng gì. Tên nhóc kia, mày phải chết rồi. Trần Bát Hoang chỉ dùng một chiêu đã có thể hạ gục 11 tên võ giả, việc này khiến Độc Nhãn Thiết vô cùng khiếp sợ. Nhưng như thế thì đã sao? Dù có mạnh hơn nữa thì chẳng phải lúc này cũng chết trong tay hắn hay sao? Hắn vừa dứt lời, đoạn đao đã chạm vào mi tâm Trần Đức. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đao của Độc Nhãn Thiết đột nhiên dừng lại. Dừng ngay trước mi tâm Trần Đức. Lưỡi đao của hắn bị bẻ cong. Sức của Độc Nhãn Thiết vô cùng lớn, dường như hắn đã dùng hết toàn lực. Nhưng mũi đao lại không đâm vào như trong tưởng tượng, mà trái lại, lực phản chấn khiến tay hắn run lên, xương khuỷu tay bỗng chốc chật ra, sau đó đứt gãy. Đây chỉ là hậu quả khi bị phản phệ. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Tiêu Mạn Y, Trương Thiên Dương, Tống Ngữ Yên, Lâm Giao cùng với những ông trùm giới kinh doanh trợn mắt há hốc mồm, cả đám dường như chết lặng. Ngơ ngác nhìn vũ khí nằm lăn lóc trên mặt đất cùng với 11 tên võ giả và Độc Nhãn Thiết bị bẻ gãy tay. Sao lại như vậy? Vì sao lưỡi đao kia lại không đâm vào? Là ảo giác ư? Ngoại trừ Trương Thiên Dương và Tống Ngữ Yên, những người còn lại đều không dám tin vào mắt mình, mũi đao sắc bén được chế tạo chuyên biệt lại không cách nào đâm vào mi tâm một người. Sao có thể thế được? Hoàn toàn không thể. Mọi người cảm thấy rất khó hiểu, nghi hoặc và không dám tin. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang cứ như gặp quỷ, lúc này, tim bọn họ đập bang bang trong lồng ngực, dường như sắp nhảy ra ngoài vậy. Dùng cơ thể người thường để đối kháng với đao thép. Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn mày thích giết người lắm à? Nếu đã như vậy, Trần Bát Hoang này sẽ chơi với bọn mày. Lúc này, Trần Đức ra tay. Một con dao găm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay anh, ngay sau đó. Lưỡi đao thình lình xẹt qua cổ họng người ở gần nhất. Phụt! Tên võ giả kia chết ngay tại chỗ. Vèo! Kế đó, thân hình anh bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa, anh đã đứng sau lưng một tên võ giả. Tên kia vừa há miệng định kêu lên thì dao găm trong tay anh đã đâm vào miệng hắn, lưỡi đao nhẹ nhàng xoay tròn, xoắn nát dây thanh quản của hắn. Không, không, chạy mau! 9 tên võ giả còn lại đều sợ đến mất hồn mất vía. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải một đối thủ mạnh đến như vậy. Nhưng mà, động tác của Trần Đức quá nhanh, một bước đi giết một người. Mỗi lần thấy bóng anh, sẽ có kẻ nào đó ngã gục. Phập, phập phập, trong nháy mắt, 9 người chết tại chỗ. Cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc. Con dao găm trong tay Trần Đức bỗng nhiên lao thẳng về phía trước. Con dao như một mũi tên, xé gió phóng đi. Trong nháy mắt đâm thẳng vào giữa hai chân mày của một võ giả. Còn lại một người, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng,
không kịp suy nghĩ chỉ biết xoay người bỏ chạy vắt giò lên cổ, hòng chạy thoát kiếp nạn. Sau đó, chưa được mấy bước, một tia sáng trắng lóe lên, xé gió vút tới, giết hắn trong nháy mắt. Chỉ trong tích tắc, 13 tên võ giả chết sạch, chỉ còn lại một mình Độc Nhãn Tiết. Trần Đức quét mắt nhìn một vòng, con người sâu thẳm không dò nổi, hệt như đầm lầy không thấy đáy, đôi đồng tử phản chiếu nét mặt già nua sợ hãi của Độc Nhãn Tiết. Độc Nhãn Tiết thấp thỏm lo âu, ánh mắt của Trần Đức khiến hắn liên tưởng tới thần chết, đám mây đen chết chóc bao phủ đầu hắn, khiến hắn run rẩy, bất an. Thần sắc Trần Đức vẫn trước sau như một, anh nhấc chân bước từng bước đến chỗ Độc Nhãn Tiết, vừa đi vừa nói. Vừa rồi, có phải ông cho rằng đã nắm được sơ hở của tôi? Cho rằng khả năng giết được tôi là 100%, hửm. Không sai, nếu như ông mạnh hơn một chút may ra còn có cơ hội, góc độ mà ông túm được rất xảo quyệt, quái dị, nắm chặt sơ hở. Chỉ tiếc là, ông và đám lính của ông quá yếu kém. Ông nói đúng, người có nhiều đi nữa, vẫn là vô ích. Chỉ 4 bước chân, Trần Đức đã đứng trước mặt Độc Nhãn Tiết, một chưởng giáng xuống. Bốp! Ngoài mặt, Độc Nhãn Tiết không hề có bất cứ tổn thương nào, nhưng mà một chưởng vừa rồi đã đập nát tiểu não của ông ta. Độc Nhãn Tiết đổ rầm xuống đất, thứ duy nhất còn lại chính là đôi mắt mở trừng trừng tràn ngập kinh hoàng và tuyệt vọng. Giờ phút này, toàn bộ 14 võ giả đều mất mạng. Nhìn 14 thi thể nằm la liệt trên mặt đất, đám doanh nhân tinh anh trên quảng trường nổi gai ốc khắp người, hồn vía thất kinh, bọn họ trước đó đã cười nhạo Trần Bát Hoang, lúc này một chữ cũng không dám nói, chỉ hận không thể kiếm kẽ đất nào nó chui vào, biến mất cho rồi. Trên người Trần Bát Hoang đầy máu, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong không khí, nhưng dường như anh không hề để ý, gương mặt vẫn thản nhiên, điềm tĩnh. Có vẻ như, giết chết 14 võ giả một lúc chỉ là chuyện vặt. Tạ Lan không thở được, mặt mày tái mét, sợ hãi tột cùng. Trong màn hình máy tính, Tạ Cường Đông miệng ngậm xì gà, mặt dại ra, ông ta đích thân xem đoạn băng ghi hình quá trình giết chóc của Trần Đức, khuôn mặt già nua co giật, run rẩy không ngừng. Vài giây sau, Trần Đức bước đến trước mặt Tạ Lan, chụp lấy cổ cô ta, nhấc cô ta lên cao. Nâng lên cao quá đầu, nhìn về phía Tạ Cường Đông trên màn hình, Tạ Cường Đông, ông muốn chết không nào? Tôi dùng cô ta dẫn ông đến đây nhé, nếu thế tôi sẽ tha mạng cho cô ta, chịu không? Trong màn hình, bàn tay cầm điếu thuốc của Tạ Cường Đông run rẩy, hồi lâu không động đậy. Dù ở bên kia màn hình, nhưng ông ta có thể cảm nhận được sát ý và cương quyết tỏa ra từ ánh mắt Trần Đức. Lúc này ông ta không biết phải nói gì nữa. Bởi vì ông ta hiểu, Trần Đức thực sự nổi giận rồi, chỉ cần nói sai một chút, dù chỉ là vô ý, con gái ông ta có thể sẽ chết. Chết không đất chôn thây. Trong tay Trần Đức, Tạ Lan đau đớn dãy giụa, cô ta sắp không hít thở được nữa, chỉ có thể khó nhọc mấp máy môi mấy chữ cứu con. Cả đám doanh nhân, cậu ấm cô chiêu chung quanh không ai dám bước lên ngăn cản Trần Bát Hoang, họ chẳng khác gì đám vệ sĩ đã bỏ chạy, chỉ là nể mặt nhà họ Tạ, nghe lệnh của họ Tạ mà đến đây thôi. Một khi đe dọa tính mạng của bọn họ sẽ sợ hãi, bỏ mặc Tạ Lan. Lúc này, đám doanh nhân kia chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức. Chú Đông, chú đừng sợ, bỗng nhiên một người đàn ông ngồi bên cạnh Tạ Đông Cường lạnh nhạt mở miệng. Hắn ta vừa mở miệng nói, có thể thấy vẻ mặt căng thẳng của Tạ Cường Đông thoáng chốc giãn ra rất nhiều, không khác chi kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao. Tạ Cường Đông nhếch môi muốn nói gì đó, người đàn ông kia khoát tay với ông ta lập tức ngậm miệng. Người đó đứng dậy, bước tới phía trước camera. Gương mặt liền hiện ra to đùng trên màn hình, ánh mắt của hắn không nhìn Trần Bát Hoang. Mà là nhìn chằm chằm Tiêu Mạn Y, Tống Ngữ Yên và Lâm Giao đằng sau Trần Đức, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt không giấu giếm sự thèm muốn. Vừa liếc mắt vào màn hình, hắn đã nhìn thấy ba cô gái, trong mắt đầy vẻ tham lam. Lâm Giao hắn đã từng gặp, nhưng hắn không ngờ hôm nay còn có thêm hai cô gái khác cũng 19 10 với cô. Con mắt hắn hào háo nhìn ba cô gái. Nhưng miệng lại nói với Trần Đức, giọng điệu lạnh nhạt, thả Tạ Lan ra, đưa ba người đẹp kia qua đây cho tao, nếu vậy tao bảo đảm chỉ có một mình mày phải chết. Mày đang ra lệnh cho tao, Trần Đức vung một tay lên chỉ vào màn hình máy tính. Ống kính camera rời sang chỗ ba cô gái. Người đàn ông tỏ ra giận dữ, nhìn Trần Đức chằm chằm, đúng, tao đang ra lệnh cho mày, hay nói đúng hơn, vừa ra lệnh, vừa uy hiếp. Hắn tỏ vẻ như đang nói chuyện trong nhà.
trong lời nói hoàn toàn không để ý đến Trần Đức là ai, có thể thấy đây là một người tự tin đến mức tự phụ. Tiếp theo chắc chắn mày sẽ hỏi, rằng tao dựa vào cái gì mà dám ra lệnh, uy hiếp mày, nói đúng hơn, tao có bản lĩnh gì để ra lệnh, để uy hiếp mày, đúng không? Tao có thể trả lời mày. Thần sắc người đàn ông đanh lại, ánh mắt tập trung vào người Trần Đức. Bởi vì tao là Tạ Phương Kiệt. Tạ Phương Kiệt. Ba chữ vừa thốt ra, trong nháy mắt những đại gia ít ỏi đứng hàng đỉnh của chóp tại thành phố Tần, bao gồm cả Trương Thiên Dương thảy đều tái mặt. Cái người tên Tạ Phương Kiệt này chính là đại gia đứng số một thành phố Tần, bọn họ không ai lạ gì. Bởi vì người đó chính là cánh tay đắc lực giúp cho nhà họ Tạ xưng hùng xưng bá ở thành phố này. Hắn vốn là một người bà con xa lắc xa lơ của nhà họ Tạ, ban đầu chẳng được ai để vào mắt, lúc mới sinh thì mẹ chết vì sinh khó, bố sống thêm một năm nữa rồi cũng chết nốt vì ung thư. Từ hồi một tuổi đã được Tạ Cường Đông nhận nuôi. Nhưng mà, vào năm Tạ Phương Kiệt được 2 tuổi, có một võ giả đạt đến cấp bậc thần tiên đến nhà họ Tạ, võ giả nọ nói Tạ Phương Kiệt có tiềm chất trở thành võ giả cực mạnh, muốn đưa Tạ Phương Kiệt đi. Từ đó về sau, nhà họ Tạ dù chỉ nuôi Tạ Phương Kiệt hơn một năm nhưng lại không ngừng lớn mạnh tại thành phố Tần, tốc độ bành trướng phải nói là nhanh như tên lửa, trong vòng chưa đầy 3 năm đã thâu tóm toàn bộ con bài tẩy của thành phố Tần vào tay mình. Nhà họ Tạ có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ Tạ Phương Kiệt. 3 năm trước, Tạ Phương Kiệt từng quay về nhà họ Tạ, lần đó, ngay cả lão tổ nhà họ Hàn ở Giang Bắc cũng phải đích thân đến chào hỏi, xin dạy bảo. Lão tổ nhà họ Hàn cũng bắt đầu bế quan ngay sau khi rời khỏi nhà họ Tạ. Chỉ có rất ít người được biết, 3 năm trước đây, lão tổ nhà họ Hàn bị Tạ Phương Kiệt đánh cho một trận. Lúc đó, Tạ Phương Kiệt mới 20 tuổi. Trương Thiên Dương nghe thấy ba chữ Tạ Phương Kiệt, trái tim suýt chút nữa vọt ra khỏi lồng ngực, không nhịn nổi bước tới chỗ Trần Đức. Cậu Trần à, cậu thả cô Tạ xuống trước đi. Tạ Phương Kiệt, người này, không dây vào nổi đâu, sẽ chết người thật đấy. Thế à? Trần Đức nhìn lướt qua màn hình, mặt mũi Tạ Phương Kiệt cũng coi như không tệ, nhưng lại mang theo tự phụ vô kể. Bàn tay đang bóp cổ Tạ Lan thoáng nới lỏng, buông cô ta ra. Thấy động thái vừa rồi, trái tim của Trương Thiên Dương rốt cuộc cũng về lại vị trí cũ. Cũng may, chỉ cần Tạ Lan không chết, mọi thứ vẫn có thể thương lượng được. Trong màn hình, nhìn thấy hành động của Trần Đức, mặt Tạ Phương Kiệt tỏa sáng rạng rỡ. Đúng là, xưa nay cái tên của hắn vẫn luôn có sức nặng. Binh, ngay lúc Tạ Phương Kiệt còn đang đắc ý, thì một âm thanh nặng nề đột ngột vang lên, như tiếng sấm giữa trưa hè không hề báo trước. Cánh tay Trần Đức buông Tạ Lan bất chợt siết lại thành quyền, đấm thẳng vào người Tạ Lan. Thân thể Tạ Lan làm sao chống đỡ được sức lực hung mãnh như thác đổ như sóng thần của Trần Đức. Chỉ trong chớp mắt, cả người Tạ Lan như một quả bóng bị hất tung ra ngoài, từ trên không trung nặng nề rơi bịch xuống đất, chết không kịp ngáp. Trương Thiên Dương chết chân tại chỗ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta đã khuyên rồi mà, sao còn ra tay giết người? Làm vậy không phải chán sống rồi ư? Người đó là Tạ Phương Kiệt, cả thành phố Tần này ai dám trêu vào hắn? Đám doanh nhân tinh anh kia cũng há hốc mồm, cho dù bọn họ đã từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng giờ phút này hai chân vẫn run lẩy bẩy. Tạ Phương Kiệt hả? Trần Đức rút tay lại, bước tới trước màn hình, nhìn thẳng vào mắt Tạ Phương Kiệt, khóe môi cong lên một nụ cười, mệnh lệnh của mày, cũng như uy hiếp của mày, rõ ràng chả có tác dụng gì với tao cả. Im lặng. Sự im lặng chết chóc. Thời gian gần như ngừng lại, ai nấy đứng chết chân không nhúc nhích, trong màn hình, khuôn mặt Tạ Phương Kiệt cũng bị giam trong nụ cười cứng đờ. Rõ ràng là cười, nhưng lúc này nụ cười ấy méo mó, dữ tợn, đôi mắt độc ác cùng cực, vì quá giận dữ mà khóe môi hắn còn khẽ co giật. Trong máy tính vọng ra tiếng rắc rắc, rõ ràng một vật gì đó đang bị một lực rất mạnh nghiền nát. Hồi lâu sau, Tạ Phương Kiệt khôi phục nụ cười, không tệ, mày khá đấy. Rất khá, Trần Bát Hoang, mày rất gan dạ, vô cùng ngông cuồng, vô cùng kiêu ngạo. Tao hy vọng mày vẫn cứ tiếp tục như thế, mày đứng yên đó, đừng đi đâu cả, chờ tao tới tìm mày. Nhưng nếu mày muốn chạy cũng được thôi, tao không có ý kiến, hơn nữa mày chạy tao còn khoái nữa là, bởi vì tao có thể tàn sát người của mày, hoặc là người quen biết mày, giết cho tới khi mày chịu ló đầu ra, sau đó, trước mặt mày, tao sẽ tiếp tục trò chơi tàn sát. Bốp! Tạ Phương Kiệt vừa nói xong liền tung một cú đấm vào giữa mặt Trần Đức trong màn hình lập tức bể tan nát,
vụn thủy tinh từ trong tay hắn tung tóe như tuyết bay lả tả. Trên quảng trường thương mại, màn hình tắt phụt, trong không khí chỉ còn lại áp lực nặng nề đáng sợ. Quá nhiều người đã bỏ mạng, đám doanh nhân tinh anh và cậu ấm cô chiêu đứng đó, chẳng ai tươi cười nổi. Bọn họ đang sợ, rất sợ Trần Đức. Ít nhất trước khi Tạ Phương Kiệt đến, bọn họ rất sợ. Trên quảng trường rộng rãi hoàn toàn lặng phắc, không ai dám lên tiếng. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến giúp tôi, một lúc lâu sau, Trần Đức quay đầu lại, đảo mắt một vòng qua Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Tống Ngữ Yên và Phỉ Tứ. Cậu Trần, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, giúp đỡ cậu là chuyện Trương Thiên Dương tôi phải làm, Trương Thiên Dương trịnh trọng nói, có điều trong một phút thoáng qua, ông ta lại thở dài nẫu ruột, giọng nói cũng trở nên gấp gáp. Nhưng mà, cậu Trần à, người lần này đúng là cậu không nên dây vào, cậu mau đi đi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp để cậu rời khỏi thành phố Tần, cậu đi càng xa càng tốt, đợi đến khi cậu trưởng thành rồi hãy trở về, được không? Bát Hoang, cái tên Tạ Phương Kiệt này em đã từng nghe qua, Tiêu Mạn Y khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, hơi thở thơm như hoa lan, em nghĩ lúc này anh nên nghe theo đề nghị của Chủ tịch Trương. Không cần gấp. Trần Đức mỉm cười, từ mười mấy năm trước anh đã trải qua mưa bom bão đạn, bao phen chết đi sống lại, anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ hãi. Một Tạ Phương Kiệt nào đó, anh không hề có một chút lo lắng hay sợ hãi nào. Cậu Trần à, gấp, rất gấp đó, nếu không đi chỉ e không kịp, Trương Thiên Dương càng sốt ruột. Nói mãi, vậy rốt cuộc Tạ Phương Kiệt kia là thần thánh phương nào, Trần Đức nhìn Trương Thiên Dương. Ông ta chưa bao giờ là một người dễ mất bình tĩnh, ngay từ đầu trước khi gặp Tạ Phương Kiệt, tuy Trương Thiên Dương đã mạo hiểm tính mạng để bảo vệ Trần Đức, nhưng vẫn thản nhiên, kiên định, coi nhẹ chuyện sống chết. Cho đến khi Tạ Phương Kiệt xuất hiện, ông ta mới tỏ ra hoang mang tột độ, so với tính mạng của ông ta, Tạ Phương Kiệt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhờ có Tạ Phương Kiệt nên Tạ gia mới có thể một tay che trời ở thành phố Tần, Trương Thiên Dương suy ngẫm vài giây để lựa chọn từ ngữ, kế đó, ông ấy thuật lại tất cả những chuyện về Tạ Phương Kiệt mà giới nhà giàu thành phố Tần truyền tai nhau. Kể cả chuyện hắn và lão tổ nhà họ Hàn từng gặp nhau cũng kể ra. Khó trách Trần Đức giật mình. Khó trách đám người này lại kiêng kỵ Tạ Cường Đông như vậy. Bởi vì có vị lão tổ kia nên nhà họ Hàn mới ngày một lớn mạnh, đến mức thống trị cả Giang Bắc. Còn nhà họ Tạ thì có Tạ Phương Kiệt tồn tại. Sở dĩ địa vị của nhà họ Tạ ở thành phố Tần không bằng nhà họ Hàn ở Giang Bắc là vì mối quan hệ của Tạ Phương Kiệt với nhà họ Tạ không thân thiết bằng mối quan hệ giữa Hàn Huyền Tông và nhà họ Hàn, thậm chí, mối quan hệ giữa Tạ Phương Kiệt và nhà họ Hạ có thể nói là hờ hững. Trương Thiên Dương nói, nhưng dù là như vậy, cậu nghĩ xem, nhà họ Tạ có thể đi đến ngày hôm nay thì Tạ Phương Kiệt, hoặc là nói thế lực đứng sau Tạ Phương Kiệt là tồn tại khủng bố cỡ nào. Cho nên, cậu Trần, xin cậu hãy mau chóng rời đi, Trương Thiên Dương lại lần nữa đề nghị Trần Đức rời đi, giọng ông ta tràn đầy khẩn cầu, ông ta thật sự không muốn một thanh niên còn quá trẻ như Trần Đức bị chôn vùi ở thành phố Tần. Cậu Trần, cậu cứ yên tâm. Sau khi cậu đi, tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ người thân và anh em của cậu. Không cần, người có thể khiến Trần Bát Hoang này phải trốn còn chưa sinh ra trên đời đâu. Trần Đức vỗ nhẹ vai Trương Thiên Dương, sau đó quét mắt nhìn ba cô gái Lâm Giao, Tống Ngữ Yên và Tiêu Mạn Y, các cô đi với tôi. Nói xong, Trần Đức xoay người đi vào tiệm quần áo ở cách đó không xa trước ánh mắt hoang mang của mọi người. Nhân viên trong tiệm đã sớm bị dọa đến phát run. Bọn họ vốn định báo cảnh sát nhưng lại phát hiện điện thoại bỗng dưng mất tín hiệu một cách khó hiểu. Thật ra thì có ai đó đã chặn tín hiệu ở đây từ lâu rồi, ngoại trừ một số thiết bị chuyên dụng thì không có bất cứ thứ gì kết nối mạng vô tuyến được. Trần Đức bước vào tiệm quần áo, anh bảo ba cô gái đứng chờ, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay và mặt. Kế đó, anh quay trở lại chỗ lúc trước. Ba cô gái Tiêu Mạn Y, Lâm Giao và Tống Ngữ Yên không biết Trần Đức muốn làm gì. Cả ba đều tỏ vẻ nghi hoặc. Sau khi đi ra, Trần Đức lấy ra ba bộ quần áo mà Lâm Giao đã chọn, mỉm cười nói, các cô cảm thấy cái nào thích hợp với tôi hơn. Ba cô gái không nói nên lời. Giờ là lúc nào rồi mà còn tâm trạng hỏi quần áo hợp hay không? Bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là rời khỏi đây. Bát Hoang, tôi thấy anh vẫn nên rời khỏi đây, Lâm Giao dầu dĩ nói, Tạ Phương Kiệt đến sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp hơn. Đúng, Trần Bát Hoang, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, Tống Ngữ Yên cau mày, giọng cô ấy vô cùng lạnh lùng.
Tiêu Mạn Y mỉm cười, nhưng nụ cười của cô ta lại buồn rười rượi. Cô ta quen biết Trần Đức lúc còn trong ngục giam thế nên hiểu rất rõ con người anh. Trừ phi người phụ nữ mà anh đặt trong tim xuất hiện, bằng không, e là không một ai có đủ khả năng khuyên anh thay đổi quyết định. Tiêu Mạn Y hiểu rất rõ điều này, vì vậy, cô ta chỉ vào bộ màu đen ở chính giữa, em nghĩ là bộ này hợp. Lâm Giao chọn cho Trần Đức ba bộ quần áo. Đầu tiên là một bộ Âu phục có màu đen, thứ hai là đồ thể thao, còn lại là một bộ trường sam mà thầy thuốc thời cổ hay mặc. Hai cô cảm thấy thế nào? Tiêu Mạn Y quay đầu hỏi Lâm Giao và Tống Ngữ Yên. Tôi không có ý kiến, Tống Ngữ Yên không có tâm trạng để tâm đến bộ quần áo kia, cô ấy thầm nghĩ khuyên Trần Đức mau rời khỏi đây, chớ có tự phụ như vậy. Lâm Giao thì mím chặt đôi môi đỏ mọng, bát hoang, anh mặc cái nào cũng đẹp. Thấy thái độ của ba cô gái, Trần Đức mỉm cười, được rồi, vậy thì lấy cái màu đen này đi. Dứt lời, anh bước vào phòng thay đồ, cởi bộ quần áo dính máu trên người ra, thay trường sam màu đen vào. Khoảng 3 phút sau, anh bước ra từ phòng thay đồ, nở một nụ cười tươi rói, sao hả? Có đẹp không? Đẹp, Tiêu Mạn Y hết lời tán dương. Tống Ngữ Yên hừ lạnh, còn Lâm Giao thì khẽ gật đầu. Phật nhờ mạ vàng, người nhờ quần áo, không thể không nói, sau khi thay bộ quần áo giá rẻ trên người ra, Trần Đức dường như biến thành một con người khác. Trường sam mới tinh vừa khít cơ thể anh, dường như được thiết kế riêng cho anh vậy, mặc nó vào, trên người anh bỗng chốc toát lên khí chất cổ xưa và hào phóng. Kết hợp cùng chai rượu đeo bên hông và khuôn mặt bất cần đời càng làm nổi bật sự tự do phóng khoáng, tựa như thế ngoại cao nhân, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bên ngoài cửa hàng, Trương Thiên Dương sốt ruột không chịu được, cứ như kiến bò trên chảo nóng. Ông ta thật sự mong Trần Đức nhanh chóng rời khỏi đây, còn những ông trùm của giới kinh doanh thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh vẫn hờ hững thay quần áo như không có việc gì, bọn họ lẳng lặng dõi theo anh. Tên thanh niên này thật ngông cuồng. Gặp phải một đối thủ mạnh như Tạ Phương Kiệt mà còn dám tỏ thái độ ngông cuồng, ngạo mạn như vậy, đúng là nghé con không sợ cọp. Ông lão mua được diên thọ dược hoàn trong buổi đấu giá vừa hồi hộp lại vừa bùi ngùi, đáng tiếc, lẽ ra sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng giờ sắp phải chết rồi, không biết có liên lụy đến chúng ta không nữa. Đúng là đáng chết mà. Bầu không khí ở quảng trường vô cùng nặng nề, mười mấy ông trùm thương giới tai to mặt lớn ngày thường vẫn luôn ngông nghênh tự mãn. Còn có đám con ông cháu cha ngang tàn hống hách, vậy mà giờ cả đám lại im thin thít. Bọn họ muốn đi nhưng không dám đi. Tất cả cùng nhìn về phía Trần Bát Hoang đang thay quần áo trong trung tâm mua sắm, trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, kinh hãi, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đồ khốn kiếp, tên điên, kẻ dã man, hắn bị ngáo à? Chẳng lẽ hắn không biết mình đã đụng phải tồn tại đáng sợ thế nào ư? Bây giờ mà vẫn còn tâm trạng thay quần áo. Sắp chết rồi, thay quần áo để làm gì? Để chết có tôn nghiêm một chút à? Rõ ràng Trần Đức mới là người khiêu khích và đắc tội Tạ Phương Kiệt, nhưng những ông trùm kinh doanh đó còn lo lắng và sợ hãi hơn Trần Đức. Dù sao cũng là Tạ Phương Kiệt, nhờ có anh ta mà Tạ Cường Đông có thể đảo lộn cả thành phố Tần một lần nữa, nhờ có anh ta mà nhà họ Tạ đã trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Tần. Nếu Tạ Phương Kiệt không vừa ý, không vui, lại một lần nữa xáo trộn thành phố Tần, thì những ông trùm kinh doanh này sẽ tự xử như thế nào, làm sao để tự cứu lấy bản thân. Từ lâu đã nghe người ta nói Tạ Phương Kiệt cực kỳ kiêu ngạo, làm việc gì cũng không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác, lỡ như anh ta giết Trần Đức rồi sau đó giết một số ông trùm kinh doanh thì ai dám ngăn cản anh ta. Ngay cả những doanh nhân không biết đến sự tồn tại của võ giả cũng hiểu rất rõ, chết trong tay những người như vậy chắc chắn là lãng phí sinh mạng, bọn họ sẽ không được đền bù chút gì cả, không được an ủi. Không những không nhận được gì mà gia nghiệp và gia tộc của bọn họ cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Tần. Trương Thiên Dương, ông còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thuyết phục cậu ta đi. Trong hội trường, một ông trùm kinh doanh nói với Trương Thiên Dương, đi thuyết phục cậu ta rời khỏi đây, chỉ cần cậu ta rời đi thì mọi chuyện có thể sẽ không ầm ĩ quá lớn. Đúng vậy, Trương Thiên Dương, không phải ông rất thân thiết với cậu ta sao? Bây giờ chỉ có ông mới có thể thuyết phục được thôi. Ông cũng không muốn cậu ta gặp nạn, cũng không muốn nhà họ Trương xảy ra chuyện đúng không? Cậu ta vẫn còn trẻ, chỉ cần còn sống thì khả năng là vô hạn, chết ở chỗ này thật đáng tiếc. Những ông lớn trong danh sách phú hào của thành phố Tần cuối cùng cũng không nhịn được, người này một câu người kia một câu nói với Trương Thiên Dương, hy vọng ông ta có thể thuyết phục Trần Bát Hoang một lần nữa, khuyên anh đừng đi sai đường.
Trương Thiên Dương trông có vẻ do dự, sắc mặt đanh lại, như thể ông ta đang quyết định điều gì đó. Một lúc sau, ông ta sải bước về phía trung tâm mua sắm. Lúc này, Trần Đức, Lâm Giao, Tống Ngữ Yên và Tiêu Mạn Y đang đi ra, anh mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, sạch sẽ, gọn gàng, ưa nhìn, cùng với khuôn mặt tuấn tú, khí khái anh dũng bức người. Ba người phụ nữ cực kỳ quyến rũ với những phong cách khác nhau đi bên cạnh anh, trông giống như một vị vua thời xưa, vừa bước ra ngoài đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Những ông trùm kinh doanh và đám phú nhị đại vừa phẫn nộ vừa bàng hoàng vừa cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hoang đường. Đến nước này rồi mà còn có tâm tư ăn mặc hoành tráng sạch sẽ như vậy, vẫn thờ ơ không để ý, con mẹ nó thậm chí còn tươi cười rạng rỡ. Chẳng lẽ tên này không cảm thấy bầu không khí ở đây không đúng, không hề nhận ra bản thân đã chọc phải một người mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào từ trong bầu không khí kỳ dị này sao? Cậu Trần, sau khi hít sâu vài hơi thở, Trương Thiên Dương đã chạy đến chỗ Trần Đức. Sao thế, sợ à, Trần Đức thấy một vệt mồ hôi lạnh từ từ lăn trên má Trương Thiên Dương nên hỏi. Trương Thiên Dương hít sâu một hơi, nói thật là tôi rất sợ, sống mấy chục năm nay chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Cho nên, Trần Đức hỏi, ông muốn khuyên tôi rời đi. Không, cậu chủ Trần, chuyện mà cậu quyết định, Trương Thiên Dương tôi hiểu rất rõ. Với thân phận, thực lực và địa vị của tôi vẫn không đủ tư cách khiến cậu thay đổi, cũng không thể nhúng tay vào. Sau khi dừng lại một giây, Trương Thiên Dương nói tiếp, tôi đến đây chỉ muốn bày tỏ một thái độ. Từ giờ trở đi, bất luận sau này có chuyện gì xảy ra, tôi, Trương Thiên Dương và toàn bộ nhà họ Trương sẽ luôn đứng về phía cậu, cùng cậu đồng hành. Đây là canh bạc lớn thứ hai của Trương Thiên Dương sau lần ở nhà họ Hàn. Lần thứ nhất, trong lòng ông ta vẫn có chút tin tưởng, dù sao nhà họ Hàn chỉ ở Giang Bắc, cho dù Trần Đức có thất bại thì nhà họ Hàn cũng không thể đến thành phố Tần để tiêu diệt nhà họ Trương của ông ta được. Còn lần này so với lần trước thì khó đối phó hơn nhiều. Người đối mặt lần này thực sự có khả năng diệt sạch nhà họ Trương. Nhưng giữa nhà họ Tạ và Trần Đức, ông ta vẫn chọn Trần Đức. Nếu thắng cược thì một bước lên mây, thủ tiêu nhà họ Tạ. Nếu thua thì tan cửa nát nhà. Sự lựa chọn này không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm, sự can đảm, mà còn cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Có điều, thắng thua đã không còn quan trọng nữa. Nếu không có Trần Đức, Trương Thiên Dương đã chết từ lâu rồi, nếu không báo đáp ơn cứu mạng, đến giờ phút quan trọng nhất lại chạy trốn, vậy ông ta có còn là người không? Đúng, Trương Thiên Dương là một doanh nhân, mọi thứ nên dựa trên lợi ích. Nhưng, lần này ông ta không làm được. Một câu nói đơn giản. Giọng điệu mạnh mẽ vang lên, các ông trùm kinh doanh phía sau đều sửng sốt một hồi, sau đó trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Trương Thiên Dương điên rồi sao? Ông ta không biết Tạ Phương Kiệt và nhà họ Tạ mạnh cỡ nào à? Lão già này, năm 60 tuổi rồi mà vẫn thích đánh cược như vậy. Bọn họ tưởng Trương Thiên Dương sẽ đi thuyết phục Trần Bát Hoang, nhưng ai ngờ ông ta không những không thuyết phục được mà còn tự đưa mình vào cuộc, ai nấy cũng đều vô cùng tức giận. Trương Thiên Dương, lần đầu tiên gặp ông, tôi đã cảm thấy ông và tôi rất có duyên phận nên lúc đó mới ra tay cứu ông, hôm nay cuối cùng ông cũng không phụ lòng tôi, sự lựa chọn của ông khiến tôi rất vui. Trần Bát Hoang đã chinh chiến suốt 10 năm, trải qua sinh tử rất nhiều lần. Trương Thiên Dương không giống Trần Đức, anh chỉ có một mình, nhưng ông ta có gia đình vợ con, có một xí nghiệp lớn mạnh, vướng bận rất nhiều thứ. Trần Đức hiểu rõ đối phương quyết định đứng về phía anh đã có áp lực lớn đến nhường nào. Là trùm thế lực ngầm ở khu Nam thành phố Tần, Tiêu Mạn Y cũng hiểu được loại áp lực đó, cô ta liếc nhìn Trương Thiên Dương với ánh mắt khen ngợi. Cô ta thực sự không ngờ một doanh nhân lại đặt sự sống chết và lợi ích riêng sang một bên. Cậu chủ Trần, tính mạng của Trương Thiên Dương tôi đã là của cậu từ lâu rồi, giữa tôi và cậu cần gì phải nói những lời này. Trương Thiên Dương thất vọng cười, nhắc nhở thêm. Cậu không được lơ là khi đối phó với Tạ Phương Kiệt. Mặc dù tôi chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng hắn nhất định là rất mạnh. Tôi cũng rất muốn biết hắn mạnh cỡ nào, Trần Đức cười nhẹ, cầm bầu rượu lên uống hai ngụm, giọng nói khàn khàn đầy sát khí, tôi còn chờ hắn đến giết tôi, giết người quen biết tôi, giết hết tất cả những người liên quan đến tôi. Trương Thiên Dương im lặng không nói thêm lời nào, ông ta đã chọn phe cánh xong rồi. Vậy thì chuyện tiếp theo chỉ cần đứng về phía bên này là được. Tiêu Mạn Y tìm được chiếc ghế mây duy nhất trong cửa hàng quần áo, lấy ra đặt sau lưng Trần Đức, ngồi đi.
cảm ơn. Trần Đức nhàn nhạt đáp lại một câu, không chút khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ghế mây ở giữa quảng trường, Tiêu Mạn Y lấy ra một cái quạt giấy, đứng một bên nhẹ nhàng quạt cho Trần Đức. Động thái của Trần Đức có thể được xem là đang thực sự chờ đợi. Ngồi đợi Tạ Phương Kiệt đến. Thấy chùm thế lực ngầm ở khu Nam thành phố Tần, Ân Thập Nương trong lời đồn đang đứng bên cạnh quạt cho Trần Đức như một hầu gái. Nhiều người vừa bị sốc, ghen tị, lại vừa tức giận, hoang mang, lo lắng. Sự ghen tị đương nhiên là vì sắc đẹp và thân phận của Tiêu Mạn Y, có thể phục vụ Trần Đức như một người hầu gái, đứng bên cạnh quạt cho anh, còn luôn đứng về phía anh trong thời khắc quan trọng liên quan đến tính mạng. Trên thế giới này, có người đàn ông nào là không muốn có một người phụ nữ như vậy? Đồng thời, điều mà bọn họ lo lắng chính là sự áp lực, lo lắng và sợ hãi do Tạ Phương Kiệt mang lại. Đáng hận là, một đám người có máu mặt ở thành phố Tần không dám nhúc nhích, còn Trần Đức lúc này lại bắt đầu tán gẫu. Lần trước có một tên, hình như là em trai của Long Thiếu Hổ bị tôi giết. Tên Long Thiếu Hổ đó có đến tìm em không? Có tìm, Tiêu Mạn Y cười nhẹ, bảo em giao anh ra, nếu không sẽ thôn tính thị trường ở khu Nam của em. Sau đó thì sao? Anh nói xem, phải giao ai ra thì em cũng không thể giao anh ra được. Không phải sao, Tiêu Mạn Y vui vẻ cười đùa, dường như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đây. Khoảng thời gian này, đám thuộc hạ của em vẫn luôn giao tranh với khu Bắc. Em nên nói với anh sẽ giải quyết giúp em. Loại chuyện nhỏ nhặt này thì kinh động đến anh làm gì, Tiêu Mạn Y đổi giọng nói, có điều sau hôm nay, tên Long Thiếu Hổ kia sẽ không dám công kích khu Nam chỗ em nữa. Không chỉ vậy, nói không chừng còn bị em thôn tính luôn khu Bắc cũng có. Ồ, Trần Đức nghiêng đầu, sao lại thế? Anh nhìn tên đó đi, Tiêu Mạn Y ra hiệu cho Trần Đức nhìn về hướng các ông trùm kinh doanh đang tụ tập, nhìn vào đám đông, một người đàn ông thô kệch đeo dây chuyền vàng, trên mặt phải có xăm một con hổ. Tên đó chính là Long Thiếu Hổ, hôm nay nhìn thấy thần uy của anh, hắn còn dám làm phiền em sao? Trần Đức liếc nhìn Long Thiếu Hổ đứng trong đám người, sắc mặt Long Thiếu Hổ bỗng nhiên thay đổi, da đầu tê dại, sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Sợ đối phương sẽ ra tay. Được rồi, đối phó với một gã như vậy vất vả lắm nhỉ, Trần Đức thu ánh mắt lại, lười biếng hỏi. Những gì mà anh trai em đã để lại, em nhất định phải thay anh ấy bảo vệ chu toàn chứ, Tiêu Mạn Y nói. Trần Đức im lặng, lặng lẽ chờ Tạ Phương Kiệt. Ầm ầm ầm. 15 phút sau, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng động, tất cả mọi người bất giác đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Máy bay. Dưới tầng mây, một chiếc trực thăng màu đen nhanh chóng bay về phía bên này. Một phút sau nó đã bay đến đỉnh của quảng trường rồi dừng ở độ cao 20 mét. Sau đó, cửa máy bay mở ra. Tạ Phương Kiệt trong bộ Âu phục màu xanh lam, hai tay chắp sau lưng, đứng trên cao nhìn xuống, cuối cùng ánh mắt dán vào người Trần Đức. Có điều, ánh mắt này chỉ dừng lại trên người Trần Đức trong chốc lát, sau đó liền di chuyển về phía Tiêu Mạn Y, Tống Ngữ Yên và Lâm Giao. Đôi mắt kia cực kỳ kiêu ngạo, lóe lên sự mãnh liệt, tham lam và dục vọng chiếm hữu không chút che giấu. Ở cửa máy bay, một chiếc thang được thả xuống. Phía sau Tạ Phương Kiệt, Tạ Cường Đông cẩn thận trèo xuống từ thang mây, sau khi tiếp đất an toàn, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa xuống máy bay, ông ta liền nhìn thấy chiếc Porsche bị hỏng, cùng với thi thể của Tạ Dư Ba, Tạ Lan, Độc Nhãn Tiết và những võ giả đó. Ông ta đã lớn tuổi rồi. Cả người không nhịn được run lên, đôi mắt già nua đầy đau thương, căm hận và sát khí. Có điều, ông ta không khóc. Cũng không nhìn thêm một lần nào nữa. Chỉ cần Tạ Phương Kiệt vẫn còn, con trai và con gái của ông ta đều không quan trọng. Con của ông ta có thể chết, nhưng Tạ Phương Kiệt tuyệt đối không thể có sơ suất. Đứng dưới thang mây, Tạ Cường Đông vô cùng kính cẩn nói, cậu chủ Tạ, mời cậu đi xuống, nhất định phải báo thù cho con trai. Con gái và người của tôi. Nói xong, ông ta cúi đầu 90 độ với chiếc trực thăng. Ha ha, ở trên cao, Tạ Phương Kiệt mỉm cười tự tin. Ngay lập tức, trước mặt mọi người, anh ta sải bước đi tới. Đột nhiên, từ cửa máy bay nhảy xuống. Không sai. Anh ta không thèm đi thang, mà trực tiếp nhảy xuống từ độ cao 20 mét. Rầm. Một tiếng động lớn phát ra, cả mặt đất đột nhiên rung lên. Bóng dáng Tạ Phương Kiệt tiếp đất rất vững vàng với một tư thế cực kỳ đẹp trai. Dưới chân anh ta, sàn đá nứt toác, lấy anh ta làm trung tâm, khe hở nứt ra như mạng nhện.
Cảnh tượng này thật sự là quá chấn động. Những ông trùm kinh doanh, Phú Nhị Đại và nhân vật có tiếng đang đứng ở đây đều sững sờ, há hốc mồm miệng nhìn chằm chằm Tạ Phương Kiệt, hai chân bọn họ run lên, như muốn quỳ xuống đầu hàng dưới chân anh ta. Nhảy xuống từ độ cao 20 mét nhưng lại bình an vô sự. Đây, là người sao? Không phải người, chắc chắn không phải là con người. Một số người không biết đến sự tồn tại của võ giả đã bị sốc đến mức không thể sốc hơn, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tạ Phương Kiệt như thể gặp phải ma quỷ, mí mắt, hai má giật giật liên tục. Không gian dường như đông cứng lại, chỉ còn lại tiếng cánh quạt bay lơ lửng trên bầu trời. Khí thế của Tạ Phương Kiệt quá mạnh, sau khi tiếp đất, anh ta rất hài lòng với những biểu hiện kinh ngạc, sợ hãi hay không dám tin của đám người xung quanh, vẻ mặt kiêu ngạo tự tin. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười khinh thường của vương giả đối với người thường. Anh ta trông giống như một học giả. Nhưng, trên người anh ta lại hoàn toàn toát ra vẻ cao cao tại thượng, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm được nắm trong tay, nhưng mũi kiếm đã kéo lê trên mặt đất. Trên người anh ta còn toát ra một loại tà khí cực kỳ mãnh liệt, loại tà khí đó chỉ có một cách mới có thể có được. Giết người. Giết rất nhiều người. Sát khí nồng nặc trái ngược hẳn với hình tượng của Tạ Phương Kiệt, anh ta đứng ở nơi đó, khí thế cao cao tại thượng kia khiến mấy người có tố chất thấp không chịu nổi, ngồi bệt xuống đất run bần bật. Bọn họ chưa từng nhìn thấy người nào đáng sợ như vậy. Chỉ với khí thế đó đã khiến bọn họ không thể chịu nổi. Trước khi Tạ Phương Kiệt xuất hiện, đám người này e là không tin trên đời lại có người như vậy. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu tại sao nhà họ Tạ lại mạnh mẽ và kiêu ngạo đến thế. À, một bọn kiến hôi. Tạ Phương Kiệt liếc nhìn đám đông, nhìn lướt qua nào là doanh nhân tinh anh, nào là cô chiêu cậu ấm, ánh mắt khinh thường và giễu cợt hoàn toàn không thèm che giấu chút nào. Sau đó, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Đức. Trần Đức vẫn trước sau như một. Vẫn ngồi trên ghế, thần thái không thay đổi, động tác không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, càng không có ý đứng dậy. Mày cũng ngông lắm, Tạ Phương Kiệt nhìn Trần Đức chằm chằm, mở miệng nói giọng trịch thượng, không giấu vẻ khinh khỉnh. Tạ Phương Kiệt tao rất thích đụng độ những kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, không biết sợ như bọn mày, để rồi bị tao dậy như dậy chó, đến khi nào bọn mày khuất phục, đến khi nào bọn mày thấy tao như chó thấy chủ nhân, phục phục dưới chân tao. Vẫy đuôi nghe tao ra lệnh. Hắn vẫn nhìn Trần Đức chăm chú, con người lạnh như băng giá, tựa hồ có thể ném người ta xuống cái đầm sâu không thấy đáy, lạnh lẽo cùng cực đó, khiến cho Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Tống Ngữ Hiên và Lâm Giao không chịu nổi phải lùi về phía sau một bước. Lâm Giao, anh muốn em đi theo anh, làm đào nhí của anh, vậy mà em hết lần này tới lần khác thoái thác, em làm anh đau lòng chết đi được, nhưng mà, anh cũng cảm ơn em, nhờ em mà anh gặp được hai người đẹp này. Tạ Phương Kiệt đảo mắt sang Tống Ngữ Yên và Tiêu Mạn Y, liếm môi thèm khát, trước đây hắn không hề biết thành phố Tần lại có người đẹp đến như vậy. Mày, Trần Bát Hoang. Bỗng dưng Tạ Phương Kiệt vung tay lên, chỉ tay vào mặt Trần Đức, mày chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, quỳ xuống, dâng ba người đẹp bên cạnh mày cho tao, may ra tao đây còn có thể cho mày chết sung sướng. Thứ hai, trước mặt mày, tao sẽ đích thân thuần phục ba con ả này. Sau đó, để cho mày tận mắt nhìn ba con ả này quỳ dưới người tao, cho mày nhục nhã đến chết. Chữ cuối cùng vừa buông xuống, thanh kiếm trong tay Tạ Phương Kiệt bỗng dưng cắm phập xuống đất. Phập! Trong nháy mắt, thanh kiếm cắm ngập nửa thân vào nền đất, không khác gì vừa đâm xuống miếng đậu phụ. Bốn phía chung quanh ai nấy ngu người. Nên nhớ, bên dưới nền ngoài bê tông còn có cả cốt thép nữa. Nói tóm lại, nhát kiếm vừa rồi đâm xuống sâu như thế. Cũng có nghĩa là nó chặt đứt cả bê tông cốt thép bên dưới. Thanh gươm này sắc bén đến cỡ nào? Ngay cả đạn cũng chưa chắc có thể chui sâu vào dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là, thoạt nhìn, Tạ Phương Kiệt hoàn toàn không tốn chút sức lực, động tác, thân sắc của hắn, tất cả đều vô cùng dễ dàng, suôn sẻ, từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ ngạo nghễ, trịch thượng khiến người ta ghét cay ghét đắng nhưng không cách nào chống lại được. Từ khi xuất hiện đến giờ, hắn đã thị uy hai lần. Lần sau ghê gớm, kinh khủng hơn lần trước, đánh thẳng vào tâm lý mỗi người. Giờ phút này, không mấy ai ở đây là không sợ hãi, bọn họ sợ đến nỗi tim đập bình bịch, lưỡi như bị rút lại, một câu, không, một chữ cũng không nói nổi, chỉ dán mắt nhìn chân chân vào con người đáng sợ trước mặt. Trên quảng trường, bầu không khí càng trở nên quái gở, lạnh lẽo,
hệt như đáy vực, chỉ có áp lực vô cùng tận, hoàn toàn không ai dám lên tiếng. Cái tên này, đầu óc mày bị chập cheng à? Nói đúng hơn, bộ mày bị thiểu năng hả? Đúng lúc này, Trần Đức mở miệng nói, hệt như tảng đá đột ngột rơi xuống hồ nước, oành một tiếng, lập tức nước bắn lên, sóng nước như những đóa hoa không ngừng nở rộ, lan khắp mặt hồ. Mày cũng gan đấy, lát nữa tao mong mày vẫn giữ được thái độ vừa rồi, Tạ Phương Kiệt sửng sốt, sau đó khuôn mặt cũng coi như tuấn tú trở nên vặn vẹo xấu xí, bàn tay phải ngay lập tức nắm lấy chuôi kiếm rút lên, hai tròng mắt đỏ vằn sát ý, bước chân thoáng nhúc nhích. Hắn lê kiếm đi về phía Trần Đức, mũi kiếm ma sát với mặt đất, tóe ra những tia lửa chói mắt, bước chân hắn như thể vạn quân đồng hành, mỗi bước đi đều khiến đất đá nát vụn, khí thế như hắc hải điên cuồng gầm thét, sóng dữ cuộn trào, sát ý vô biên. Xẹt xẹt, tiếng ma sát của mũi kiếm với mặt đất vang lên ken két muốn thủng màng nhĩ, tựa hồ khiến người ta văng não ra ngoài, chỉ cần nghe một chút đã có người đau muốn nứt đầu, khó chịu cực kỳ. Quá mạnh, vô cùng vô cùng vô cùng mạnh. Hắn còn chưa đến gần, bốn người Tiêu Mạn Y, Trương Thiên Dương, Tống Ngư Yên và Lâm Giao ai nấy đều tái mét, dường như bọn họ đang nhìn thấy một tên sát thần đang kéo lê kiếm bước về phía mình. Họ chưa bao giờ thấy người nào mạnh như vậy, chỉ khí thế hắn tỏa ra cũng đủ gây sức ép khiến họ không thể thở nổi. Giết nó, đôi mắt Tạ Cường Đông lóe lên vừa hưng phấn, vừa kích thích, đôi đồng tử đỏ ngầu, nội tâm ông ta như có con sư tử đang gào thét muốn sổ tung. Trương Thiên Dương đứng sau lưng Trần Đức, cảm nhận được sát ý mãnh liệt đang xông đến, trong lòng xoắn vặn dày vò, ông ta già rồi, cùng lắm bị nghiền chết thôi, thế nhưng khí thế này thật quá đáng sợ. Thế nhưng, ông ta liếc sang chỗ Trần Đức, rồi sợ hãi phát hiện, dưới áp lực thị giác kinh khủng và khí thế áp đảo đó, Trần Đức vẫn ngồi yên trên ghế, thân sắc thản nhiên, trong ánh mắt ngoại trừ một chút phản ứng ngạc nhiên ra thì không hề có biểu hiện gì khác, cứ thế lặng lặng ngồi. Mặc cho Tạ Phương Kiệt đến gần. Thậm chí ngay cả ý muốn đứng lên cũng không có. Dám làm nhục tao như vậy, mày chết ngay đi cho tao. Sau vài giây, Tạ Phương Kiệt đã đến trước mặt Trần Đức, thanh kiếm đang kéo lê trong tay chợt giơ lên, hắn dùng nó như một thanh đao bổ thẳng xuống đầu Trần Đức. Rõ ràng chỉ là thanh kiếm mảnh mai, thuôn dài, lúc này lại giống một thanh đao nặng trịch, hệt như ngọn núi rơi xuống, lưỡi dao rạch vào không khí vang lên xoèn xoẹt rợn người. Một luồng linh khí điên cuồng xoay tròn chung quanh thân kiếm, cuốn theo năng lượng cực đại, ầm ầm chém xuống. Ha 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 Tạ Phương Kiệt, tao còn tưởng mày mạnh cỡ nào cơ, xem ra cũng chẳng có gì nổi bật, tự nhiên tao nghĩ, tao ngồi đây chờ mày đúng là lãng phí thời giờ quý giá. Lúc này, Trần Đức không chỉ không né, ngược lại còn lạnh nhạt phun ra một câu đùa cợt, đồng thời anh giơ một bàn tay lên, vung về phía trước mặt, một đường thẳng tắp, chính diện. Cái gì? Không. Chỉ trong nháy mắt, Trương Thiên Dương, Tống Ngữ Yên, Lâm Giao, Tiêu Mạn Y đứng gần nhất sắc mặt tái dại, đầu óc đặc quánh như hồ, đôi mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh hoàng tột độ. Đó là thanh kiếm hàng thật giá giật chém sắt như chém bùn. Không ai dám tin, cũng không ai ngờ nổi, rằng Trần Đức lại dùng tay, tung một chưởng trực diện nghênh tiếp. Điều quan trọng nhất chính là, Tạ Phương Kiệt đứng, đã vậy còn đang chạy tốc độ cao. Cộng với ưu thế vượt trội và lực quán tính, lại còn dốc toàn lực vào chiêu kiếm này. Trần Đức thì sao? Anh ngồi trên ghế, theo lý mà nói, anh không thể triển toàn bộ thực lực, hơn nữa, lấy thấp chống cao, trở lực rất lớn. Trường đấu với kiếm, thấp chống với cao, trở lực đánh với quán tính, chuẩn bị kỹ càng đối với gấp gáp vội vàng. Đủ các nhân tố bất lợi. Cứ như thế mà đón một kiếm. Cho dù thực lực của anh có mạnh đến đâu đi nữa. Cho dù trước đó một kiếm của Độc Nhãn Tiết không chạm nổi vào giữa chân mày của anh, thì lần này anh cũng khó lòng đương đầu nổi. Vì sao không né? Vì sao không rút dao găm ra đánh trả? Cho dù không có dao găm thì chỉ cần một cú đá cao đá văng chiêu kiếm này cũng được mà. Rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, vì sao Trần Đức cứ thích chọn chiêu đơn giản nhất, chí mạng nhất, ít khả năng đối kháng thành công nhất để tiếp đòn của Tạ Phương Kiệt? Anh, điên rồi à? Mắt thấy mũi dao sắp đâm xuyên qua lòng bàn tay, mặt Tạ Phương Kiệt lộ ra vẻ tàn nhẫn và khát máu, dám dùng chưởng để đấu với kiếm của hắn, đây đâu phải hành vi của kẻ điên. Mà là kẻ ngu, thậm chí có thể nói là thiểu năng trí tuệ. Tạ Phương Kiệt hắn giỏi nhất là luyện kiếm, từ hồi 3 tuổi hắn đã bắt đầu dùng kiếm, nói thế nào nhỉ? Cho đến bây giờ, trong số những người hắn từng gặp, chưa có ai hiểu kiếm hơn hắn.
thanh kiếm trong tay hắn đây chính là nhờ sư phụ hắn, Vân Huyền Thương Không, huy động thợ rèn kiếm giỏi nhất của nhà họ Vân, dùng loại sắt thép đặc biệt để chế tạo, uy lực của nó gần như vô hạn, có thể nói đã tiến rất gần đến bậc linh khí. Bắt đầu từ năm 8 tuổi, hắn đã sử dụng thanh kiếm này, sư phụ Vân Huyền Thương Không của hắn là cường giả đứng thứ nhì của nhà họ Vân, thế gia lâu đời của Hoa Hạ, một trong những cao thủ dùng kiếm đệ nhất. Được ông ta dạy dỗ, cùng với thanh kiếm mạnh mẽ dẻo dai, cộng thêm bản thân hắn có tư chất vô cùng hùng mạnh, chỉ cần là người có quen biết hắn, hiểu về hắn, nghe danh hắn, bất kể là ai cũng sẽ không chọn cách đối đầu trực diện với kiếm của hắn. Càng khỏi nói tới phương pháp vừa buồn cười, vừa ngu xuẩn là dùng tay không trực diện tiếp chiêu. Đây đúng là, không phải muốn chết thì là chán sống. Thế nào là chán sống? Là tự dâng mình lên đoạn đầu đài. Tạ Phương Kiệt cười khinh bỉ, hắn quyết định sẽ làm hài lòng người trước mắt, đánh chết bằng một nhát kiếm, cho nên trong phút chốc hắn vận thêm sức mạnh vào, với lực đạo lớn nhất, mạnh nhất, tàn bạo nhất bổ thanh kiếm xuống. Quỳnh! Chỉ trong một giây, trường và kiếm va chạm nhau dữ dội. Tức thì, hệt như ngọn núi lớn ngàn cân nện xuống, tựa hồ trên 9 tầng mây rơi ầm ầm xuống đất, tiếng động đinh tai nhức óc, xé thủng màng nhĩ. Sức mạnh cực kỳ lớn tác dụng vào, hệt như đại hồng thủy phá tan đập ngăn nước, nước tuôn xối xả băng băng qua con đập nhỏ bé, áp lực mạnh đến nỗi không khí chung quanh cũng biến đổi, cảm giác run rẩy sợ hãi ngập tràn. Năng lượng mạnh mẽ trong cơn va chạm giữa cả hai tràn ngược ra ngoài, ba cô gái ăn mặc mong manh bị luồng khí này hất tung cả quần áo. Bụp bụp, cách đó không xa, đám đông cũng bị ảnh hưởng, kính mắt của một số người nổ tung vang lên tiếng lụp bụp, họ bưng mắt kêu lên thảm thiết, viền mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, trên người Trần Đức, tà áo dài bay phần phật, như bị cuồng phong hất lên, cái ghế mây anh ngồi cũng nứt ra răng rắc do phải chống chịu sức mạnh quá lớn, tựa hồ sẽ gãy nát bất cứ lúc nào, tuy nhiên, dường như chúng được một sức mạnh nào đó chống đỡ, muốn gãy cũng không gãy được, bốn chân ghế mây rầm rập nện xuống sàn. Keng! Tạ Phương Kiệt biến sắc, kiếm trong tay hắn run rẩy từng hồi, hệt như con cái giãy giụa trong lòng bàn tay, hắn giảm bớt rất nhiều lực lên tay mới ổn định trở lại, nhưng cánh tay của hắn hoàn toàn tê dại, gần như nhũn ra. Chân hắn phải lùi về sau một bước. Chỉ một bước thôi, cũng đủ phân cao thấp, khiến cho người khắp bốn phía đều như nhìn thấy ma quỷ, họ nhìn Trần Bát Hoang yên vị trên ghế, ánh mắt hoảng sợ, hồn vía lên mây. Tay không chặn trường kiếm. Không những không bị thương, mà còn hất ngược Tạ Phương Kiệt phải lùi về một bước. Một bước này, có lẽ chẳng có gì đáng kể. Nhưng lại đánh vào thị giác, linh hồn, tinh thần của hết thảy mọi người, không khác gì đứa trẻ 8 tuổi tay không quật ngã tên đồ vật nặng hàng trăm ký lô xuống đất. Đầu óc mọi người xung quanh kêu ong ong, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, con người như muốn lọt khỏi tròng. Mẹ nó, hai người này còn là người sao? Chuyện này chắc chắn không ai có thể làm được. Đặc biệt, Trần Bát Hoang còn, dùng cơ thể, hơn nữa còn là bàn tay yếu ớt trực tiếp đỡ một kiếm kia. Dưới đủ loại điều kiện bất lợi như vậy mà lại chẳng hề xây sát dù là một cọng tóc. Đã thế, anh vẫn vững vàng ngồi trên chiếc ghế mây. Sàn nhà dưới bốn chân ghế đã vỡ nát và bốn chân ghế mây cũng lún xuống. Với tư duy của người bình thường thì đây là điều không thể nào xảy ra. Xong. Lại cố tình xuất hiện ở trước mặt. Giống như đang châm chọc, móc mỉa mấy ông trùm kinh doanh và Tạ Cường Đông cách đó không xa. Vẻ mặt ông ta gần như điên cuồng, vặn vẹo dữ tợn. Mày, khiến tao bất ngờ đấy, có thể đỡ được một kiếm của tao luôn. Đây là lần đầu tao gặp được đối thủ mạnh như vậy, nhưng Tạ Phương Kiệt cũng không sợ, trên mặt còn lộ ra vẻ phấn khích đầy kích động. Đúng thế, là phấn khích và kích động. Tạ Phương Kiệt dùng kiếm không chém đứt được tay Trần Đức. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ phấn khích và kích động không nên có. Vì hắn có hai sở thích, một là phụ nữ, hai là thách đấu. Tạ Phương Kiệt thích thách đấu với kẻ mạnh để vừa tăng lên thực lực của bản thân, sau đó giẫm họ dưới chân như những con chó. Có thể dùng tay đỡ được một kiếm của tao thì mày là người đầu tiên đó. Đáng tiếc, ở trước mặt cao thủ ngưng khí đỉnh phong như tao, mày chỉ là một con kiến. Cùng lắm cũng chỉ to hơn đám kiến gọi là võ giả tông sư chút thôi. Trần Bát Hoang, mày, có thể chết được rồi. Hắn vừa nói xong lại là một kiếm ập tới. Lần này không chém, mà là đâm. Ai cũng biết, cách dùng kiếm tốt nhất không phải là chém, chém là đòn tấn công của đao hoặc búa. Mà kiếm,
muốn có lực sát thương mạnh nhất, chính là đâm. Thanh kiếm dài như một con rết, dùng một tư thế kỳ lạ rít gào đâm tới. Rõ ràng có thể thấy được không khí xung quanh thân kiếm cũng bắt đầu dao động, vì sức mạnh, tốc độ của một kiếm kia đã sinh ra một cơn gió xoáy quỷ dị, phát ra tiếng ù ù, cực kỳ đáng sợ. Ngưng khí. Trần Đức ngẩn ra, đây là lần đầu anh nghe thấy có người dùng cách thức như anh để tính toán cảnh giới của võ giả. Có điều, Trần Đức chỉ hơi ngẩn ra chút, sau đó cười ha ha nói, tao, thật sự sẽ chết. Giờ đây, khi đối mặt với một kiếm này, anh cũng không ngồi tiếp mà đứng dậy. Khi Trần Đức đứng dậy, chiếc ghế mây dưới mông như mất đi sức mạnh chống đỡ nó, lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh, rơi xuống sàn. Cùng lúc đó, một kiếm kia đã rít gào đâm tới trước mặt và chỉ thẳng vào cổ họng anh. Dù là độ chính xác, sức mạnh, tốc độ hay linh khí quanh thân kiếm thì nó cũng mạnh hơn một chém hồi nãy rất nhiều. Thanh kiếm ấy như là sử dụng kỹ xảo quay chụp, lập tức đã đâm tới trước mặt. Thế nhưng, giây tiếp theo, một kiếm đáng sợ ấy lại khựng lại trước cổ họng Trần Đức. Chỉ thấy anh giơ một tay lên, nắm lấy thân kiếm. Đúng vậy, là nắm lấy thân kiếm. Mũi kiếm kia chỉ cách cổ họng anh chưa đến 1 cm, chỉ cần đâm tới một xíu nữa thôi là có thể đâm thẳng vào. Đáng tiếc, bất kể là Tạ Phương Kiệt dùng sức thế nào thì vẫn không thể đâm tới được. Trần Bát Hoang tao liều thế đấy, hơn nữa sau này còn dám. Trần Đức nắm kiếm, nhìn Tạ Phương Kiệt mặt mày trắng bệch, chậm rãi nói. Có điều tiếc là mày sắp xong đời rồi. Trong lúc nói chuyện, Trần Đức giơ chân lên, đá một phát vào bộ phận quan trọng nhất của đàn ông. Không, Tạ Phương Kiệt thấy Trần Đức đá vào chỗ kia thì vẻ mặt chợt thay đổi hẳn. Hắn không chút suy nghĩ thả tay ra, dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại. Xong, dù hắn đã lùi lại thì cũng chỉ bảo vệ cho của quý của mình không bị thương thôi, bắp đùi vẫn bị đá trúng. Giờ nơi đó đã lún xuống, bị thương nặng. Trốn lẹ đấy chứ. Trần Đức cầm kiếm, giẫm một phát gãy đôi, rồi đi về phía Tạ Phương Kiệt. Từ đầu đến cuối, trên mặt của anh đều bình tĩnh, lạnh nhạt như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Không thể nào. Tạ Phương Kiệt không thể tin nổi, một người có cảnh giới ngưng khí đỉnh phong như hắn, thực lực đã có thể sánh bằng cao thủ cảnh giới tông sư ngoài đời. Dù là mấy lão già sống cả mấy chục năm cũng không thể đỡ nổi một kiếm của mình. Mà ban nãy, Trần Bát Hoang chỉ dùng một tay đã đỡ được một kiếm của hắn. Quan trọng nhất là, lòng bàn tay của anh ta chỉ xuất hiện một vệt đỏ, còn đâu lại không có một vết thương chân chính nào. Lẽ nào, anh ta còn mạnh hơn mình ư? Ngoài đời không thể nào có một thanh niên mạnh như vậy được. Chỉ vài giây, Trần Đức đã đi tới trước mặt hắn. Rõ ràng có thể thấy được trong tay anh có một con dao găm hết sức bình thường. Dưới ánh nắng chiều, thân dao ánh lên vùng trời xanh thẳm, trông khá là đẹp mắt. Trần Bát Hoang, đúng là mày rất mạnh, có thể dồn tao đến mức này thì mày thật sự rất giỏi, đủ để kiêu ngạo. Tạ Phương Kiệt cố gắng chống cẳng chân, khó khăn đứng lên. Hắn lấy một cái bình nhỏ trên người ra, đổ một viên thuốc rồi bỏ vào miệng, nhai nhai vài cái, sau đó nuốt xuống. Thực ra, Tạ Phương Kiệt hoàn toàn không muốn ăn nó một chút nào. Loại đan dược này giống như thuốc kích thích ngoài đời, có thể giúp thực lực người ta tăng lên một cấp trong thời gian ngắn. Mà tác dụng phụ của nó cũng rất lớn, một khi hết thuốc thì trong vòng một tháng tới cường độ cơ thể, tinh thần của hắn sẽ cực kỳ mệt mỏi. Thậm chí còn không thể làm tình với phụ nữ. Nhưng, hắn đã không còn cách nào. Nếu không ăn thì chờ hắn chỉ có thua. Mà Tạ Phương Kiệt lại không cho phép mình thua. Càng không thể thua trong tay một võ giả ngoài đời, vậy thì sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn chúng người phụ nữ kia. Ở trước mặt người phụ nữ mình thích thì sao có thể thua. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh. Vừa nuốt xuống chưa đến một phút, Tạ Phương Kiệt đã cảm giác được một luồng sức mạnh nóng rực như vô cùng vô tận để hắn tiêu xài dâng lên trong cơ thể. Đây là cảnh giới vận khí sao? So với trước thì mạnh hơn rất nhiều, Tạ Phương Kiệt trầm giọng nói, cảm giác được sức mạnh trong cơ thể, ánh mắt lộ ra vẻ phấn khích, chủ động giơ lên nắm tay. Có hai điều mà Tạ Phương Kiệt đắc ý nhất, đầu tiên là kiếm của hắn, sau đó là nắm tay. Cùng một cảnh giới, nhưng hắn có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn người khác một nửa. Thường một quyền của võ giả cảnh giới vận khí có sức mạnh khoảng 1.000 kg, mà hắn lại có thể đấm ra 2.000 kg. Đây là thiên phú của hắn, cũng là một trong những lý do Tạ Phương Kiệt được Vân Huyền Thương không nhận làm đệ tử.
Vèo. Nắm đấm của hắn xẹt qua không khí như một tảng đá lớn bay thẳng về phía Trần Đức. Sức mạnh của một quyền ấy không ngừng cô đọng lại ở giữa không trung, chỉ trong thời gian ngắn đã đạt tới đỉnh. Rõ ràng chỉ là một quyền, nhưng lại như một cây búa khổng lồ rít gào bổ thẳng về phía Trần Đức. Hầu như không ai có thể nhìn thẳng vào sức mạnh kinh khủng đó. Chẳng mấy chốc, một quyền ấy chỉ còn cách Trần Đức không tới nửa mét. Đúng lúc này, Trần Đức cất con dao găm trong tay đi, cũng giơ tay lên, bước tới trước, đấm thẳng vào nắm tay của Tạ Phương Kiệt. Đấu quyền với tao, Trần Bát Hoang, mày chán sống hả? Tạ Phương Kiệt cười gằn, hắn không ngờ Trần Đức lại kiêu ngạo như thế, chẳng thèm dùng thanh kiếm của hắn và dao găm của bản thân, mà lại đấu quyền với mình. Hắn vừa nói xong, hai nắm tay đã đấm vào nhau, không trung như có một vụ nổ mạnh. Sau đó, một cảnh tượng đáng sợ lập tức xuất hiện. Bịch, bịch, bịch. Dưới nắm đấm của Trần Đức, Tạ Phương Kiệt liên tục lùi lại cả vài chục bước. Mà lúc này, tay của hắn lại run lẩy bẩy. Rõ ràng có thể thấy được nắm tay của hắn đã nứt toạc, máu thịt, xương cốt như bị nghiền nát, hoàn toàn biến hình. Da chóc thịt bong, máu tươi bầy nhầy, cốt cách trắng bóc lộ ra trước mắt mọi người. Á! Tạ Phương Kiệt phát ra một tiếng hét thảm như heo bị chọc tiết, ôm lấy bàn tay của mình, toát mồ hôi lạnh. Trong mắt hằn lên vẻ dữ tợn, đau đớn hét lên điếc cả tai. Chẳng phải nói muốn tao chết sao? Nào, tới nào! Chỉ thoáng chốc, Trần Đức đã đuổi theo, giơ tay đấm ra một quyền về phía đầu của Tạ Phương Kiệt. Tạ Phương Kiệt giật mình hoảng sợ, muốn né đi, nhưng tốc độ của một quyền đó quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp né. Thế nên, hắn chỉ có thể giơ bàn tay còn lại lên, dằn nỗi sợ hãi xuống, đón đỡ. Chẳng hề bất ngờ, Tạ Phương Kiệt lại lùi ra sau, bàn tay kia cũng ra chóc thịt bong, máu me nhảy nhụa, trông vô cùng thê thảm. Sau đó, trong tay Trần Đức chợt xuất hiện một con dao găm, dùng một tốc độ và góc độ quỷ dị, lóe lên vẻ sắc lạnh đâm vào cổ Tạ Phương Kiệt. Thoáng chốc, phụt, một tiếng bắn máu vang lên, con dao găm bình thường kia đã đâm vào cổ Tạ Phương Kiệt, máu phun ra, nhiễm đỏ cả cổ hắn. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Có điều, nó cũng không có giết chết hắn. Thủ đoạn của Trần Đức cực kỳ quỷ dị và xảo diệu, rõ ràng mũi dao đã đâm vào cổ, nhưng lại không tổn hại đến mạch máu và dây thần kinh chí mạng của Tạ Phương Kiệt. Đương nhiên, nếu Trần Đức muốn thì chỉ cần tùy tiện nhúc nhích lưỡi dao là đã có thể lập tức lấy mạng hắn. Trong đôi mắt của Tạ Phương Kiệt tràn ngập nét hoảng sợ, kinh khủng. Lúc này, khi đối mặt với Trần Bát Hoang, hắn đã cảm giác được sự đe dọa của cái chết. Tuy hắn biết trước mắt vẫn chưa chết, nhưng hắn dám khẳng định, thanh niên kia chắc chắn có thể giết chết mình. Đến tận giờ mà hắn vẫn không tài nào tin nổi, một võ giả ngoài đời lại mạnh như vậy. Ngay cả khi hắn dùng thuốc tăng lên thực lực thành cao thủ vận khí thì vẫn không phải đối thủ của anh ta. Chuyện này, đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của hắn về thế giới ngoài kia. Muốn sống không, Trần Đức nhìn hắn, bình tĩnh lạnh lùng hỏi. Mày, muốn sao, Tạ Phương Kiệt run rẩy hỏi một cách hết sức dè dặt. Hắn sợ nếu dùng sức thì con dao trên cổ sẽ lấy đi tính mạng của mình. Quỳ xuống, nhận thua, Trần Đức nhìn hắn, nói với giọng không chút dao động. Vẻ mặt Tạ Phương Kiệt không còn chút máu, ngay cả bờ môi đỏ hồng cũng trắng bệch, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Đức. Khóe miệng hắn run rẩy, đôi bàn tay biến hình không ra hình thù, không ngừng nhỏ máu. Trong con ngươi tràn ngập sự không cam. Từ nhỏ đến lớn, Tạ Phương Kiệt vẫn luôn hết sức kiêu ngạo. Từ khi hiểu chuyện, hắn đã được Vân Huyền Thương Không huấn luyện. Năm 16 tuổi, chính thức bước vào con đường võ giả. Đến nay là 23 tuổi, chỉ trong vòng 7 năm đã xông thẳng đến ngưng khí đỉnh phong. Thực lực kia đã đủ để hắn kiêu ngạo, rũ mắt nhìn xuống người khác, hưởng thụ tự do, phú quý, quyền lợi. Dù là trong thế hệ trẻ của các gia tộc lánh đời, thực lực đó cũng cực kỳ giỏi, có thể lọt vào vị trí thứ 47 trong bảng xếp hạng Ngọa Long. Đừng thấy vị trí thứ 47 kia rất thấp, phải biết rằng, trong thế hệ trẻ của các gia tộc lánh đời, ít nhất phải có 700-800 người. Hơn nữa, người được chọn từ ngoài đời như hắn chắc phải có hơn 1.000, thậm chí là 2-3.000. Mà bảng xếp hạng Ngọa Long chỉ tập hợp những người dưới 30 tuổi có thực lực lọt top 50. Cả nhà họ Vân, tính cả hắn thì có thể lọt vào bảng cũng chỉ có 3 người. Thế nên, dù hắn không phải con cháu dòng chính của nhà họ Vân, nhưng vẫn có vốn liếng để kiêu ngạo, tự tin, đàn áp đa số người. Xong,
lúc này khi đối mặt với Trần Bát Hoang một võ giả ngoài đời, lại không thể nào đánh trả và nói ra bất cứ một câu phản đối hay từ chối nào. Sao, không muốn hả? Trần Đức thấy hắn mãi không nói gì bèn hỏi lại, cùng lúc đó, con dao trong tay cũng khẽ đâm vào một chút. Thoáng chốc, Tạ Phương Kiệt bỗng toát mồ hôi lạnh, một cảm giác cái chết đang gần kề chợt ập tới khiến hắn sợ tới mức run lên. Sau đó, hét khàn cả giọng, đừng, tao quỳ. Con dao của Trần Đức lập tức dừng lại. Bịch. Sau đó, Tạ Phương Kiệt quỳ sụp xuống, một người kiêu ngạo như hắn lại quỳ xuống trước mắt của mấy chục ông trùm kinh doanh ở thành phố Tần, giống như một người bình thường quỳ xuống trước mặt Trần Đức, quả thật là hết sức chấn động. Điền Ngưu, Long Thiếu Hổ và mấy chục ông lớn trong đủ mọi ngành nghề cách đó không xa lập tức thở hổn hển, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Lôi Long, Tôn Nhạc Dương và một đám người từng có xích mích với Trần Đức đều sụp đổ, choáng váng, suýt ngất, không tài nào tin nổi vào những gì mình thấy. Đặc biệt là mấy người đứng trong top đầu bảng xếp hạng tỷ phú và đám chủ tịch, chẳng có câu nào có thể miêu tả được tâm trạng của họ lúc này. Bọn họ chỉ là người đứng xem, nhưng nỗi sợ hãi và thảng thốt cũng không ít hơn Tạ Phương Kiệt là bao. Gương mặt cả đám đều như màu đất, mí mắt, bờ môi, tay chân không ngừng run rẩy. Trong đôi mắt của Tiêu Mạn Y, Lâm Giao, Tống Ngữ Yên cũng lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Ba cô biết Trần Đức rất mạnh, nhưng không ngờ lại, mạnh đến nỗi ngay cả Tạ Phương Kiệt cũng chẳng thể làm gì được anh. Trong lòng Trương Thiên Dương dậy sóng, kích động, phấn khích không thôi trước kết quả trước mắt. Đối với ông ta thì chuyện này khiến mình có lòng tin và kính trọng Trần Bát Hoang hơn. Tao nói, quỳ xuống và hát bài ca chinh phục. Trần Đức rũ mắt nhìn Tạ Phương Kiệt nói với giọng đầy lạnh nhạt và hờ hững khiến cả người hắn run lên. Hắn không muốn hát, cũng không bằng lòng làm vậy. Song, đối mặt với một kẻ tàn nhẫn như Trần Bát Hoang, hắn không dám không hát. Mãi một lúc sau, cổ họng tràn đầy máu tươi mới khó khăn, cay đắng, không cam, run rẩy hát lên. Cuối cùng tôi cũng tìm được một cách phân ra thắng bại. Cái giá của kẻ thua là tan xương nát thịt. Trong vẻ ngoài khỏe khoắn là nỗi lòng chồng chất vết thương. Một kẻ ngang bướng như tôi là tù binh của trận chiến này. Cứ thế bị anh chinh phục, chặn đứng mọi đường lui, tâm trạng của tôi chắc chắn, quyết định của tôi là sai lầm, cứ thế bị anh chinh phục. Từng câu ca từ vang lên trên quảng trường, tiếng hát cũng không hay, thậm chí là nức nở, thanh nhạc sai bét nhè. Nhưng, không ai có mặt ở đây dám cười, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi hát xong, trong lòng Tạ Phương Kiệt cũng tràn ngập chua xót, theo tiếng hát, hai hàng nước mắt cũng lăn dài trên bờ má. Đó là nước mắt hối hận. Sớm biết thế thì đã không để Tạ Lan đến tìm Lâm Giao mà cứ im lặng chờ một chút, cũng sẽ không chọc Trần Bát Hoang. Nếu không chọc anh ta thì đã không có kết quả như giờ. Thế nhưng, hối hận cũng vô dụng. Chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là với tính cách của Tạ Phương Kiệt thì có cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn cũng sẽ đến. Bởi vì Tống Ngữ Yên, Tiêu Mạn Y thật sự quá đẹp. Hai cô đẹp chẳng thua gì Lâm Giao, mà còn mỗi người mỗi vẻ. Dưới tình huống không biết Trần Bát Hoang mạnh như vậy thì sao hắn lại không đến cho được. Cách đó không xa, Tạ Cường Đông nhìn thấy cảnh tượng đó, cả người lập tức không biết già đi bao nhiêu tuổi. Tạ Phương Kiệt là cánh tay đắc lực cũng như vốn liếng để họ dựa vào. Giờ lại biến thành cái dáng vẻ thê thảm kia. Trần Bát Hoang, cậu Tạ đã quỳ xuống và hát bài ca chinh phục rồi, sao mày còn chưa thả cậu ta ra? Tạ Cường Đông nén nỗi sợ hãi xuống, chất vấn Trần Đức. Vì nhà họ Tạ, ông ta phải hỏi. Tạ Phương Kiệt không thể chết được. Hắn mà chết thì nhà họ Tạ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu mày giết cậu ta, nhà họ Vân sẽ không bỏ qua cho mày. Vân Huyền Thương không cũng sẽ không bỏ qua và sẽ giết chết mày. Dường như là lo lắng Trần Bát Hoang chưa từng nghe nói về gia tộc này, Tạ Cường Đông vội vàng bổ sung, nhà họ Vân là một gia tộc lánh đời tu võ chân chính. Dù là nhà họ Tạ thì cũng như một con kiến ở trước mặt họ thôi. Trần Bát Hoang, nếu Tạ Phương Kiệt xảy ra điều gì không may, mày sẽ chết rất thảm đó. Ông già kia, ông không có tư cách nói chuyện với tôi, Trần Đức liếc Tạ Cường Đông, hai mắt như đao, chỉ liếc mắt một cái thôi đã khiến ông ta sợ tới mức không nhịn được run rẩy. Lùi lại vài bước. Thật mất mặt. Bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên cao. Âm thanh ấy không lớn, nhưng kỳ lạ là đều truyền tới tai mỗi người. Mọi người chợt ngẩng đầu nhìn lên chiếc trực thăng đang bay giữa không trung.
không biết từ bao giờ nơi ấy lại xuất hiện một người đàn ông đầu chọc trông khoảng 30, 40 tuổi. Ông ta chắp tay sau lưng, như một ngọn núi đứng sừng sững trên cao khiến người ta có một cảm giác áp lực vô hình. Ông ta bỗng nhấc chân đi từng bước một xuống dây thang được thả từ trên cao. Đúng vậy, là đi chứ không phải bò. Thang dây mềm mại lắc lư, sau khi bị chân của ông ta dẫm xuống thì giống như một miếng cao su bỗng cô đọng lại, đứng im. Còn ông ta thì cứ thế bước từng bước một đi xuống quảng trường. Một số nhà kinh doanh và cậu ấm nhà giàu không biết đến sự tồn tại của võ giả lại bị đổi mới thế giới quan thêm lần nữa. Có thể đi xuống thang dây như vậy nữa ư? Ông ta dựa vào sức mạnh nào mà đứng vững được trên thang dây vậy? Rốt cuộc thì đám người kia còn là người không thế. Hơn nữa, ông ta đứng ở cửa trực thăng lúc nào vậy? Gương mặt Tạ Cường Đông lộ ra vẻ khó hiểu, giật mình, hoảng sợ. Khi nào mà trong trực thăng do ông ta sắp xếp lại có thêm một người vậy? Trước đó, ông ta hoàn toàn không hay biết gì. Anh ta, Tạ Phương Kiệt nhìn thấy bóng người kia, lập tức giống như bắt được sợi dây cứu mạng, cứu, cứu tôi với. Trần Bát Hoang, mày không thể giết cậu ta, người đàn ông kia bước đến cách Trần Đức 3 mét thì dừng lại, lạnh nhạt nói. Trần Đức cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của gã. Cảm giác của anh rất mạnh nên đã sớm biết có một cao thủ đang lăm le trong trận chiến giữa anh với Tạ Phương Kiệt. Anh bảo Tạ Phương Kiệt quỳ xuống và hát bài ca chinh phục là vì đợi người này xuất hiện. Có điều, tuy anh đã đoán được mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy gã, trong con người anh vẫn lóe lên vô vàn sự sắc lạnh, âm trầm nhìn chằm chằm vào dấu ấn đỏ chót có chút giống sư tử trên vầng trán gã. Khoảnh khắc thấy nó, trong lòng Trần Đức như có một ngọn núi lửa sắp phun trào, mạch máu. Linh khí cũng sôi lên sùng sục đập vào ngực anh. Thịch, 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 nhịp tim cũng đập lên dồn dập, giãy giụa như muốn phá tan lồng ngực, nhảy ra ngoài. Anh giơ tay lấy một cuộn vải trắng luôn mang theo trong người ra. Trên miếng vải ấy có một dấu ấn giống y như trên trán người nọ. Còn miếng vải là do Trương Phàm để lại. Là manh mối duy nhất sau khi Trương Phàm chết đã để lại cho anh. Tao, dựa vào cái gì không giết hắn ta? Trần Đức dằn sát khí như muốn phá tan lồng ngực xuống, nhìn thẳng vào người nọ, cho tao một lý do đi. Hử, có rất nhiều lý do để mày không giết cậu ta, nhưng giờ lại chỉ có một, người đàn ông kia cười lạnh nói, vì tao đang ở đây. Mày, là ai? Trần Đức nhịn cơn thôi thúc muốn ra tay xuống, hỏi tiếp. Tao tên là Tà Vô Cương, Tà Vô Cương đáp một cách hết sức bình tĩnh, rồi liếc miếng vải trắng trong tay Trần Đức, nói, đúng thế, mày đoán không sai. Tin rằng mày cũng nhận ra rồi. Tao là người, giết chết người anh em kia của mày. Lần này, trên đường đến thành phố Tần tìm mày, cậu Tạ kia nói chuyện rất hợp gu tao, nên tiện thể đi ké trực thăng. Quan trọng nhất là, cậu ta muốn giết mày, gần như là có cùng một mục tiêu với tao. Thế nên, tao muốn bảo vệ cậu ta. Trần Đức không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc vào gã, trong mắt tràn ngập sát khí và sự tức giận. Anh chưa bao giờ muốn giết người như vậy, song vẫn chưa thể ra tay, tạm thời không thể ra tay được. Tà Vô Cương nhàn nhạt nói, tao đã nêu lên lý do rồi đó. Hơn nữa, chỉ nói một lần thôi, tao cũng không phải đang cò kè mặc cả với mày, mà là mệnh lệnh, lệnh mày thả người ra. Không thì người chết không chỉ là mày, mà kể cả mấy người phụ nữ, bạn bè sau lưng mày cũng phải chết. Họ sẽ giống đám anh em của mày, chết một cách hết sức thê thảm. Mày tới thành phố Tần là để tìm tao, Trần Đức hỏi. Đúng vậy, Tà Vô Cương sửng sốt, sau đó không chút e ngại cười đáp, 3 năm, không, giờ chắc phải 4 năm rồi nhỉ. 4 năm trước tao đã tính giết mày, tiếc là 3 người anh em kia của mày quá cứng đầu, thà chết chứ không khai ra chỗ của mày. Nói thật, lúc đó tao cũng không muốn giết họ đâu, mấy con kiến mà thôi, giết họ còn làm giơ tay tao nữa là. Thế nhưng cũng đành vậy thôi. Con kiến mà không nghe lời thì tao cũng chẳng ngại giết quách cho rồi. Đáng tiếc, khi đó có dẫn theo mấy tên nước ngoài đến, mà gia tộc của họ đã bị mày diệt sạch. 3 người anh em kia của mày có chết cũng không lỗ. Sắc mặt của Trần Đức hết sức khó coi. Nhiều năm qua, anh vẫn còn nhớ như in cảnh 3 người anh em của mình chết đi. Đặc biệt là Trương Phàm, khi ấy, gương mặt của anh ấy đã không ra hình thù, 10 ngón tay đứt lìa, cánh tay phải bị chặt thành 4 khúc. 2 người khác là sau khi anh đến Las Vegas mới quen. Họ chỉ vừa vào tổ mật thám chưa đến 2 năm. Bọn họ vẫn là những chàng trai tràn ngập ý chí phấn đấu,
vào tổ mật thám là muốn cống hiến cho đất nước, làm nên thành tựu to lớn. Thế nhưng, vẫn không thể chạy thoát khỏi vận hạn. Kết cục cũng chẳng khác gì so với Trương Phàm. Cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào trong đầu Trần Đức, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ không thể quên đi bọn họ. Khả năng cá nhân của Trương Phàm và hai người anh em khác đều rất mạnh. Trước khi họ chết đã giết chết một người nước ngoài. Song, họ vẫn không thể tránh được một kiếp. Trước đó, Trần Đức vẫn không biết rốt cuộc là ai có thể dễ dàng giết họ và khiến họ chết một cách thê thảm như vậy. Giờ, cuối cùng anh cũng đã biết. Dù họ có mạnh hơn nữa thì khi đối mặt với võ giả vẫn không có khả năng đánh trả. Trước khi chết có thể kéo theo một tên người nước ngoài đã xem như rất giỏi rồi. Tại sao, muốn giết tao, vài giây sau, trong cổ Trần Đức mới run giọng nghẹn ra một câu nói chua chát như vậy. Tại sao ư, một người sắp chết như mày thì không cần phải biết, Tà Vô Cương lạnh lùng nói với giọng đầy đương nhiên, tao đã nói thân phận của mình cho mày biết rồi. Thế nên, mày, có thể thả người ra rồi đó. Mệnh lệnh sao, hiển nhiên, mệnh lệnh của mày cũng chẳng có tác dụng gì. Trần Đức liếc gã, sau đó con dao trong tay xoay một cái. Phụt, lưỡi dao cứa qua động mạch của Tạ Phương Kiệt, hắn giơ bàn tay máu thịt be bét lên bịt lại cổ họng theo bản năng, rồi nhìn chằm chằm vào Trần Đức với ánh mắt đầy khó tin. Mày, đã nói, có thể sống. Từ cuối cùng vang lên, Tạ Phương Kiệt cũng chết. Trần Đức không chút e dè, trực tiếp giết chết Tạ Phương Kiệt trước mặt Tạ Vô Cương, Tạ Cường Đông, Trương Thiên Dương và hơn 10 ông lớn đang có mặt ở đây. Thoáng chốc, cả quảng trường lập tức im phăng phắc. Tạ Phương Kiệt một người luôn kiêu ngạo, có lai lịch và thực lực mạnh mẽ chỉ tồn tại trong lời đồn một người nhảy xuống từ trên độ cao 20 mét vẫn không hề hấn gì lại cứ thế đã chết. Cảnh tượng trước mắt giống như đang mơ, không chút chân thật. Thậm chí có người còn cắn đầu lưỡi, sau khi cảm thấy đau mới xác định đây không phải mơ, mà là sự thật. Vốn dĩ, tao nói sẽ thả mày, dù gì mày quỳ cũng quỳ, hát cũng hát rồi, mấy giây sau, Trần Đức nhìn Tạ Phương Kiệt ngã xuống đất, âm trầm nói. Đáng tiếc, có người ra lệnh cho tao, mà tao lại ghét nhất có người ra vẻ ta đây, dở giọng ra lệnh cho tao. Huống chi, gã còn là kẻ thù của tao. Giọng nói tràn ngập lạnh lẽo quanh quẩn trong quảng trường, trong con người của Tiêu Mạn Y đứng cách đó không xa chợt lóe lên vẻ phức tạp. Lúc này, e rằng chỉ có cô ta mới hiểu được tâm trạng của Trần Đức. Nhớ khi mình quen Trần Đức trong tù, cô ta đã biết đôi chút về quá khứ của anh. Dù chỉ biết một bộ phận nhỏ, nhưng đó cũng là bộ phận quan trọng nhất. Trần Đức từng nói đời này anh nhất định phải trả thù cho những người anh em của mình. Dù có chết, cũng phải trả. Dù lúc ấy anh không biết hung thủ là ai hay người đứng đằng sau đang ở nơi nào, nhưng vẫn tràn ngập sát khí. Thế nên, khi đó cả nhà tù chẳng ai dám nhắc đến chuyện này. Người nào cũng biết, nếu nhắc tới chuyện này thì Bát Hoang sẽ nổi giận. Trần Bát Hoang là một người rất phóng khoáng và lý trí, nhưng khi đụng tới chuyện này thì hầu như lần nào cũng mất bình tĩnh. Do đó có thể thấy sự kiện đó đã để lại nỗi căm hận như nào trong lòng anh. Giờ phút này, kẻ thù đang đứng đối diện anh, cơn giận dữ tích lũy mấy năm trong lòng anh lại bùng cháy. Vậy mà lúc này, Tạ Phương Kiệt còn đang kề ngay dưới dao của anh, nếu hắn không chết mới là lạ đó. Ngoài Tiêu Mạn Y ra thì đa số mọi người đang có mặt ở đây đều nghĩ rằng Trần Bát Hoang là một tên điên. Biết rõ người tên Tà Vô Cương trước mặt mạnh và bá đạo hơn Tạ Phương Kiệt rất nhiều, vậy mà vẫn ra tay. Đây không phải bị điên thì là gì? Ngay cả Tà Vô Cương cũng hơi giật mình. Gã còn nghĩ rằng với thực lực mạnh mẽ của mình, chắc hẳn đối phương cũng đã cảm nhận được. Đã thế, gã cũng đã nói ra chuyện trong quá khứ, tưởng sẽ dọa được Trần Bát Hoang. Giờ chỉ cần hơi hù anh một chút là sẽ ngoan ngoãn thả người. Sau đó, cầu xin gã tha mạng. Nhưng, Trần Bát Hoang lại không chút e dè giết chết Tạ Phương Kiệt. Và lại, còn không có một tí chần chờ nào. Hít, Tạ Vô Cương hít sâu một hơi, có thể thấy được theo nhịp thở của gã, từng thớ thịt trên má gã cũng co giật theo. Sau khi Tạ Vô Cương hít sâu một hơi thì cổ họng gã chợt rung động, rồi nói ra một câu tràn ngập tức giận đầy mùi máu tanh. Trần Bát Hoang, mày đúng là đáng chết mà. Tà Vô Cương vừa nói xong câu đó bèn siết chặt nắm tay. Gã thật sự nổi giận, sát khí ngùn ngụt, điều duy nhất muốn làm lúc này là lập tức giết chết Trần Bát Hoang, khiến anh tan xương nát thịt, chết không toàn thây như ba người anh em của mình. Tà Vô Cương hoàn toàn là một cao thủ đáng gờm,
dù trong các gia tộc lánh đời thì thực lực của gã cũng lọt vào top đầu. Lúc này, gã tức giận, không khí xung quanh cũng dao động, xuất hiện một cơn gió to. Linh khí trong nắm tay gần như sắp hóa thành thực chất, khớp xương gồ lên, kêu lên răng rắc. Một mùi máu tanh toát ra từ trên người gã, mấy ông trùm kinh tế xung quanh đều thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không chịu nổi khí thế đáng sợ kia. Họ gần như đồng loạt lùi lại phía sau mấy bước. 4 năm trước, đáng lẽ mày đã chết rồi. Để mày sống tới ngày nay là quá hời rồi. Thế nên, Trần Bát Hoang à, giờ mày chết được rồi đó. Sau khi mày chết, tao sẽ đưa những người phụ nữ của mày vào nhà thổ, khiến bọn họ làm gái làng chơi đứng đầu bảng, ai cũng có thể nhận làm chồng. Vèo. Tả Vô Cương vừa nói xong bèn ra tay, gã bổ thẳng một chưởng ra. Một chưởng này vậy mà lại kéo theo một luồng khí trắng, quấn quanh trong lòng bàn tay. Đây, còn là người sao? Cách đó không xa, có người giật mình hoảng sợ, cảnh tượng ấy đập mạnh vào thị giác họ. Lẽ nào, chuyện này không phải là kỹ xảo chỉ có trong TV, hay chỉ có thần tiên mới làm được sao? Nếu không nhìn thấy tận mắt thì ai mà tin nổi chứ? Cậu Trần có thể đỡ nổi không? Con người Trương Thiên Dương co rút lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, lo lắng không thôi. Ông ta là tỷ phú đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng tỷ phú ở thành phố Tần nên đã từng gặp và nghe nói đến rất nhiều người, cũng tự nhận là hơn hẳn người thường. Nhưng, như cảnh tượng trước mặt thì ông ta vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Thậm chí còn chưa cả nghe nói tới. Đây, quả thật là thần tích. Bàn tay của Lâm Giao và Tống Ngữ Yên không biết nắm chặt lấy nhau từ bao giờ. Cả hai hoàn toàn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng trong lòng nhau thông qua lòng bàn tay mình. Chỉ Tiêu Mạn Y là còn đỡ, nhưng dù vậy, gương mặt cô ta cũng hơi trắng bệch. Chết đi! Chỉ thoáng chốc, một chưởng kia đã bổ xuống đầu Trần Đức. Nó giống như một cái bóng, tốc độ nhanh đến cùng cực, chưa đến 10 giây đã bổ tới. Mà Trần Đức vẫn không nói câu nào, vào thời khắc quan trọng như này, trước giờ anh đều lười nói chuyện, huống chi người trước mắt là Tả Vô Cương. Giờ, Trần Đức đã sắp mất hết lý trí. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là giết chết Tả Vô Cương, rồi nghiền xương thành cho để tế bái 3 người Trương Phàm. Cùng lúc đó, Trần Đức cũng di chuyển, anh không tính cứng đối cứng với Tả Vô Cương, mà dùng tốc độ nhanh nhất, xoay người né đi. Trốn, nếu trốn mà được thì 3 người anh em của mày đã không phải chết. Tả Vô Cương cười gằn, một chưởng của gã vẫn theo sát Trần Đức. Tuy tốc độ của anh rất nhanh, nhanh một chưởng của gã lại nhanh hơn. Với gã, Trần Bát Hoang muốn trốn là điều không có khả năng. Tả Vô Cương rất tự tin với tốc độ của mình. Song, trong khoảnh khắc sống còn đó, Trần Đức vừa né tránh, vừa kẹp hai ngón tay thành kiếm, chỉ cách chưa đến nửa mét chém thẳng vào cánh tay Tả Vô Cương. Xoẹt! Thoáng chốc, một luồng khí trắng bắn ra giữa hai ngón tay anh. Phụt! Giây tiếp theo, cái tay sắp bổ tới của Tả Vô Cương lập tức đứt lìa ngay cổ tay y như bị dao chặt bỏ. Bàn tay đang bổ tới lập tức rớt xuống đất. Luồng khí trắng kia vô cùng sắc bén và mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Bàn tay Tả Vô Cương đã rơi xuống trên mặt đất, nhưng gã vẫn không nhận ra, mà cứ bổ thẳng lên đầu Trần Đức. Chỉ là... Nhưng gã nhận ra cánh tay vung lên mà vẫn không có cảm giác đánh trúng như tưởng tượng, còn Trần Bát Hoang vẫn đứng yên sừng sững, hoàn toàn không chút thương tổn. Lúc này... Một cơn đau đớn như kim châm muối sát mới từ chỗ tay đứt lìa đâm thẳng vào lòng Tả Vô Cương. Oanh! Đồng thời, trưởng lực từ cánh tay đã đứt kia rơi uống đất, lập tức đất bằng dậy sóng, nơi tiếp xúc với bàn tay đất đá vỡ vụn rào rào, kèm theo tiếng nổ rung trời, một tấc vuông đất bỗng nhiên lõm hẳn xuống. Có thể thấy một trưởng kia của gã mạnh đến cỡ nào, phải nói là cực mạnh. Tất cả đều chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 3 giây, quá nhanh quá nguy hiểm. Tả Vô Cương cảm nhận được cơn đau cùng cực đến nỗi mồ hôi tuôn như mưa, mặt mày xoắn vặn, ngũ quan dồn lại một cục, dữ tợn vô cùng. Gã rú lên thảm thiết, tiếng rú đứt ruột đứt gan đâm vào màng nhĩ mọi người, cùng với máu chảy đầm đìa, máu thịt bầy nhầy, nhìn mà kinh hãi. Cảnh giới hóa khí, không, sao, sao có thể? Tả Vô Cương nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nhớ lại ánh sáng trắng loá đó, mí mắt giật liên hồi, tóc gáy dựng đứng. Quả thật không thể tin được vào phán đoán của mình. Trần Đức sải 3 bước chân, hệt như tướng nhà trời giáng xuống, đi đến trước mặt Tả Vô Cương, không hề có chút phòng bị nào, anh dùng hết 100% sức mạnh tung một chưởng vô cùng tàn nhẫn, vô cùng độc ác xuống vai gã. Bốp!
Sức mạnh của Trần Đức, nếu so sánh với Tả Vô Cương thì chính là bẻ vụn, nghiền nát. Hứng chọn trưởng lực này, Tả Vô Cương căn bản không chịu nổi, một bên vai vốn lành lặn vô sự hoàn toàn bị hủy hoại, những khớp xương bên trong tan nát như cám dưới chấn động. Tả Vô Cương quỳ bịch xuống đất. Hai đầu gối lún hẳn vào lòng đất, xương bánh chè nát bấy. Cùng lúc đó, trong tay Trần Đức, con dao găm một lần nữa xuất hiện, nó gần như biến thành một luồng sáng trắng, hết lần này đến lần khác đâm xuống cơ thể Tả Vô Cương. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hết nhát này đến nhát khác, trên người Tả Vô Cương nhanh chóng bị đâm thủng mười mấy hai mươi nhát. Những nhát đâm này chính là để khóc than cho anh em đồng đội. Cũng là để đau buồn thay người nhà, vợ con của họ. Mỗi nhát dao đều hiểm hóc cực độ, không hề có nhát nào chí mạng, nhưng hoàn toàn dư sức để gã cảm nhận được đau đớn như thể toàn thân bị quăng vào máy nhồi, trộn, khuấy, đảo. Anh không hề dừng lại, vẫn đâm không ngừng. Giống như là, đang quỳ trước mặt anh không phải một con người, mà là một con lợn chém mãi không chết. Mỗi một nhát đâm xuống là một tia máu phun lên, dao đâm vào tận xương, đâm mê say điên cuồng. Máu đỏ tươi nhuộm đẫm quần áo Trần Đức, sàn gạch màu trắng cũng bị nhuộm đỏ bầm. Mùi máu gay mũi sộc vào khoang mũi mọi người, thứ mùi cực kỳ khó chịu, có một số người sức khỏe yếu, dạ dày bắt đầu cuộn lên không ngừng. Bọn họ ngây người nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang đằng xa đang say máu điên loạn, bất giác lạnh sống lưng. Từ nào tới giờ, bọn họ chưa từng gặp ai mạnh đến thế. Càng chưa từng thấy kẻ nào như Tả Vô Cương, chỉ có thể mặc cho đối phương đâm chém. Chỉ có thể đứng yên như cái cọc gỗ không nhúc nhích nổi. Tả Vô Cương muốn nhúc nhích chứ, thế nhưng cơ bản là gã không thể. Thân thể của gã, không hiểu sao không còn nghe não bộ chi phối nữa, thứ duy nhất gã cảm nhận được, chỉ có cơn đau đến tê dại, sống không bằng chết. Sắc mặt Trần Đức lạnh như băng giá, anh đã đâm Tả Vô Cương hơn 100 nhát, ban đầu gã ta còn gào rú thảm thiết, song nhỏ dần rồi im bặt, ngay cả một tiếng rên cũng không thốt ra nổi, hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc, sau một hồi lâu, Trần Đức ngừng lại, tựa như đã mệt, anh cầm con dao găm đứng trước mặt Tả Vô Cương. Trong đầu anh lúc này, dáng vẻ của những người anh em đang lướt qua như phim quay chậm, trong lòng anh đau đớn như muốt sát kim châm. Trương Phàm, Lý Lâm, Khâu Thượng Bình, các anh em, tôi đã báo thù cho các cậu rồi, các cậu có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Ngẩng đầu nhìn trời, Trần Đức gào lên trong câm lặng. Hai chân Tả Vô Cương quỳ chôn xuống đất, cơn đau này khiến gã ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn, gã chưa từng nghĩ rằng trên đời này còn có cách tra tấn, hành hạ người khác kinh khủng, tàn bạo nhường này. Cả trăm, hai trăm nhát chứ ít gì. Trên người gã nhìn đâu cũng bị đâm lỗ chỗ. Thế nhưng, gã vẫn không chết, ngoài cảm giác đau đớn cùng cực ra thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sẽ chết. Hiện giờ, gã chỉ hận sao mình không chết quách đi. Đột nhiên, Trần Bát Hoang giơ chân lên đá vào người Tả Vô Cương, Tả Vô Cương bị đá văng ra ngoài, cùng lúc đó một cái chân khác giẫm lên người gã. Chó chết! Bây giờ mày nói đi, vì sao mày muốn giết tao? Nếu mày không nói, tao có thể khiến cho mày đau đớn gấp trăm lần, hành hạ mày, tra tấn mày một năm, mười năm, cả trăm năm cũng được. Nói! Thắc mắc này luôn đeo bám Trần Đức. Anh chưa bao giờ gặp Tả Vô Cương. Có thể nói! 26 năm sống trên đời. Bất kể anh là sát thủ hay là binh vương, thì anh cũng chỉ là một tên lính đánh thuê không hơn không kém. Mười mấy năm qua, anh đã từng giết chết võ giả chỉ bằng tấm thân xương thịt trần tục này. Nhưng mà, trong những kẻ này, tuyệt đối không có Tả Vô Cương. Có thể nói rằng, anh không chỉ chưa từng gặp gỡ, tiếp xúc với Tả Vô Cương, thậm chí ngay cả cái họ này, cái tên này cũng chưa từng nghe qua. Vậy thì tại sao Tả Vô Cương muốn giết anh? Không tìm được anh thì giết anh em của anh. Anh không hiểu, đó cũng là chuyện đến bây giờ anh luôn muốn biết rõ ràng. Giọng nói của Trần Bát Hoang như sấm rền, Tả Vô Cương chỉ cảm thấy đầu ong ong muốn bể đôi, giờ phút này, gã mới đánh thức một tia lý trí từ trong đau đớn. Ha ha, ha ha ha. Khóe miệng Tả Vô Cương cong lên cười thê thảm, máu tươi cùng nước bọt không ngừng tung tóe. Không ngờ, 4 năm trước. Tao còn nhớ 4 năm trước mày chỉ là một người bình thường, tầm thường. Bây giờ, cảnh giới hóa khí, ha ha. Trần Bát Hoang, mày tưởng là giết tao thì có thể trả được thù sao? Ra tay với anh em mày không chỉ mình tao,
không chỉ mình tao đâu. Trong ánh mắt Tà Vô Cương chỉ có tuyệt vọng cùng khiếp hãi, nhưng mà, gã lại đang cười. 4 năm. Chỉ vỏn vẹn 4 năm. Đáng nói, 4 năm trước, Tà Vô Cương đã là một võ giả, trong 4 năm nay gã tiến bộ rất nhiều, nhưng hôm nay, cũng chỉ mới đạt đến đỉnh của cảnh giới vận khí thôi. Còn Trần Bát Hoang. 4 năm. Từ một người bình thường thăng cấp thẳng lên cảnh giới hóa khí. Gã chưa từng thấy ai mạnh đến vậy. Nói. Trần Đức lại đâm một nhát vào ngòi Tà Vô Cương, tao bảo mày nói, còn những ai nữa? Vì sao muốn giết tao, hả? Dao găm của Trần Đức đâm vào vị trí đặc thù của kinh mạch, đâm liền một lúc 20-30 nhát. Mấy chục nhát này càng khó chịu so với hơn 100 nhát lúc nãy, Tà Vô Cương lập tức giống lên thê thảm, cả người co giật, vành mắt đỏ ngầu, gã thật sự đau không thể chịu đựng, dừng, dừng lại, tao nói. Trần Đức rút dao ra, mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tà Vô Cương. Chỉ cần Tà Vô Cương còn dám nói thêm câu nào, anh sẽ tiếp tục màn tra tấn. Mà khi đó chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn gấp 10 lần. Không phải tao muốn giết mày, Tà Vô Cương không còn sức lực, muốn nói cũng rất khó khăn, chỉ có mấy chữ đơn giản mà gần như rút cạn sinh lực gã. Gã khổ sở đớp đớp không khí, hồi lâu mới nói, tao, chỉ được người khác nhờ vả, tao cũng như mày thôi, từng giết gia tộc kia ở nước ngoài, bọn họ cũng nhờ tao. Ánh mắt Trần Đức lóe lên tia độc ác. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời vô ích nào. Dao găm trong tay lại giơ lên. Thân thế. Nhìn thấy mũi dao lạnh lẽo giơ lên, Tà Vô Cương nổi gai ốc đầy người, gắng chút hơi tàn, cả người run lẩy bẩy. Dao của Trần Đức ngừng lại giữa không trung, thân thế. Của tao. Hai chữ nọ dường như vừa chạm vào gốc rễ thần kinh của anh. Anh từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Cha mẹ, thân thế đều giống với đại đa số cô nhi khác. Đó là phần nhạy cảm nhất anh luôn giấu ở nơi tối tăm tận sâu trong lòng. Phải, Tà Vô Cương khổ sở nói, tao xin mày đấy, tao lạy mày, để tao chết quách đi, được không? Đừng mà, đừng giày vò tao thêm nữa. Rốt cuộc thì tao là ai, người tìm đến mày là kẻ nào, còn nữa, còn những ai đã ra tay giết anh em tao? Tao cho mày 10 giây cuối cùng, hết 10 giây, tao sẽ đâm mày thêm 100 nhát, tao bảo đảm sẽ đau hơn, tàn nhẫn hơn vừa rồi nhiều. Trần Đức nhìn gã, ánh mắt rực lửa, anh có cảm giác đã đến rất gần chân tướng về thân thế mình. Hơn nữa, chẳng lẽ thân thế của anh không bình thường? Nếu không, bình thường sẽ không ai sai người như Tà Vô Cương đến giết anh. Tất nhiên là, ngoài Tà Vô Cương, anh cũng muốn biết còn kẻ nào đã giết chết anh em mình. Mày, bụp, Tà Vô Cương vừa định mở miệng, đột nhiên ngay giữa hai hàng lông mày của gã chợt vỡ ra một đóa hoa bằng máu. Vừa nói được mấy chữ, sắc mặt gã chợt cứng đờ. Giây sau, đầu gã ngẹo xuống, đứt hơi tắt thở. Chết ngay lập tức. Đồng thời, Trần Đức đột ngột giơ tay lên, tóm gọn giữa không trung. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Trong tay anh là một đầu đạn màu đen còn dính máu đỏ tươi, lặng lẽ nằm yên. Có bắn tỉa. Trần Đức lập tức phán đoán dựa theo đường đạn bay tới, nhìn lên một tòa ao ốc, lúc này trên sân thương. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt anh. Sau đó, hắn ta giơ chân ra khỏi sân thượng, nhoài hẳn ra ngoài không khí, nhảy thẳng xuống. Nhảy xuống ở độ cao hơn 200 mét. Này! 200 mét lận đó, lại thêm một cao thủ nữa sao? Những kẻ này rốt cuộc có phải người không vậy? Các vị doanh nhân trên quảng trường cũng nhìn theo ánh mắt Trần Đức, phát hiện tên bắn tỉa, thấy hắn nhảy xuống không chút sợ hãi. Trong lòng bất giác cho rằng lại thêm một cao thủ nữa xuất hiện. Dầm. Nhưng mà. Lời còn chưa dứt, thân thể người rơi tự do không hề giảm tốc, cứ thế đâm sầm xuống đất, hệt như một tảng thiên thạch rơi xuống, tứ chi biến dạng, chết tại chỗ. Khẩu súng trong tay cũng nát vụn. Âm thanh quá lớn khiến mọi người nhảy dựng, nhìn thấy thi thể nhầy nhụa, ai nấy sợ ngây người, mi mắt giật nảy, trong lòng tim đập như trống trận. Chết rồi. Cứ thế mà chết. Đâu phải cao thủ gì đâu. Đâu phải không phải người đâu. Đệt mợ. Đám doanh nhân tinh anh sợ đến nói không nên lời, thi thể dập nát đó khiến dạ dày họ nôn nao khó chịu. Rõ ràng là, người đó chả phải cao thủ gì hết. Mà chỉ là cố ý tự sát. Ánh mắt Trần Đức nhìn chằm chằm đống máu me không rõ hình hài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệt khẩu. Chính xác. Không còn gì đúng hơn.
Tà Vô Cương bị giết người diệt khẩu. Thời gian này anh cố tình hành sự thật ồn ào, gây tiếng vang, mục đích cuối cùng chính là để những kẻ xưa kia đã giết anh em của anh biết anh còn sống, tự tìm đến cửa. Hôm nay, vất vả lắm mới có người tới, tìm được đầu mối quý giá, vậy mà kẻ đó cứ vậy chết đi. Một võ giả cảnh giới vận khí, ấy thế mà nói giết là giết, không thừa không thiếu, không chừa bất cứ đường sống nào. Người đứng sau rèm muốn giết anh thật sự không phải ghê gớm bình thường. Lòng Trần Đức nghiêm lại, phẫn nộ, cau mày. Rõ ràng anh biết, tên bắn tỉa kia không phải võ giả, chỉ là một người bình thường. Sở dĩ tự sát. Hoàn toàn bởi vì hắn biết rõ, nếu không tự sát sẽ bị bắt lại, tra khảo. Hai. Thở dài một hơi áp chế lửa giận trong lòng, Trần Đức kiểm tra tình trạng Tà Vô Cương, nhận ra gã đã chết hẳn, hoàn toàn không còn chút dấu hiệu của sự sống nào nữa. Không thể không nói. Kẻ bắn tỉa kia khi ngắm bắn đã canh thời gian vô cùng chuẩn xác, nếu sớm một chút, Tà Vô Cương hoàn toàn đủ sức né đường đạn đó. Ngược lại muộn một chút, Tà Vô Cương cũng đủ thời gian nói tất cả cho anh biết. Suy đoán như vậy, anh cũng không khó đoán được ý nghĩa tồn tại của tên bắn tỉa, mục đích chính là ngăn ngừa Tà Vô Cương vì không chịu nổi tra tấn, tiết lộ những bí mật không thể nói ra, giết gã diệt khẩu ngay thời điểm mấu chốt. Trên quảng trường ai nấy đều câm nín. Không ai dám nói điều gì. Hầu như mọi ánh mắt đều tập trung trên người Trần Đức. Sắc mặt họ cực kỳ khó coi. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay Trần Bát Hoang sẽ gặp rắc rối, sẽ rất thê thảm. Nhưng ông trùm trong thương trường bọn họ đến đây chính là để đối phó anh, giúp công chúa nhà họ Tạ xả cơn giận trong lòng. Nhưng mà, sự tình càng phát triển càng vượt ra khỏi tiên liệu. Đến lúc này, Tạ Phương Kiệt cũng chết, Tạ Vô Cương cũng chết. Trên quảng trường rộng, máu tươi vung vãi nhức mắt. Nhưng, trong số đó không một giọt nào là của Trần Bát Hoang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng tất cả những người có mặt ở đó, sự hoảng loạn, bất an, sợ hãi, chấn động, kinh ngạc, mọi loại cảm xúc thi nhau tuôn ra, tụ lại với nhau, sắc mặt của ai nấy cũng đều rất đặc sắc, khó coi hơn ăn phải ruồi kiến gấp vạn lần. Đặc biệt là Tạ Cường Đông. Sắc mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, hai chân hoàn toàn không đứng vững, cả người ngồi bệt trên mặt đất run bần bật. Cánh tay đắc lực, chỗ dựa vững chắc và tương lai của nhà họ Tạ cứ như thế mà chết rồi. Là gia chủ của nhà họ Tạ, Tạ Cường Đông không biết phải làm gì cả, tâm trí vô cùng hoảng loạn, hỗn độn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Dao có chút tái nhợt, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tạ Phương Kiệt chết rồi, đối với cô mà nói là chuyện tốt. Như vậy cô sẽ không cần làm vợ bé gì đó nữa. Cô thực sự không ngờ người anh hùng đã cứu cô khi còn nhỏ, bây giờ lại một lần nữa cứu cô ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Trần Bát Hoang, sao anh lại mạnh như vậy? Đôi môi đỏ mọng của Tống Ngữ Yên khẽ nhúc nhích, hơi thở nhẹ nhàng, nhìn bóng dáng cao lớn dính đầy máu cách đó không xa, suy nghĩ bấy lâu nay hoàn toàn thay đổi. Trước đây, cô ấy tưởng Trần Bát Hoang mặt dày mặt dạn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cứ nghĩ Trần Bát Hoang tiếp cận cô ấy là vì muốn dựa vào chuyện hôn nhân mà chiếm đoạt tài sản của nhà họ Tống. Tuy nhiên, sau khi trải qua những biến cố hết lần này đến lần khác, cô ấy mới nhận ra mình đã sai, quá sai, cực kỳ sai. Ngược lại, con cóc không phải là Trần Bát Hoang, mà chính là cô ấy. Đối với tài sản của nhà họ Tống bọn họ, có lẽ chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh lên tiếng. Không biết có bao nhiêu người tự nguyện mang số tiền gấp 10 lần nhà họ Tống đến tận cửa tìm anh. Trong lòng Tống Ngữ Yên chua xót, cô ấy càng ngày càng không hiểu Trần Bát Hoang, cô ấy không biết anh đang nghĩ gì. Cô ấy phát hiện ra, dần dần, không biết từ lúc nào, người đàn ông này đã chiếm một vị trí rất lớn trong tâm trí cô ấy. Tiêu Mạn Y và Trương Thiên Dương đã nhìn thấy vô số cảnh tượng lớn, đồng thời bọn họ vẫn có chút tin tưởng vào khả năng của Trần Đức. Rất nhanh hai người đã lấy lại bình tĩnh sau cú sốc và bước đến bên cạnh anh. Anh, hắn bị diệt khẩu rồi sao? Tiêu Mạn Y nhẹ giọng hỏi. Có kẻ không muốn tôi biết một số chuyện, sâu trong mắt Trần Đức có gì đó u ám, trong lời nói của anh lộ ra vẻ tức giận rõ rệt. Anh đừng nóng lòng quá, Tiêu Mạn Y trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng nói, không phải hắn nói rồi sao, kẻ ra tay với những người anh em của anh không chỉ một mình hắn. Em nghĩ... Trước khi tên bắn tỉa chết, hắn chắc chắn đã báo tin rồi. Đám người đó biết anh vẫn còn sống, hơn nữa còn mạnh như vậy, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách tấn công anh lần nữa.
Em nói đúng, Trần Đức hít sâu một hơi, tôi thề, nhất định sẽ tìm được bọn chúng, khiến bọn chúng chết thảm hơn Tả Vô Cương gấp trăm lần, để lễ tế linh hồn đã khuất của các anh em trên trời. Trái tim Trương Thiên Dương khẽ run lên, ông ta cách Trần Đức rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng sát khí trong lời nói, loại sát khí đó dường như đã được hiện thực hóa, khiến ông ta cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Chỉ có điều, cảm giác đó đến và đi rất nhanh chóng, trong tích tắc, nó đã biến mất. Còn có một manh mối nữa. Không phải hắn nói kẻ đứng sau có liên quan đến thân thế của anh sao? Anh nghĩ kỹ xem, từ đây có thể nghĩ ra thêm manh mối nào không? Tiêu Mạn Y không biết chút gì về thân thế của Trần Đức, thậm chí còn không biết anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nghe Tiêu Mạn Y nhắc nhở như vậy, trong đầu Trần Đức lập tức nghĩ đến một người. Mạn Y, Trần Đức chân thành nói, cảm ơn. Anh à, cho dù em không nói thì anh cũng có thể nghĩ ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đôi mắt Tiêu Mạn Y cong lên, như thể biết cười, đối với Trần Đức cô ta vẫn luôn ôn nhu như vậy. Đúng vậy, là anh đã đánh mất lý trí, Trần Đức cười khổ. Quả thực, từ lúc nhìn thấy Tả Vô Cương, anh đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại sự tức giận, chỉ nghĩ đến việc moi thêm một số tin tức từ miệng Tả Vô Cương, sau đó tiêu diệt toàn bộ để báo thù cho những người anh em đã khuất. Ngoài suy nghĩ này ra, anh không có tâm tư nào để nghĩ đến chuyện khác. Đến khi Tả Vô Cương chết rồi, ngay cả năng lực phân tích cơ bản nhất cũng không thể nhanh chóng khôi phục được. Có điều, anh đã biết tiếp theo phải làm gì. Trương Thiên Dương, ông ở lại giải quyết chuyện ở đây, thuận tiện tìm người đưa Lâm Giao và Ngữ Yên trở về, Trần Đức quay lại nhìn Trương Thiên Dương. Được, cậu Trần, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, Trương Thiên Dương vốn đã khôi phục các loại cảm xúc. Bây giờ trong lòng ông ta chỉ có sự phấn khích, kích động, vui mừng khôn xiết. Trần Đức thắng rồi. Trương Thiên Dương lại cược đúng rồi. Canh bạc lớn lần này nhất định sẽ khiến nhà họ Trương nhảy vọt lên vị trí số 1 trong giới kinh doanh ở thành phố Tần. Hơn nữa, chuyện hôm nay xảy ra ngay trước mặt những ông trùm kinh doanh đó, từ nay về sau trong thành phố Tần e là không có mấy ai dám không nể mặt Trương Thiên Dương. Nhà họ Trương sẽ cấm nhà họ Tạ hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn. Tạ Cường Đông sẽ trở thành quá khứ, trở thành lịch sử. Còn ông ta Trương Thiên Dương sẽ là người tiếp theo có máu mặt nhất trong thành phố Tần. Như vậy Trương Thiên Dương sao có thể không hào hứng được chứ? Đồng thời lúc này ở nhà họ Hàn, Giang Bắc. Nơi đây đã không còn hào hoa và khí thế như trước, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Đồ đạc, thiết bị điện hư hỏng một mớ hỗn độn, cây cối và những bông hoa xanh tươi rực rỡ trước đây đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi tan tành. Sau khi xảy ra chuyện, nhà họ Hàn lập tức bị nhà nước niêm phong. Hai ngày nay liên tục có người của nhà nước đến nhà họ Hàn điều tra xem rốt cuộc nơi này bị phá hủy như thế nào. Tưởng Sơ Linh đã ở đây mấy giờ đồng hồ liền, cô ta mặc một bộ Âu phục chuyên nghiệp màu đen, mái tóc dài buộc đuôi ngựa phía sau, bầu không khí đẫm mùi máu tanh trong nhà họ Hàn khiến cô ta rất khó chịu, sắc mặt có chút tái nhợt. Thực sự là anh, Tưởng Sơ Linh xem một đoạn camera giám sát trong máy tính xách tay, khuôn mặt hơi tái nhợt của cô ta đầy vẻ kinh hoàng. Ngạc nhiên và không dám tin. Trong quá trình theo dõi camera, cô ta nhìn thấy 9 bóng người. 8 người trong số đó đang khiêng một hũ cho cốt khổng lồ. Hũ cho cốt đó giống hệt chiếc hộp đựng đầy cho cốt được đặt tại cổng lớn nhà họ Hàn trước đó. Và bóng dáng người đi phía trước không phải là Trần Bát Hoang thì là ai? Tưởng Sơ Linh thực sự không dám tin vào màn hình giám sát trước mắt, nhưng sau khi cô ta tới đây tiến hành kết hợp điều tra phỏng vấn với Giang Bắc, chỉ đạt được một đoạn video này. Suy đoán từ mặt thời gian, thời điểm Trần Bát Hoang xuất hiện đó tương đối ăn khớp với khoảng thời gian nhà họ Hàn diệt vong. Nội tâm Tưởng Sơ Linh như sóng trào biển động. CCTV mới được công bố, cũng là đoạn video duy nhất ghi được hình ảnh của Trần Bát Hoang. Cô ta không dám chần chừ mà lập tức lấy điện thoại, chuẩn bị báo cáo với cấp trên hỏi cách giải quyết chuyện này. Suy cho cùng, chuyện liên quan tới Trần Bát Hoang có vướng mắc tới thân phận của anh cùng một số mối quan hệ với chính phủ, sự việc liền trở nên khá phức tạp, trong đó còn có ân oán giữa các võ giả, phức tạp càng thêm chồng chất. Cô ta nhất định phải xin chỉ thị từ cấp trên hỏi xem nên để giải quyết đoạn CCTV này thế nào. Cô gái à, đừng nóng vội báo cáo, Tưởng Sơ Linh vừa rút ra điện thoại, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Sau đó một bàn tay kỳ dị không thể giải thích được đồng thời lấy đi điện thoại và máy tính xách tay của cô. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng ung dung, Tưởng Sơ Linh không có bất cứ cơ hội nào để ngăn cản.
Ai? Ngay sau khi hoàn hồn lại, Tưởng Sơ Linh liền khẽ quát, xoay người về phía sau. Cùng với tiếng quát khẽ này, phản ứng đầu tiên của 7-8 nhân viên đang kiểm tra trong đại sảnh nhà họ Hàn là chạy tới bên này, rút súng, bao vây người vừa tới này lại. Trung tâm vị trí của họ lúc này có một ông già đang đứng đó. Mái tóc bạc phơ. Trông ông ta ít nhất đã 80-90 tuổi. Ông ta khoác trên mình bộ quần áo bằng vải lanh thô, chân đeo một đôi giày vải đã có chút sờn, lưng hơi còng, thân cao tầm 1,65m, khuôn mặt già nua dường như mắc bệnh nặng gì đó, hiện lên một màu vàng vọt cổ quái. Ông là ai? Trả máy tính xách tay lại cho tôi. Nhìn thấy ông lão, Tưởng Sơ Linh liền cau mày vươn tay muốn cướp lại máy tính. Ông lão đó chỉ rút ra một tay, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang duỗi tới của Tưởng Sơ Linh rồi đẩy ra, cô ta lập tức bị một lực rất lớn đẩy lui liên tiếp về phía sau. Trọng tâm không vững liền ngã ngồi xuống đất. Bắt lấy ông ta. 7-8 nhân viên vây quanh ông lão nghe được mệnh lệnh cũng đồng thời ra tay, 8 người họ có thể tham gia cuộc điều tra này đương nhiên không phải là người bình thường, mỗi người đều là võ giả. Thậm chí thực lực của 2 người trong số đó đã gần tiếp cận tới cấp bậc đại sư, bản lĩnh lợi hại. Chỉ là 7-8 người này cùng lúc hành động, phối hợp chặt chẽ, lại hoàn toàn không thể động tới dù chỉ là góc áo, sợi tóc của ông lão. Hừ! Ông lão hừ lạnh, bàn tay thô ráp vung tới. 7-8 võ giả kia lập tức bị đánh bay ngã xuống đất, sắc mặt từng người đều khó coi đến cực điểm. Nể tình các người là người của chính phủ, lại giúp tôi tìm được hung thủ, tôi sẽ không giết mấy người, nhưng tiếp theo, ai dám trái lời tôi một lần nữa, chết không nghi ngờ. Giọng nói lạnh băng nhưng mạnh mẽ của ông lão khiến những người đang có mặt phải dựng tóc gáy. Ông ta cầm theo laptop bước tới trước người Tưởng Sơ Linh, tôi cho cô thời gian 3 phút, giúp tôi tìm ra thông tin của người này, nếu không, cô và những người bạn này của mình sẽ đi chôn theo cháu trai tôi. Ông là Tưởng Sơ Linh thoáng chốc liền biết được thân phận của người trước mặt này, Hàn Huyền Tông. Chúc mừng, cô đoán đúng rồi, Hàn Huyền Tông vươn tay nâng cầm Tưởng Sơ Linh, nhìn thẳng vào cô ta. Vậy thì tiếp theo chọn giao ra thông tin của tên này hay là lựa chọn cái chết, sau đó tôi tự mình kiểm tra. Thành phố Tần. Một tiếng sau, Trần Đức đã thay một bộ đồ tương đối thoải mái do Lâm giao tặng, một lần nữa tới trung tâm thế kỷ và đợi ở trước cửa. Không lâu sau Miêu Tiểu Thanh từ bên trong bước ra, trên người vẫn mặc một chiếc sườn xám, nhìn thấy Trần Đức liền tăng nhanh bước chân, không phải cậu là nói đi rồi hay sao? Sao lại tới đây rồi? Còn không phải là có chuyện muốn nhờ cậu sao, Trần Đức đáp. Còn tưởng là cậu nhớ tôi rồi chứ, có chuyện gì nói đi, chỉ cần chị đây có thể làm được, chắc chắn sẽ giúp cậu, gương mặt Miêu Tiểu Thanh lộ ra vẻ ngạc nhiên, xen lẫn chút thất vọng. Còn nhớ cô nhi viện tôi từng ở không? Mấy năm nay cậu vẫn luôn phát triển ở thành phố Tần, có biết chú Hà trước kia chăm sóc tôi hiện tại đang ở đâu không? Chú Hà, sắc mặt Miêu Tiểu Thanh có chút kỳ quái, 4 năm trước. Chú ấy, đã mất rồi. Mất rồi, Trần Đức rơi vào trầm mặc. Khi anh vừa trở lại thành phố Tần vào 4 tháng trước đã từng ghé thăm qua cô nhi viện, chỉ là đáng tiếc, cô nhi viện sớm đã chuyển tới nơi khác, nhóm người trông nom anh năm đó cũng đã thay đổi. Khi đó anh cho rằng quá khứ đã trôi qua nên cho vào dĩ vãng, một lòng chỉ muốn nuôi nấng Tử Hàm, không có quá nhiều suy nghĩ nên cũng không truy xét chi tiết. Không ngờ cố nhân đã không còn. Trần Đức thở dài. Chú Hà đi rồi, hiện tại chỉ còn vợ và con trai chú ấy sống nương tựa vào nhau, Miêu Tiểu Thanh nói tiếp, cô ấy sống ở thôn thành trung cạnh cầu Nam Môn. Tiểu Thanh, có thể dẫn tôi đi tìm họ không, tôi muốn điều tra thân thế của bản thân, Trần Đức đáp, cho dù không tra được, tôi cũng nên tới gặp dì Trương một lần. Được, Miêu Tiểu Thanh đương nhiên không từ chối, cô biết Trần Đức từ nhỏ đã muốn biết bố mẹ mình là ai, đang ở đâu, tại sao lại bỏ rơi anh. Đây dường như là câu trả lời mọi đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi đều muốn biết. Hơn nửa giờ sau, Trần Đức cùng Miêu Tiểu Thanh mang theo một số trái cây, sữa và thực phẩm bổ sung xuất hiện trong một khu chung cư lâu đời. Cộng đồng nơi đây rất đông đúc, cư trú ở đây hầu như đều là một số người trẻ tuổi làm thuê từ nơi xa tới, hoặc là người già. Năm ngoái tôi đến đây để đón một người họ hàng, có từng gặp qua dì Trương, cũng có đến thăm nhà dì ấy, nhà bọn họ ở tầng 3. Miêu Tiểu Thanh vừa nói vừa quen việc dễ làm đưa Trần Đức leo lên tầng 3 gõ cửa một căn phòng. Phía sau cánh cửa rất nhanh đã truyền tới một giọng nói, sau đó một người phụ nữ tầm 27-28 tuổi mở cửa từ bên trong,
nhìn hai người Trần Đức bằng ánh mắt nghi hoặc, các người là ai? Chào cô, xin hỏi đây có phải là nhà của dì Trương, Trương Ngọc Tiên không? Miêu Tiểu Thanh mỉm cười lễ phép hỏi. Đúng, người phụ nữ nghe thấy ba chữ Trương Ngọc Tiên này liền thận trọng đánh giá hai người Trần Đức một lượt rồi hỏi, hai người tìm bà ấy có chuyện gì? Có vài việc cần làm, thuận tiện tới thăm dì ấy một lát, Miêu Tiểu Thanh cười đáp, vị này là Trần Bát Hoang, thuở nhỏ từng được chú Hà săn sóc lớn lên, 10 năm nay vẫn luôn bôn ba ở bên ngoài, hiện tại trở lại quê nhà, biết tin chú Hà đã qua đời nên đặc biệt đến đây gặp mặt dì Trương, không biết cô là gì của dì Trương. À, người phụ nữ vẫn không có ý mời hai người họ vào nhà, chỉ nhàn nhạt đáp, tôi là con dâu của bà ấy, đồ đạc để vào trong này, nếu muốn tìm bà ấy thì lên sân thượng. Vừa nói, cô ta vừa nhận lấy đồ từ tay Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh, không đợi hai người đáp lời đã đóng sập cửa lại. Trần Đức cùng Miêu Tiểu Thanh bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập ngờ vực. Sân thượng, tại sao dì Trương lại ở trên sân thượng? Trước kia cậu chưa gặp con dâu của dì Trương bao giờ à? Trần Đức kỳ quái hỏi, trực giác nói cho anh biết người phụ nữ kia có vấn đề. Về phần con trai của Trương Ngọc Tiên, Trần Đức ngược lại còn có một vài ấn tượng, anh ta tên là Hà Thôn, bởi vì lúc nhỏ chú Hà luôn bênh vực anh nên con trai của ông thường xuyên ghen tị, hai người còn vì vậy mà đánh nhau không ít lần. Trần Đức đã đặt cho anh ta biệt hiệu là Hà Đồn. Chưa từng, Miêu Tiểu Thanh cũng tỏ vẻ khó hiểu, vài năm sau khi cậu rời đi, trại trẻ mồ côi cũng bị di rời. Một nhóm nhân viên cũng bị sa thải, gia đình mất nguồn thu nhập, tên Hà Đồn kia cũng bỏ học đến công trường làm thuê, một lần ngoài ý muốn. Anh ta bị ngã gãy chân, năm ngoái khi tôi gặp anh ta còn độc thân, ngồi trên xe lăn mà. Trần Đức nghe vậy liền im lặng, không ngờ một nhà chú Hà lại rơi vào tình cảnh như vậy, cũng trách anh khi trở về thành phố Tần chỉ chuyên tâm chăm sóc Tử Hàm mà không kịp thời tới thăm viếng ông. Đi thôi, chúng ta lên sân thượng trước, Trần Đức nói. Tầng lầu của khu chung cư cũ không cao, tổng cộng chỉ có 6 tầng, tầng 7 chính là tầng thượng, Trần Đức cùng Miêu Tiểu Thanh lên đến sân thượng đảo mắt nhìn qua liền thấy một túp lều thô sơ được dựng lên từ những tấm gỗ. Bên ngoài túp lều chất đống không ít chai lọ giống như một ngọn núi nhỏ, không biết phải bao lâu mới gom được nhiều như vậy. Khụ, khụ khụ. Đúng lúc này, một tiếng ho khan đột nhiên truyền tới, Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh tiến lên trước vài bước liền nhìn thấy một bà lão. Bà lão này mặc một chiếc áo khoác dài in hoa mộc mạc, rẻ tiền, chân đeo giày xăng đan, mái đầu pha trộn hai màu trắng đen. Rõ ràng mới ngoài 50 tuổi chưa tới 60 nhưng lại bể râu khác thường, tinh thần, trạng thái, tướng mạo còn không sánh bằng một số cụ già ngoài 70. Bà run rẩy thức dậy từ trên chiếc giường, lục tìm thứ gì đó từ trong hộp thuốc, một lúc sau mới tìm được mấy lọ thuốc rồi đổ ra vài viên, rót một ly nước sôi, bắt đầu uống. Hoàn toàn không chú ý tới hai người Trần Đức đang đứng ở cửa. Cả hai lúc này không hé nửa câu, trầm lặng, khó chịu, tâm tình phức tạp. Đặc biệt là Trần Đức. Anh không ngờ rằng dì Trương, người từ nhỏ vẫn luôn yêu thích, đối xử tốt với bản thân lại thực sự sống ở đây. Môi trường của nơi này quá tệ. Túp lều gỗ đơn sơ ấy vào những ngày im trời còn có thể ở được, nếu mưa gió chắc chắn sẽ bị sũng nước ẩm ướt, hầu như không còn chỗ nào để ẩn núp. Toàn bộ không gian được bao trùm trong một mùi hôi thoang thoảng khó ngửi, mùi hôi này không phải do không muốn sạch sẽ cùng không giữ vệ sinh hình thành lên mà hoàn toàn do nước mưa đọng lại tạo thành. Quét mắt nhìn bốn phía một lượt thì thấy ở đây toàn song nồi, trong tủ kính trong suốt còn để một ít rau xanh và đồ ăn thừa. Hiển nhiên dì Trương sống ở đây quanh năm. Không phải sống ở dưới lầu, không phải sống ở trong nhà của bà ấy. Trong nháy mắt, trái tim Trần Đức dâng lên sự phẫn nộ. Một người già hành động không tiện, sống ở một nơi như vậy. Con trai bà, con dâu bà sao có thể nhẫn tâm đến vậy? Quan trọng hơn là, Trần Đức liếc mắt liền nhận ra dì Trương đang bị bệnh. Hơn nữa đã vô cùng nguy kịch. Nếu không điều trị, e rằng sống không quá năm nay. Trong lòng anh tràn ngập cảm giác chua xót ngột ngạt, một người không có cha mẹ, trong tim trước sau vẫn luôn nhớ mong tới họ như anh, muốn biết họ là ai, họ đang ở đâu. Nhưng người có cha mẹ lại một mực không biết trân trọng. Dì Trương, sau khi trầm lặng hồi lâu, Miêu Tiểu Thanh tiến lên trước hai bước, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tiểu Thanh, lúc này, dì Trương mới chú ý tới hai người Miêu Tiểu Thanh và Trần Đức, bà đặt cốc nước đã uống thuốc sang một bên, trên mặt lộ ra sự vui vẻ hiền từ. Tiểu Thanh, sao cháu lại tới đây?
cũng không báo trước cho dì Trương một tiếng để dì mua một chút thịt về. Mau ngồi đi, chàng trai à, mau vào đây. Dì Trương từ trong góc lấy ra hai băng ghế nhỏ, khẽ lộ ra chút tự trách, chàng trai, cháu là bạn trai của Tiểu Thanh à. Chỗ này của dì Trương quá thô sơ, mong cháu lượng thứ. Cảm ơn dì Trương, Miêu Tiểu Thanh đỡ bà ngồi xuống bên giường, tự mình ngồi xuống băng ghế nhỏ, dì Trương, dì không nhớ cậu ta sao, cậu ta là Trần Đức, Trần Bát Hoang đó ạ. Trần Đức, nghe cái tên này, dì Trương liền suy tư, đôi mắt đục ngầu xẹt qua tia sáng, Bát Hoang. Cháu đã lớn như vậy rồi. Dì Trương kích động tới mức bật dậy khỏi giường. Trần Đức vội vàng bước tới đỡ lấy bà, nhẹ nhàng mà tôn kính đáp, vâng, dì Trương, là cháu, dì nhìn kỹ xem, còn có thể nhận ra cháu không? Bát Hoàng, thực sự là cháu, dì Trương nhìn Trần Đức ở khoảng cách gần hồi lâu, dùng bàn tay đầy vết chai sần sờ lên ngũ quan của anh, trên khuôn mặt già nua tràn đầy hưng phấn. Trần Đức để mặc bà mò mẫm, không có một chút phản kháng. Đường đường là Trần Bát Hoàng, người đã đẩy nhà họ Tạ vào chỗ muôn đời không thể trở lại. Vậy mà lại để cho một bà lão động vào như vậy, nếu một màn này bị người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh hãi tới rất cằm. Là cháu, giọng nói của Trần Đức nặng trĩu, hơn 10 năm không gặp, dì Trương, dì, già rồi, cũng chịu nhiều cực khổ rồi. Đúng vậy, hơn 10 năm rồi, Bát Hoang, cuối cùng cháu cũng trở về. Trước lúc lâm chung, lão Hà đã nói việc nuối tiếc nhất cả đời ông ấy chính là để lạc mất cháu. Cả người dì Trương run run vì kích động. Mắt sớm lệ, nếu lão Hà ở trên trời có linh thiêng, biết cháu đã trở về, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui. Thằng nhóc này, mấy năm nay, chắc cháu đã chịu rất nhiều uất ức. Cũng may, cháu không phải chịu uất ức gì cả, Trần Đức dừng một chút rồi nói tiếp, dì Trương, sao dì lại ở đây? Không phải nhà của dì ở dưới lầu à? Nghe hỏi vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Miêu Tiểu Thanh cũng lộ vẻ nghiêm túc, cô ta rất muốn biết lý do. Dì Trương sững sờ. Bầu không khí phút chốc rơi vào yên tĩnh. Hai. Dì Trương thở hắt ra một hơi rồi mới nói, thật ra cũng không có gì, là dì tự nguyện ở đây, con dì cưới vợ, dì không muốn quấy rầy chúng nên. Dì Trương. Trần Đức nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt dì Trương, cắt ngang lời bà ấy, dì đang nói dối. Dì. Dì Trương, dì cứ nói thật ra đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Miêu Tiểu Thanh cũng nhìn ra Trương Ngọc Tiên đang nói dối. Hiển nhiên, bà ấy không giỏi nói dối, cho nên khi nói những lời này, ánh mắt bà ấy có hơi né tránh, giọng cũng không được tự nhiên. Huống chi, có ai lại tự nguyện ở cái nơi hoang tàn này? Nhất thời, Trương Ngọc Tiên lại lần nữa im lặng. Bị Trần Đức liên tục truy hỏi, cuối cùng, bà ấy cũng nói ra sự thật, mấy năm trước, con dì bị liệt, còn dì thì phát hiện lao phổi 2 năm trước, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trước khi đi... Dì chỉ muốn tìm cho con trai một người vợ, hy vọng sau này có người chăm sóc cho nó. Có điều tìm rất lâu nhưng vẫn không có ai đồng ý. Năm ngoái, chính quyền nói rằng thôn trong thành của chúng ta sẽ sớm bị phá bỏ và chuyển đi nơi khác, không lâu sau đó, cuối cùng cũng có người đồng ý gả cho con dì, cô gái đó tên Thăng Yến. Sau khi kết hôn với con của dì, con dâu, bảo dì chuyển đến đây ở. Thật ra như vậy cũng tốt, hai đứa xem, ở đây có đầy đủ mọi thứ. Còn có thể ngắm cảnh nữa chứ. Hơn nữa, nếu tiếp tục ở trong nhà, nói không chừng gì sẽ lây bệnh cho mọi người. Nghe xong, Trần Đức cảm thấy rất khó chịu. Cho đến bây giờ, dì Trương vẫn che chở con trai và con dâu của mình, có một số điểm mấu chốt đã bị dì cho qua. Ví dụ như bệnh của bà ấy và tình trạng của con trai bà ấy. Còn có vì sao Thăng Yến lại muốn dì Trương chuyển đến đây? Giữa bà ấy và con dâu đã xảy ra chuyện gì? Tình huống cụ thể như thế nào? Những việc này thì bà ấy lại không hé môi nửa lời. Tuy nhiên, suy cho cùng thì dì Trương cũng không phải người biết nói dối, mặc dù bà ấy cố gắng che giấu những uất ức trong lòng, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài trên má cùng giọng nói run run xen lẫn tiếng nức nở đã tố cáo tất cả. Dì Trương, dì đừng khóc, Miêu Tiểu Thanh lấy khăn tay từ trong túi ra, giúp Trương Ngọc Tiên lau nước mắt, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, hay là vậy đi. Trong nhà cháu còn dư một phòng, dì Trương dọn đến ở với gia đình cháu nhé. Không được, Tiểu Thanh, không được đâu, bệnh của dì sẽ lây đấy. Hơn nữa, dì không thể ở xa con dì được, Trương Ngọc Tiên từ chối mà không chút do dự. Tiểu Thanh, Trần Đức lắc đầu với Miêu Tiểu Thanh, dì Trương sẽ không đi theo cậu đâu, dì ấy sợ mình đi xa,
Hà Đồn sẽ bị ức hiếp. Trương Ngọc Tiên khẽ giật mình. Không ngờ Trần Đức lại nhìn ra được điều đó, bà ấy rầu rĩ cúi đầu. Vậy thì, phải làm sao bây giờ, Miêu Tiểu Thanh thật sự không nỡ để Trương Ngọc Tiên ở lại đây, nhưng cô cũng không thể đón con của dì Trương cùng đi được. Việc đó rất là bất tiện, nói gì đi nữa thì bây giờ Hà Đồn cũng đã có vợ. Dì Trương, cháu có thể giúp dì chữa bệnh, Trần Đức nói với giọng tôn kính, thân thiện. Anh nói dối mà không chút ngượng ngùng, hơn 10 năm mất tích, cháu đã đi học y, cháu chữa bệnh rất giỏi, bệnh lao phổi chẳng là gì đối với cháu. Đi thôi, cháu đưa dì về nhà, nói với con dâu dì là cháu có thể chữa hết bệnh cho dì. Vừa nói, Trần Đức vừa bước đến đỡ dì Trương dậy, chuẩn bị đưa bà ấy đi, nhưng dì Trương lại giãy ra, trong lúc xô xát, ống tay áo của bà ấy bất ngờ bị vén lên. Dì Trương cuống quýt kéo ống tay áo xuống, tuy nhiên Trần Đức vẫn nhìn thấy vết bầm trên tay bà ấy. Dì Trương! Trần Đức nhíu mày, ánh mắt anh thoáng trở nên lạnh lùng. Tiếp theo đó, không đợi dì Trương kịp phân trần, anh đã nắm lấy tay bà ấy, vén ống tay áo lên. Một vết bầm lớn lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó, Trần Đức vén ống tay áo còn lại lên. Trên người bà ấy cũng có rất nhiều vết bầm lớn nhỏ. Nhìn thấy thảm trạng như vậy, sắc mặt Trần Đức tối sầm. Còn Miêu Tiểu Thanh thì trợn tròn mắt, đôi môi đỏ mọng mím chặt, không dám tin những gì mình vừa thấy. Trên tay và trên người dì Trương có rất nhiều vết bầm tím, sưng tấy. Thoạt nhìn có lẽ là bị dùng gậy đánh. Dì Trương, là ai làm? Trần Đức nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Tiên, giọng anh trầm thấp, thận trọng và lạnh lùng, chắc chắn không phải Hà Đồn, cháu biết rõ con người anh ta tuyệt đối không làm vậy. Có phải là người đàn bà tên Thằng Yến kia không? Sự thật bày ra trước mắt, Trương Ngọc Tiên cũng không nói dối được nữa, bà ấy bất đắc dĩ gật đầu, ừ, tuy nhiên, là do lỗi của dì không nên. Đừng nói nữa. Sắc mặt Trần Đức rất khó coi, giọng anh lạnh như băng. Anh biết rất rõ dì Trương là người như thế nào. Từ nhỏ, anh được chú Hà nuôi nấng, cũng thường xuyên gặp dì Trương. Khuyết điểm duy nhất của bà ấy chính là khi còn trẻ, chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên nói năng không biết nặng nhẹ. Thế nhưng tất cả đều xuất phát từ thiện ý. Nói tóm lại, dì Trương là một người rất lương thiện, hơn 10 năm trước, mặc dù không làm việc ở cô nhi viện nhưng bà ấy rất hay đến thăm những đứa bé ở đó, còn dùng tiền lương của mình để mua quà vặt cho đám trẻ con mồ côi này. Mỗi dịp Tết và Trung Thu, bà ấy còn mua quần áo rồi kéo chú Hà cùng đến tặng cho trẻ em trong cô nhi viện. Khoảng thời gian đó, bà ấy càng đặc biệt quan tâm đến Trần Đức. Một người như vậy có thể làm gì sai? Hoàn toàn không thể. Hơn nữa, lùi một bước mà nói, dù bà ấy có thật sự gây ra chuyện đi nữa thì lời qua tiếng lại là được rồi, cần phải ra tay đánh người vậy à? Còn đánh thành như vậy nữa chứ? Việc như thế, sao Trần Đức có thể nhịn cho được? Tiểu Thanh, theo tôi xuống lầu dạy cho người đàn bà kia một bài học, dạy cô ta cách sống, cách làm người. Trong lòng Trần Đức có một ngọn lửa. Vốn dĩ, anh đến đây là để tìm hiểu một số việc có liên quan đến thân thế của mình. Nhưng hiện tại, những việc đó đã bị anh vứt ra sau đầu, điều duy nhất mà anh quan tâm lúc này chính là giải quyết vấn đề của dì Trương. Bất kể hôm nay có thu hoạch được gì hay không, anh đều phải sắp xếp ổn thỏa cho bà ấy. Bằng không, anh khó mà yên lòng được. Được, Miêu Tiểu Thanh gật đầu. Là phụ nữ, cô cũng thấy chướng mắt, cô cảm thấy cần phải đi một chuyến xem tình huống cụ thể như thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người lần lượt đi xuống lầu. Bát Hoang, Tiểu Thanh. Ánh mắt Trương Ngọc Tiên tràn đầy lo lắng, bà ấy hiểu rất rõ con người Thằng Yến, vì lo sợ hai người bị cô ta ức hiếp nên vội vã đuổi theo. Có điều, tốc độ của bà ấy quá chậm, không đuổi kịp bọn họ. Không thấy được hai người Trần Đức, bà ấy đành phải men theo hành lang từ từ đi xuống, hy vọng có thể kịp thời ngăn chặn Thằng Yến làm bậy. Cộc cộc cộc. Tầng 3. Trần Đức bước đến trước cửa, đưa tay gõ. Chuyện gì? Thằng Yến mở cửa ra, nhíu mày hỏi, không phải các người đi gặp bà già kia à, sao lại quay về đây? Lần này đến là để tìm cô. Trần Đức bắt lấy cạnh cửa, tay còn lại đẩy cửa ra, dẫn theo Miêu Tiểu Thanh đi thẳng vào trong. Các người làm gì? Ai cho các người vào đây? Đây không phải là nhà của các người. Sắc mặt Thằng Yến lập tức thay đổi, cô ta đã nhận ra hai người này muốn đến gây sự. Nếu không ra ngoài, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Thằng Yến, có chuyện gì vậy? Buồng trong vang lên tiếng một người đàn ông.
Kế đó, người nọ đẩy xe lăn đi ra. Anh ta gầy rơ xương, sắc mặt xanh xao, vàng vọt. Nhìn thấy Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh, anh ta lập tức nhận ra, Tiểu Thanh, sao cô lại đến đây? Tôi đến thăm dì Trương, Miêu Tiểu Thanh nghiêm mặt, hiện tại cô cũng không giả cười nổi nữa. Hà Đồn, sao anh có thể nhẫn tâm để dì Trương ở trên sân thượng như vậy? Hà Đồn, anh còn nhớ tôi không? Trần Đức đứng thẳng người, hai mắt dần nóng lên, mở thấu thị nhãn, trước tiên quan sát hai chân của Hà Đồn. Cũng may, tuy xương đã bị hoại tử đôi chút, nhưng với bản lĩnh của anh thì vẫn có thể cứu được. Có điều, không biết người này có đáng được cứu hay không? Anh là, Hà Đồn nhìn chằm chằm vào Trần Đức một lúc lâu, rốt cuộc, trên mặt anh ta cũng lộ vẻ mừng rỡ, Trần Đức, Trần Bát Hoang. Anh là Trần Bát Hoang. Đúng, chính là tôi, Trần Đức cau mày, tôi đến thăm dì Trương, tốt nhất anh nên giải thích rõ chuyện này với tôi. Việc này, Hà Đồn nhíu mày, liếc nhìn thằng Yến. Sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm. Giải thích cái gì, Trần Bát Hoang à, hừ, tôi là Trần Cửu Hoang đây này, đây không phải nhà anh, đừng có mà ra oai, hiểu không hả? Mau cút ra ngoài cho tôi. Thằng Yến đeo kính, mặt cao có, thân hình cô ta có hơi đầy đặn, dáng vẻ hung hăng, dữ tợn, lại vô cùng kiêu ngạo, nhà chúng tôi có thế nào thì đó cũng là chuyện của chúng tôi, không cần một người ngoài như anh khoa tay múa chân. Giọng Thang Yến cực kỳ chói tai và cũng rất khó nghe. Trần Đức không để ý đến cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Hà Đồn. Đối với anh, thái độ của Hà Đồn rất quan trọng. Bát Hoang, hai người đi đi, nếu không, Hà Đồn liếc nhìn Thang Yến, muốn nói lại thôi. Nói đi, sợ cái gì, Thang Yến không chút kiêng nể, bằng không, các người đừng hòng rời khỏi đây, chớ có tưởng anh là đàn ông, tôi là phụ nữ thì có thể dễ dàng ức hiếp tôi. Thang Yến này không phải người dễ bị ức hiếp thế đâu, tôi cho các người 5 giây, mau cút ra ngoài. Sau 5 giây, nếu các người không đi, tôi không chỉ gọi người đánh các người, mà còn đánh luôn bà già kia và cả tên Hà Đồn này. Lũ hèn nhát các người đừng mong sống yên ổn. Nơi nào đó sâu trong mắt Trần Đức ngày càng lạnh lẽo. Hiện tại, anh đã thấy rõ. Một mình Thang Yến làm chủ cái nhà này, cô ta hoàn toàn không xem hai mẹ con dì Trương và Hà Đồn là con người. Từ giọng điệu của cô ta, có thể thấy được đối với hai mẹ con Hà Đồn, cô ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Lại nói, Trương Ngọc Tiên mắc bệnh lao phổi, bệnh tình ngày càng nguy kịch, hành động bất tiện. Còn Hà Đồn thì quanh năm phải ngồi trên xe lăn, đối với anh ta, có thể đứng lên đã là một chuyện vô cùng xa xỉ. Trong tình huống như vậy, thử hỏi sao hai mẹ con họ không bị ức hiếp cho được. Chắc chắn, trước khi kết hôn, Thang Yến đã che giấu rất kỹ. Thang Yến, Miêu Tiểu Thanh lạnh lùng nói, cô không được quá đáng, đây là nhà của dì Trương và Hà Đồn, không phải do cô định đoạt. Ha ha, một bà già cùng một tên tàn phế, lời bọn họ có giá trị à, Thang Yến tỏ vẻ khinh thường, để tôi nói cho các người biết, bây giờ cái nhà này là do tôi quyết định, sao hả? Nếu không có tôi, anh ta đừng mong có cơm ăn, còn bà già kia, không biết bà ta đã sớm chết ở xó xỉnh nào rồi. Các người nghĩ xem. Có ai chấp nhận gả vào cái nhà này hả? Chẳng lẽ trước khi kết hôn, cô không nắm rõ tình hình nhà họ à? Nếu cô không muốn, bây giờ có thể ly hôn, Miêu Tiểu Thanh không chút nể mặt, lạnh lùng nói, cô thấy nhà dì Trương nằm trong khu quy hoạch, vì khoản tiền bồi thường kia nên mới chịu gả đến đây đúng không? Dì Trương năm nay đã gần 60 rồi, năm ngoái, tôi gặp bà ấy còn rất khỏe mạnh, còn Hà Đồn, tuy anh ấy không đi đứng được, nhưng mặt mày hồng hào. Khỏe khoắn, cô nhìn xem, bây giờ anh ấy ra nông nỗi nào rồi. Miêu Tiểu Thanh gằn giọng, cô nói ra những lời như vậy mà không thấy ngượng à. Nếu muốn đấu võ mồm thì tài ăn nói của Miêu Tiểu Thanh có thể bỏ xa Thang Yến 100 con phố, chỉ 2-3 câu đã khiến cô ta á khẩu, không nói nên lời. Nghẹn cả buổi, cuối cùng, Thang Yến tức giận xách cái chổi bên lại lên, có cút đi không hả, mau cút đi, nếu không chớ trách tôi không khách sáo. Thang Yến, thấy thái độ của Thang Yến, Hà Đồn nhịn không được gầm lên một tiếng, tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta nhẹ giọng nói, cô có thể khách sáo một chút được không? Đó là bạn của tôi. Đám bạn, heo chó của anh thì liên quan gì tôi, mặt Thang Yến đỏ bừng, cô ta mặc kệ Hà Đồn, quát to, cút, mau cút ra ngoài cho tôi. Yến tử, lúc đó, Trương Ngọc Tiên rốt cuộc đã tới trước cửa nhà, tuy rằng đi từ tầng 7 xuống, nhưng bà cũng thở hào hển. Mệt nhọc kêu con dâu hai tiếng,
mặt mũi đỏ ửng, không ngừng ho khù khụ, ho đến nỗi muốn văng cả phổi ra ngoài. Dì Trương, Trần Đức vội vàng bước sang đỡ bà, lặng lẽ điểm vài huyệt vị ở vùng phổi, lúc này Trương Ngọc Tiên mới phục hồi trở lại, hớp hớp được vài hơi thở. Khi đã dần bình phục, đầu tiên bà quay sang thằng Yến, Yến tử, đừng vậy mà, đừng động tay động chân, có chuyện gì từ từ nói, mẹ có thể khuyên bọn họ rời đi, con đừng nổi giận. Này bà già, mấy người này là do bà cố ý gọi tới để chọc tức tôi đúng không, thằng Yến cầm chổi, giọng điệu nanh nọc, vừa nhìn thấy Trương Ngọc Yến cô ta liền nổi xung thiên, cho rằng tất cả đều là tại bà, cô ta chu chéo, mẹ nó, bà đây lâu lắm rồi chưa xử mụ chứ gì. Dám kêu người đến đây chọc điên bà. Đệt mợ bà già, nếu không có bà đây thì mụ đã chết sấp ngoài đường rồi có biết không hả? Bà là cái đồ ăn cháo đá bát không biết xấu hổ, còn dám dẫn người ngoài về bắt chẹt, chọc giận tôi. Đúng, mục đích của tôi chính là cái nhà này, vì tiền giải tỏa di rời đó, thì sao hả? Nếu không ai thèm gả cho thằng con tàn phế nhà bà, còn phải ngủ với hắn. Đúng là tức chết. Thang Yến hệt như một mụ đàn bà nanh nọc, ăn nói đối xử với mẹ chồng không chút cảm xúc, trước mặt Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh hễ mở miệng là mụ già kia, khép miệng là bà đây bà đó, luôn mồm chửi bới, lời lẽ khó nghe vô cùng. Mẹ, mẹ, mẹ không có mà, Trương Ngọc Tiên lắp bắp, một người phụ nữ năm sáu chục tuổi như bà lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang rối rít thanh minh cho mình. Còn chối, vậy hai người kia là ai hả? Heo hay chó, Thang Yến lau lau mắt kính. Mặt mũi đầy vẻ ghê tởm, không bảo bọn nó cút đi. Trương Ngọc Tiên, Yến tử à, con nghe mẹ nói đã, bọn họ là... Là cái con mẹ gì? Không bắt bọn nó cút đi thì bà cút đi cho tôi, thằng Yến rít lên, cây chổi trên tay vung lên, gần như định dùng hết sức lực đập xuống người Trương Ngọc Tiên. Thằng Yến, đừng mà, cách đó không xa, Hà Đồn nóng ruột la lên, mặt mày đỏ lựng. Nhưng mà... Hai chân anh ta bị liệt thì có thể làm gì được? Chỉ có thể dương mắt đau đớn nhìn Thanh Yến vung cái chổi lên quật xuống người mẹ ruột mình. Yến tử, Trương Ngọc Tiên sợ hãi, vô thức né tránh. Miêu Tiểu Thanh giật bắn mình, không ngờ có cô và Trần Đức ở đây mà người đàn bà này cũng dám ra tay, ác độc đến độ này quả là vượt quá nhận thức của cô rồi. Hừ. Lúc đó, Trần Đức hừ một tiếng, trong nháy mắt một tay bạt đi cái chổi đang quật xuống dì Trương, tay kia vung lên tát thẳng vào mồm Thanh Yến. Chát. Một tiếng đanh gọn vang lên, mồm Thang Yến sưng vù, cô ta đơ người, sau đó cơn đau buốt bùng cháy, hai cánh môi bỏng rát, trông như hai thanh lạp xưởng bị nướng nứt nẻ, trông cực kỳ bắt mắt. Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng Thang Yến, cô ta vô thức nhổ một bãi nước bọt, đồng thời kinh hãi phát hiện, răng cửa hàm trên hàm dưới của cô ra cũng văng ra ngoài kèm theo máu tươi. Thang Yến ngu người, hai mắt trợn trừng, cô ta nhìn bãi máu và bốn cái răng nhoe nhoét dưới đất. Không dám tin vào mắt mình. Mày dám đánh tao? Một lúc sau Thang Yến mới ngẩng đầu lên, trừng mắt dữ tợn nhìn Trần Đức, giọng nói run rẩy phều phào. Cô ta vô thức vung tay định tát trả lại. Nhưng mà, cánh tay vừa giơ lên chợt khựng lại, vì bị Trần Đức túm chặt. Nhẹ nhàng thôi, nhưng không tài nào giãy ra được. Rắc rắc, nháy mắt, cổ tay Thang Yến bất chợt vặn vẹo, méo mó, biến dạng. Á! Thang Yến kinh hoàng, đau đớn rú lên, buông tay. Cái tát vừa rồi mới là bài học nhập môn thôi, không muốn chết lập tức cút ngay. Trần Đức quăng cánh tay bẩn thỉu của ả ra, giọng lạnh như băng. Đồng thời, anh liếc ả bằng ánh mắt sắc lẹm như hai rưỡi dao, Thang Yến sợ đến nỗi phải lùi về sau hai bước, bất giác dùng mình. Mày, hu hu hu, thằng nhãi, mày tiêu rồi, mày chờ đó cho tao, hít, mày chờ đó, Thang Yến chu chéo lên. Mặt mày méo sạch, vội vàng vớ lấy di động trên số pha hấp tấp chạy ra ngoài, đứng ngoài cửa, gào thét lên như mụ điên. Mày sẽ phải hối hận, tao sẽ bắt mày phải hối hận, mày có gan thì ở yên đó, không được đi. Nói đoạn, ả xoay người bước xuống cầu thang không dám nán lại lâu. Bây giờ ả cần phải đến bệnh viện, đồng thời tìm người về trả thù. Loại đàn bà này không đánh không được, tốt nhất là ra đường bị xe tông chết cho rành. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt hoàn toàn rồi đấy, nhìn chằm chằm bóng lưng người vừa chạy khỏi, Miêu Tiểu Thanh chép miệng cảm khái, cô cũng cảm thấy hả giận, dù Trần Đức không ra tay, cô cũng không đứng yên nhìn. Không chỉ vì cô quen biết với dì Trương, mà nếu đi đường gặp chuyện như vậy cô cũng không nề hà gì xông vào,
loại đàn bà này hoàn toàn không cần thương hại hay tôn trọng gì cả. Chuyện này, Trương Ngọc Tiên sợ đến cứng người, bà không ngờ Trần Đức lại đột ngột ra tay như vậy, mặt mày tái ngắt vì hoảng hốt, bát hoang à, lẽ ra cháu không nên đụng vào nó, không nên. Đúng vậy, Trần Đức, lẽ anh không nên, ngồi trên xe lăn, Hà Đồn cũng nói, nơi này là khu Bắc thành phố Tần, cô ta quen biết rất nhiều anh chị xã hội đen đó. Bát hoang, Tiểu Thanh, hai người mau chạy đi, dì Trương lo lắng nói, chắc chắn là nó chạy đi kiếm người rồi, hai đứa mau đi đi, nếu không đến lúc nó dẫn người về thì không kịp đâu. Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh liếc nhau. Lúc này họ đã hiểu vì sao Hà Đồn và dì Trương phải sống trong uất nghẹn như vậy. Đầu tiên, có thể là vì tiền đền bù giải tỏa di rời mà Thang Yến mới đồng ý lấy Hà Đồn. Thứ hai, ả ta có đám xã hội đen chống lưng, với hoàn cảnh của mẹ con dì Trương, rõ ràng không thể chống lại ả. Sau khi được gả đến đây, hai người chỉ có thể mặc cho ả thao túng. Dì Trương, dì cứ yên tâm đi, không sao đâu, Trần Đức cầm tay Trương Ngọc Tiên, vào trong trước đã, cháu khám bệnh cho dì. Bát hoang à, hai đứa mau chạy đi, không thì không kịp mất. Dì Trương thở dài thườn thượt, bà hoàn toàn không có cách nào khác hơn đối phó với ả con dâu độc ác kia cả. Dì Trương à, dì cứ yên tâm đi, bây giờ Trần Đức không còn là người bình thường nữa, vài tên du côn không làm gì được cậu ấy đâu, Miêu Tiểu Thanh cũng trấn an bà, dì cứ nghe lời cậu ấy đi, không sao cả. Dì Trương vẫn không bớt lo chút nào, trong hiểu biết của bà, đám xã hội đen kia rất kinh khủng không thể chọc vào được. Cho dù có báo công an thì chờ họ đến nơi chó cũng trụi lông rồi, cơ bản là chẳng làm gì được. Nhưng mà lại không nỡ dập tắt nhiệt tình của Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh, bà đành đi vào nhà ngồi xuống sofa. Hayis, Hà Đồn thở hắt ra một hơi, Trần Đức, mẹ tôi bị bệnh lao phổi, không thể trị khỏi được, anh, hai người mau đi đi, yên tâm, Thang Yến không dám làm gì tôi và mẹ đâu, cô ta còn phải chờ cái nhà này giải tỏa di rời nữa mà. Hà Đồn. Không phải tôi muốn nói gì anh, nhưng mà gặp phải loại đàn bà độc ác này, lẽ ra anh phải đưa đơn lên tòa buộc ả ta ly hôn từ lâu rồi mới phải. Miêu Tiểu Thanh nói, giọng tiếc hận, để cho gì phải lên sân thượng ở mà anh coi được à. Tôi cũng không chịu nổi, nhưng mà, làm gì được bây giờ, Hà Đồn xấu hổ, tôi cũng muốn để mẹ được an hưởng tuổi già chứ, rõ ràng trước khi cưới tôi không hề biết cô ta là người như thế. Tôi cũng muốn ra tòa, nhưng mà không thể được, bọn. Hà Đồn bỏ lửng câu nói, rốt cuộc chỉ biết thở dài, trong lòng ngập tràn áy náy. Nói nhiều thì có ích gì? Cũng tại anh ta tàn phế, vô dụng, nếu như ban đầu không phải anh ta quá sơ suất thì sao lại bị liệt hai chân, nếu chân còn lành lặn thì đâu ra nông nỗi này. Tiểu Thanh, đừng nói nữa, Hà Đồn cũng đâu có muốn vậy, hai người im lặng chút đi, tôi khám cho dì Trương, Trần Đức nói với Miêu Tiểu Thanh, sau đó quay sang dì Trương, tin cháu đi. Để cháu khám bệnh cho dì nhé, dì nhắm mắt lại trước đã, nào. Dì, Trương Ngọc Tiên toàn nói gì nữa, Hà Đồn đã mở miệng, mẹ à, mẹ để Trần Đức thử đi, biết đâu có thể trị khỏi thì sao. Tuy Hà Đồn chẳng ôm hy vọng gì, nhưng cũng đồng ý thử một lần, có thử mới biết được. Về phần Thang Yến, hai người Trần Đức không chịu đi, đến lúc đó Thang Yến trở về thật, anh ta cũng chỉ có nước làm hết sức mình thôi. Được, được, cảm ơn cháu, bát hoang, Trương Ngọc Tiên rốt cuộc cũng chịu thua, nhắm hai mắt lại. Trần Đức vạch mí mắt dì Trương ra xem, lại hỏi thăm triệu chứng bệnh, sau khi làm đủ các bước vọng, văn, vấn, thiết, anh đã nắm rõ bệnh của dì Trương. Thực ra là, với bản lĩnh hiện tại của anh, cơ bản không cần đến những bước này, chỉ cần liếc sơ anh đã đoán được đại khái rồi, sở dĩ phải làm nhiều công đoạn như vậy là để cho chắc. Dù sao. Sức khỏe của Trương Ngọc Tiên quá kém, anh lo lắng còn có thêm bệnh lý tiềm ẩn, cũng may những điều anh lo đều thừa, hiện giờ bà chỉ bị lao phổi thôi. Bệnh này đối với anh mà nói chẳng có gì khó trị, những chai thuốc mà sử gia để lại cho anh có thuốc chuyên trị lao phổi, chỉ cần 3 ngày là có thể trị khỏi hoàn toàn. Tiểu Thanh, cậu ở lại đây trông chừng dì Trương nhé, tôi trở về lấy vài thứ, Trần Đức nói với Miêu Tiểu Thanh rồi quay lưng rời đi. Cùng lúc đó... Trong một phòng khám ở bên ngoài thôn Trung Thành, Thang Yến đang điều trị vết thương ở tay và môi, đồng thời gọi điện thoại. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, ai đó? Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông ồm ồm, có vẻ đang không được vui vẻ gì. Thang Yến cố gắng nặn ra giọng điệu ngọt ngào, anh Long, là em đây, em là Thang Yến,
em gái của Thang Đại Bình. Chuyện gì, nói, trên ghế sau một con mẹt đen xì, Long Thiếu Hổ cau chặt chân mày. Thang Đại Bình đã từng là một tên đàn em đắc lực của hắn ta. Hồi đó trong một trận sống mái giữa các băng đảng, Thang Đại Bình đã cứu mạng hắn. Lần đó Thang Đại Bình ăn hơn 10 nhát dao mà chết, còn em gái gã ta hắn cũng còn chút ấn tượng, sau khi Thang Đại Bình chết cô ả từng dâng mình tận cửa hầu ngủ hắn vài lần. Do đó, hắn vẫn nhớ mình đã sắp xếp một tên đàn em bảo vệ riêng cho ả. Anh Long à, có người bắt nạt em, nghe người bên kia trả lời, Thang Yến lập tức òa lên tức tưởi, hôm nay có một thằng danh đến nhà em làm loạn. Còn đánh em nữa, hu hu hu, thằng đó cũng mạnh lắm nên em lo thằng đệ anh sai tới bảo vệ em không đánh lại nó, nên em phải tìm đến anh, hu hu hu. Cô đang ở đâu? Long Thiếu Hổ hỏi. Chung cư Đông An ở phía bắc thành phố ạ. Được, anh dẫn mấy thằng đệ qua ngay, một tiếng nữa sẽ đến. Long Thiếu Hổ cau mày càng chặt, nếu là bình thường, mấy chuyện này hắn cũng lười động tay. Nhưng mà, hôm nay không giống như vậy nữa. Sau khi trải qua chuyện Trần Bát Hoang, hắn đã hiểu rõ một việc. Chỉ e không còn bao lâu nữa, khu phía bắc thành phố Tần sẽ bị Ân Thập Nương chiếm lĩnh, đến lúc đó hắn cùng lắm chỉ có thể làm tay sai hoặc đàn em cho cô ta. Những ngày làm đại ca đã không còn bao nhiêu. Thế nên hắn phải tranh thủ hưởng thụ nốt được ngày nào hay ngày đó. Sau khi gác máy, Long Thiếu Hổ thở dài thườn thượt, mường tượng mấy trận đánh của siêu nhân trên quảng trường hôm nay. Sắc mặt hắn tái mét, mỗi lúc nhớ lại chỉ thấy da đầu tê dần. Cái đệt mợ nó, mong là sau này đừng đụng phải thằng đó, Long Thiếu Hổ lắc lắc đầu, dứt khoát cởi chiếc áo khoác đen dính đầy máu đang mặc trên người ra, nói với tài xế, quay trở lại, đến chung cư Đông An, tiện thể gọi thêm mười mấy thằng được qua luôn. Chung cư Đông An. Hơn nửa giờ sau, Trần Đức mới trở lại, mang theo một chai thuốc và chiếc ngân châm cùng mấy tấm cao dán. Dì Trương à. Thuốc này dì uống đi, sau khi uống xong, bệnh của dì nhất định sẽ khỏi, Trần Đức vừa nói, vừa rót nước cho dì Trương, lấy ra một viên thuốc, bây giờ dì uống thử một viên trước đã. Bát Hoang à, cảm ơn cháu không cần an ủi dì đâu, bệnh của dì thế nào dì biết mà, Trương Ngọc Tiên cười méo sạch, bệnh của bà thế nào đương nhiên bà là người hiểu rõ nhất, cơ bản là không thể trị khỏi, chỉ là để Trần Đức không phật lòng, bà mới cầm ly nước, nuốt ực viên thuốc xuống. Thuốc trôi xuống cổ, không chỉ không đắng, ngược lại còn hơi ngọt. Sau khi nước và thuốc lần lượt trôi vào bụng, giây tiếp theo Trương Ngọc Tiên thoáng cảm thấy mình dễ thở hơn rất nhiều, giống như dòng chảy bị tắc nghẽn, trong phút chốc được khơi thông đáng kể. Lúc này, khuôn mặt vàng vọt của bà ấy đã trở nên hồng hào. Trương Ngọc Tiên kích động nói, Bát Hoang, cái này, thuốc của cháu thật sự hiệu nghiệm. Tuy đã sống rất nhiều năm, nhưng Trương Ngọc Tiên chưa từng thấy. Cũng chưa từng uống bất kỳ một loại thuốc nào có tác dụng nhanh như vậy. Điều này khiến bà ấy vô cùng kinh ngạc, tay bưng chén thuốc cũng run run. Mẹ, thật sự có tác dụng, Hà Đồn biết Trương Ngọc Tiên sẽ không nói dối, vẻ mặt anh ta tràn đầy kinh ngạc. Đúng, đúng rồi, con trai, là thật, Trương Ngọc Tiên mừng rỡ nói, mẹ vừa uống xong đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, thân thể thoải mái hơn nhiều. Wow, Trần Đức, không ngờ cậu lại là một thần y. Miêu Tiểu Thanh cũng rất ngạc nhiên, vốn dĩ, cô cho rằng Trần Đức chỉ đang an ủi Trương Ngọc Tiên mà thôi. Bởi vì với trình độ y học hiện nay thì không cách nào chữa hết bệnh lao phổi. Nào ngờ Trần Đức không chỉ chữa khỏi, mà còn có tác dụng tức thì. Bệnh vặt mà thôi, không có gì, Trần Đức vẫn giữ thái độ bình thản như mọi khi, cứ như mình vừa tiện tay làm một việc gì đó mà thôi. Anh cũng không để tâm quá nhiều vào chuyện này, mà tiến đến trước mặt Hà Đồn, Hà Đồn. Tôi có thể trị khỏi chân của anh, đừng nhúc nhích, trước tiên, để tôi giúp anh khai thông kinh mạch. Trần Đức vừa giải thích vừa chạm ngón trỏ và ngón giữa lại thành kiếm, điểm hai cái lên người Hà Đồn. Ngay sau đó, Hà Đồn cảm giác cơ thể tê cứng, không nghe theo sự điều khiển của anh ta, Trần Đức, việc này. Yên tâm đi, chỉ là điểm huyệt mà thôi. Hai chân của anh đã mất cảm giác một thời gian dài, cho nên khi châm cứu sẽ hơi đau, tôi sợ anh vùng vẫy. Trần Đức lấy ra một loạt ngân châm có lớn có nhỏ, nhanh chóng đâm vào hai chân Hà Đồn. Tiếp đó, chân Hà Đồn đột nhiên cảm thấy đau nhói, đã từ rất lâu, chân anh ta mất đi cảm giác, thế nên cơn đau thình lình ập đến khiến sắc mặt anh ta tái nhợt. Cái này mà là hơi đau à? Rõ ràng là rất đau đấy. Hà Đồn cảm giác kinh mạch toàn thân dường như đang run rẩy, đau đến thấu tim.
mồ hôi lạnh trên trán anh ta túa ra. Tuy nhiên, anh ta vẫn cắn chặt răng, không hề kêu la. Bởi vì chân anh ta đã mất cảm giác từ rất lâu rồi, anh ta cũng quên đi cảm giác đau đớn. Mấy năm nay, đôi chân kia dường như không phải của anh ta nữa. Giờ phút này, tuy là đau, nhưng trong lòng Hà Đồn vô cùng phấn khích.